Hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn một bộ truyện độc quyền của tác giả Lê Phạm Kim Huệ. Ở độ tuổi 25, cứ nghĩ là Liên đã có thể đỡ khổ, có thể an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì không, đây mới chính là sự kiện đánh dấu sự bắt đầu chuỗi ngày như sống trong địa ngục của cô. Cuộc đời cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Cứ nghĩ rằng sau khi có gia đình sẽ đỡ hơn, nhưng không. Lấy khởi rồi Cuộc sống của cô mới thực sự được gọi là khổ. Câu chuyện bắt đầu từ đêm tân hôn của cô. Cái đêm mà đáng lý ra phải là cái đêm hạnh phúc nhất đời của một người con gái. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện. Vào đêm tân hôn, lúc vợ chồng khởi Liên chuẩn bị về phòng riêng của mình, mẹ của khởi là bà Hương đưa cho con trai một tấm vải trắng. Gia đình nhà khởi là gia đình truyền thống và có phần gia trưởng. Họ thấy Liên có vẻ hiền lành, nên muốn kiểm tra xem cô con dâu mới về nhà mình có còn trong trắng không khởi sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy nên ít nhiều tư tưởng anh ta cũng bị ảnh hưởng nhưng không tấm vải trắng kia trắng tinh không có bất cứ một dấu vết gì cứ như liên tử lâu đã không còn trong trắng nữa khởi sau khi không nhìn thấy được thứ mình mong đợi anh ta tỏ vẻ khó chịu mặc kệ tất cả đi tắm rồi mặc lại quần áo thật nhanh sau đó đến bên giường hỏi liên vẫn còn nằm nghỉ ở đó tại sao chồng em không phải là người đầu tiên của em nói đi lần đầu tiên của em dành cho thằng nào liên như chết lặng khi nghe chồng mình hỏi những lời lẽ khó nghe như vậy bởi đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết nhau cho đến tận bây giờ khởi mới nói những lời nặng nề như vậy với liên trong khi trước đây dù là hành động hay lời nói khởi cũng đều tỏ ra rất tôn trọng liên luôn nhẹ nhàng ôn nhu với cô chưa một lần nào anh ta thốt ra những lời lẽ thô tục như vậy nhưng khi liên nhìn lại tấm khăn trắng tinh được lót ở chỗ nằm của mình cô cũng phần nào hiểu được lý do khởi hỏi cô câu hỏi đó khi liên nhìn vào tấm khăn trắng đó nó không có gì cả là cô hiểu vấn đề dù cho khởi chưa tiếp tục hỏi cô mặc dù liên không biết tại sao nó lại trắng tinh không một dấu vết như vậy trong khi đây là lần đầu tiên của mình liên lúc này không thể nói được điều gì với khởi chỉ có thể giải thích với anh ta. Không có, không có dành cho ai hết. Đây là lần đầu tiên của em. Chát. Lời vừa nói ra, liền đã bị khởi tát một cái rõ đau vào mặt. Anh ta tát cô xong, liền gần giọng không cho cô có cơ hội lên tiếng. Đến bây giờ mà cô còn dám nói dối tôi à? Tôi là thằng ngu chắc. Mất rồi thì thành thận bảo không còn, chứ cô giả vờ giả vịt làm gì. Ngay trong đêm tân hôn, ngày vui nhất đời của một người con gái đã bị chồng tát một cái. Có lẽ Liên là cô dâu bất hạnh nhất trên đời này rồi. Liên dùng tay áp vào mặt, một bên mặt đang bỏng rát vì cái tát hết sức kia của khởi. Rồi suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà rơi nước mắt. Đến giờ phút này đây, Liên không biết phải nói sao để chứng minh cho sự trong sạch của mình nữa. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà nói mấy lời với hy vọng khởi sẽ tin mình. Không có, thực sự là không có ai cả đây là lần đầu tiên của em mong anh tin em khởi đang rất giận vì nghĩ liên không thành thật với mình nên mọi lời cô nói với anh ta tự nhiên trở nên vô nghĩa không những không khiến anh ta nguôi ngoai mà còn làm anh ta giận thêm dù vậy khi nhìn thấy cô khóc anh ta cũng không biết phải làm sao nữa anh ta không thể ra tay đánh cô thêm cho đỡ tức mà chỉ có thể bực tức ra khỏi căn phòng tân hôn của hai người rồi đóng cửa lại thật mạnh như dàn mặt liên vậy sau khi khởi ra ngoài rồi liên vẫn chưa thể nào hoàn hồn ngay lại được cô vẫn còn rất sốc bởi vì từ trước cho đến nay cô có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người chồng của mình lại đánh mình như vậy cô đồng ý yêu anh ta là bởi vì anh ta hiền lành luôn tôn trọng cô dù việc lớn hay việc nhỏ cô đồng ý trở thành vợ của anh ta bởi vì anh ta hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho cô không để cô phải chịu khổ thêm nữa Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi không đáng được nhắc tới kia liền lại bị chồng mình đánh ngay trong đêm tân hôn. Cái đêm mà đáng lý ra phải là đêm vui nhất của đời một người phụ nữ vì đã tìm được biến đỗ của đời mình. Mà điều đáng nói ở đây là cô bị đánh oan. Cô thực sự còn trong trắng khi trở thành người của chồng mình. Từ khi biết đến yêu đương cho đến thời điểm cô trở thành vợ khởi, cô chưa từng trải qua chuyện thân mật nam nữ với bất kỳ một người nào, kể cả Sơn cũng không mặc dù bản thân đã từng có một mối quan hệ nhiều năm là thế nhưng liên và sơn phần lớn là yêu xa mỗi năm sơn chỉ về nhà có mấy ngày vào dịp tết hai người không có nhiều thời gian ở gần nhau trong khi đó ngày còn yêu sơn liền nhận thấy được rằng bản thân chưa thực sự sẵn sàng nên cả hai người họ chưa từng có một lần đi quá giới hạn đến khi chia tay sơn rồi ba năm qua liên vẫn không có một ai nữa cô chỉ chuyên tâm vào việc đi làm để phụ giúp cho bà mẹ lo cho các em. Ngày lúc này đây, cô tự hỏi bản thân mình chưa từng để xảy ra chuyện nam nữ với ai, thì tại sao bản thân lại không còn dấu vết của sự trong trắng nữa? Sau khi khởi tức tối bỏ ra khỏi căn phòng tân hôn, anh ta càng cảm thấy tức giận và sự tức giận lên cao khiến anh ta bí bách như muốn điên lên. Khởi lúc này chỉ nghĩ đến việc anh ta chưa từng làm chuyện kia với ai cả, nên anh ta đã thật sự mong đợi rằng người vợ của mình cũng như vậy chỉ là có đôi lúc anh ta suy nghĩ thoáng hơn nghĩ rằng người vợ tương lai của mình có mất rồi cũng không sao bởi vì thời buổi bây giờ đã rất thoáng bất cứ người phụ nữ nào không còn cũng là chuyện bình thường nhưng sau khi tự bản thân trải qua chuyện này nhìn thấy liên không còn sự trong trắng như anh ta mong đợi nhưng cô lại giả vờ tỏ ra thanh cao tỏ ra đau đớn như vậy làm khởi tức giận rất nhiều anh ta tức giận vì vợ mình đã không còn trong trắng là một phần. Nhưng khi thấy Liên từ đầu tới cuối cũng không chịu nói thật rằng bản thân đã mất, không thể giữ cho đến khi lấy chồng, làm anh ta tức giận đến 10 phần. Hơn thế nữa, khởi cho rằng mình đã cưới nhầm vợ, cưới nhầm một người phụ nữ mưu mẹo đa đoan, chỉ biết giả vờ giả vịt chứ không phải là một người phụ nữ tốt như anh ta đã nghĩ. Khởi chỉ vì tức giận, vì cái tôi của bản thân quá cao, không chịu động não mà suy nghĩ, dẫn đến việc anh ta không kìm chế được cảm xúc của bản thân đã tát vào mặt liên một cái với sức lực rất mạnh và sau khi đã bỏ đi rồi anh ta chắc chắn một điều rằng mình sẽ không ngủ được vì bực tức còn liên đáng thương nằm một mình trong căn phòng tân hôn cũng không tài nào ngủ được cô không biết rằng bây giờ mình nên làm gì mới phải nên tiếp tục nằm ở đây hay sẽ ra ngoài tìm kiếm khởi để giải thích cho anh ta tin đây là lần đầu của cô suy nghĩ như vậy xong liên định chọn phương án thứ hai vì cô không muốn vợ chồng bất hòa ngay trong đêm tân hôn nhưng khi sở lại mặt mình thấy một bên má vẫn còn đau và bỏng rát cô quyết định không đi tìm khởi nữa giây phút này liên như tỉnh ngộ cô cho rằng mình không làm gì sai nên không đáng bị đối xử như vậy khởi chỉ là chồng của cô chứ không phải là người đã cho cô sinh mạng nên anh ta không có quyền làm như thế với cô nằm suy nghĩ miên man một hồi hết chuyện này rồi đến chuyện kia liên không tài nào ngủ được cô mở điện thoại và lên mạng tìm hiểu về tình trạng của mình tại sao mình lại không có thứ kia dù cho đây là lần đầu của cô sau khi đọc được mấy nguồn tin đáng tin cậy liên biết được rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng của cô nhưng dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cái người mang danh chồng cô cũng không được quyền đánh giá con người của cô chỉ vì một thứ mong manh không đáng nhắc tới kia trong khi liên từ trước đến nay chưa từng làm ra chuyện gì hoang đường sảng bậy đến mức bị khởi đánh cho một cái đau đớn như vậy càng nghĩ mà càng đau lòng liên không biết sao cái số của mình lại lận đận như vậy nữa lúc mới lớn cũng muốn được yêu đương như bao người thì cô lại yêu người không nên yêu dẫn đến cái kết cục là phải chia tay người đó dù cả hai đã yêu được một thời gian rất dài đến tuổi lập gia đình thì ngay vào đêm tuân hôn lại bị ăn một cái tát đau đớn từ chồng mình vì chuyện không đáng liên không biết mình đã làm sai gì để bản thân phải gặp những chuyện đáng buồn như vậy nữa và liên còn suy nghĩ đến một chuyện đáng buồn hơn là cô không biết bây giờ mình nên làm như thế nào với khởi cô bị đánh rất oan ức rất không phục nhưng cô lại không thể vì một cái tát đó mà đề nghị ly hôn với anh ta cô không thể nào trở về nhà ba mẹ ruột của mình chỉ sau một ngày đến nhà khởi làm dâu càng không thể nói với ba mẹ mình rằng cô muốn ly hôn vì chồng tát mình một cái, lại càng không thể kể cho ba mẹ nghe nỗi oan ức của mình. Đang lướt điện thoại với một tâm trạng buồn miên man thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn của một dãy số lạ với nội dung: "Hôm nay là ngày liên thành hôn à? Sơn chúc mừng Liên nhé." Đã từ lâu rồi, kể từ lúc hai người chia tay, Sơn và Liên không còn liên lạc gì với nhau nữa, kể cả là câu hỏi thăm như hai người bạn cũng không có không biết là sơn có tìm hiểu hay quan tâm gì đến cuộc sống của liên sau khi chia tay hay không chứ cô hoàn toàn không để tâm gì đến cuộc sống của anh ta nữa bởi vì liên cho rằng muốn quên đi một người mình đã từng yêu thì tốt nhất là không còn liên quan dính dáng gì đến người đó nữa vì vậy mà cô mới cắt đứt mọi phương thức liên lạc với sơn xóa tin nhắn xóa cuộc trò chuyện xóa cả số điện thoại liên lạc với anh ta hôm nay là ngày cưới của cô cô cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ nói cho anh ta biết hay mời anh ta đến tham dự không hiểu là sơn có thông tin từ đâu mà lại biết cô đã kết hôn nữa sau khi nhận được tin nhắn của sơn cô không có quá nhiều cảm xúc chỉ trả lời lại cho phải phép lịch sự liền cảm ơn sơn nhé liền chỉ nhắn lại một câu cảm ơn và không hỏi thăm gì đến sơn nữa nên cuộc nói chuyện giữa hai người vì vậy mà chấm dứt liền thật sự rất kiên định dù là hôm nay cô có biết rằng mình đang lấy nhầm chồng đi chăng nữa thì cô cũng không còn bất cứ ý niệm gì với sơn hai người đã chấm dứt thì phải chấm dứt không được dây dưa thêm dù chỉ một tin nhắn nên cô chỉ trả lời một cách lịch sự như vậy rồi thôi sơn sau khi nhận được tin nhắn trả lời của liên nội dung của tin nhắn không được như mong đợi nên anh ta đã trầm ngâm một lúc anh ta định nhắn thêm một tin hỏi cô về điều gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện nhưng rồi lại thôi anh ta thấy chuyện này không cần thiết nữa ba năm nay từ sau khi chia tay liên cuộc sống của sơn vẫn vậy không có gì đổi mới anh ta vẫn qua lại với nhiều cô gái khác nhau nhưng rồi tự bản thân anh ta lại cảm thấy trống rỗng anh ta chỉ có thể tận hưởng niềm vui nhất thời do các cô gái mang lại chứ trái tim không hề được an ủi xoa dịu những lúc mệt nhoài chính vì không tìm được một người thứ hai giống như liên nên sơn đã không có ý định đến với ai một cách chính thức nghiêm túc, chân thành. Đã từng có nhiều lúc anh ta suy nghĩ vu vơ đến Liên và tò mò đi tìm hiểu những tin tức có liên quan đến cô để xem cuộc sống hiện tại của cô đang như thế nào sau khi chia tay anh ta. Sau vài lần hỏi thăm những người bạn bè cũ hồi cấp 3 của hai người thì mới biết được là bao năm qua Liên vẫn luôn độc thân chỉ lo đi làm việc để lo cho các em ăn học chứ không có yêu đương hẹn hò với ai cả. Nhưng thời gian gần đây đùng một cái anh ta biết được Liên sắp tổ chức đám cưới làm anh ta rất bất ngờ. Trong khi Sơn còn đang không biết Liên có mời mình đến dự đám cưới của cô hay không thì anh ta lại biết được thông tin là mấy năm qua cô không đoái hoài gì đến mình cả. Có thể là tình đầu khó quên cũng có thể là bản thân không cam tâm khi người đã từng rất yêu mình này dứt khoát như vậy. Nói không yêu là không yêu nữa nên Sơn cứ canh cánh trong lòng không chịu buông. Đỉnh điểm là hôm nay anh ta còn định kiếm cớ rằng mình đang chúc phúc cho liên rồi hỏi han đến một số chuyện trong quá khứ anh ta muốn hỏi rằng liên có từng hối hận vì đã chia tay với anh ta hay không và kết quả là câu trả lời của liên quá hời hợt sau màn chúc phúc khiến anh ta không biết nên nói lại như thế nào nữa cuộc trò chuyện cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt liên sau khi nhắn tin trả lời sơn xong thì cô không quan tâm là anh ta có nhắn gì với mình nữa không mà cô tắt điện thoại luôn quyết định sẽ đi ngủ bởi vì cặp mắt của cô bây giờ đã quá đau đớn do cô khóc nhiều và thức khuya. Liền nằm xuống và cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô dáng suy nghĩ đến những chuyện tích cực, không quan tâm đến những chuyện đau buồn của ngày hôm nay nữa. Phải như vậy thì Liên mới có thể ngủ được. Đến thời điểm hiện tại, Liên còn không biết là sáng mai đây cô sẽ phải đối mặt với Khởi như thế nào. Nhưng cô quyết định là sẽ đi ngủ trước rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, liền dậy rất sớm. Ngày đầu về nhà khởi làm dâu, nên cô ý thức được việc mình không thể dậy trễ. Cô đã đặt báo thức để có thể dậy đúng giờ. Khởi là con trai duy nhất trong nhà. Chuyện hương hỏa của gia đình sau này sẽ do anh ta gánh vác. Nên từ trước khi quyết định lấy nhau, anh ta đã đề cập đến chuyện. Liền hãy cùng anh ta về sống chung với nhà chồng và được cô đồng ý. Nên cô mới về nhà anh ta sống như hiện tại nguyên do liên đồng ý với điều kiện này của khởi khi anh ta vừa đề nghị cũng là vì nhà khởi cách nhà ba mẹ ruột của liên không bao xa cô có thể thường xuyên về thăm ba mẹ cùng các em của mình nên cô không ngại chuyện sẽ làm sâu mới tảng sáng người mà liên gặp đầu tiên không phải khởi mà đó là bà hương mẹ chồng của cô liên không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không mà cô cảm nhận được thái độ của bà hương dành cho mình ngày hôm nay đã khang khác với lúc chưa cưới cô về mà sự thật chính là như vậy thái độ bà hương dành cho liên đã thay đổi chứ không phải do cô nhạy cảm tự cảm nhận ra vì bà hương đã nghe con trai mình kể lại chuyện liên không còn trong trắng nên bà ta mới thay đổi thái độ cảm thấy không thích đứa con dâu ngoan hiền này nữa vậy nên mới có chuyện bà ta dành thái độ khác đối đãi với con dâu khi liên chào hỏi mẹ chồng bà hương gật đầu không hỏi han cô lấy nửa câu mà lập tức sai cô làm việc nhà Xem tủ lạnh còn gì có thể nấu được thì nấu bữa sáng cho thằng khởi nó ăn rồi đi làm đi. Bà Hương nói tới đây, như sợ Liên sẽ lẻ mề, không nấu kịp bữa ăn sáng nên bà ta nói thêm. Nhanh lên đấy, chứ thằng khởi sắp tới giờ đi làm rồi. Nhà bà Hương không có truyền thống ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Bình thường, mỗi người đều sẽ tự ăn sáng ở chỗ làm. Bà Hương cùng chồng đã có tuổi, không phải đi làm, thì mỗi sáng khi cảm thấy đói, bà sẽ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng chỉ là hôm nay, bà Hương cảm thấy không thích đứa con dâu này nữa, nên kiếm chuyện bắt Liên phải nấu đồ ăn sáng cho cô vất vả. Liên hoàn toàn không để ý ý đồ của bà Hương, nên cô vẫn rất vui vẻ mà vâng lời mẹ chồng. "Dạ, để con xem xem tủ lạnh còn gì thì nấu bữa ăn sáng, còn nấu có thể không ngon thì mẹ chỉ dạy thêm cho con nhé mẹ." Bà Hương cứ nghĩ là Liên sẽ phụng phịu dỗi hờn hay là từ chối để bà còn có cớ mà làm khó cô thêm nếu cô quá đáng lên thì sẽ chửi thẳng mặt cô để xả giận cho con trai mình nhưng khi thấy thái độ tích cực của liên như vậy thì bà hương không còn cớ gì để làm khó cô nữa nên chỉ có thể ậm ừ cho qua liên nói xong liền nhanh chóng xem trong tủ lạnh còn gì rồi cô tận dụng hết những nguyên liệu sẵn có để nấu bữa ăn sáng liên từ nhỏ đã phải chăm lo cho các em nên cô rất thạo công việc nhà tay chân nhanh nhẹn nấu ăn cũng rất ngon chỉ nửa tiếng đồng hồ sau khi mẹ chồng sai bảo Cô đã nấu xong một bữa sáng thơm phức, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà. Lúc Liên nấu ăn xong, cũng là lúc mọi người trong nhà đã dậy hết, Khởi cũng đã dậy. Liên nhìn thấy Khởi, cô không biết tối qua anh ta đã ngủ ở đâu, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta hiện tại rất mệt mỏi, khiến cô không biết nên mở lời với anh ta như thế nào về chuyện lúc tối. Cô chỉ đành làm ngơ đi, rồi mời tất cả mọi người vào bàn ăn cơm. Nhà của Khởi có tổng cộng 5 người, gồm ba mẹ của anh ta một người chị gái. Khởi và sau anh ta là một đứa em gái út. Chị gái của Khởi năm nay đã ngoài 30 tuổi, chị đã lập gia đình từ lâu. Chị ấy lấy chồng xa nhà nên rất ít khi về nhà, có khi cả năm mới về một lần thăm ba mẹ. Trong nhà có Khởi là con trai duy nhất, không thể ra ở riêng, còn em gái Khởi thì chưa lấy chồng nên đang ở cùng gia đình. Tính ra bây giờ căn nhà còn được 4 người, thêm liên nữa tổng cộng là 5 người năm người cùng ngồi ăn sáng với nhau trong không khí có phần nặng nề vì ba người là bà hương khởi và liên đang có vấn đề với nhau ngoài ra thì ba của khởi và em gái út của anh ta ngọc hân là hai người ngoài cuộc họ vô tư ăn bữa sáng do liên nấu còn khen cô nấu ăn ngon nữa sau khi ăn xong bữa sáng khởi về phòng mình nhưng anh ta không vội đi làm ngay mà đợi liên dọn dẹp xong rồi vào phòng nói chuyện cùng mình anh ta muốn giải quyết cho xong chuyện tối qua rồi mới đi làm liên không biết khởi đang đợi mình cô chỉ đơn giản là dọn dẹp sau bữa ăn rồi định về phòng lấy điện thoại gọi về nhà cho ba mẹ an tâm khi cô vào phòng thấy khởi còn chưa đi làm cô có hơi giật mình anh ta đang đợi cô cô vừa vào anh ta liền nói với cô một câu như ra lệnh nói chuyện với anh một lúc liên nghe khởi nói vậy cô biết là anh ta sắp nói đến chuyện gì cô cho rằng hai người cũng nên nói chuyện với nhau nghiêm túc một lần về vấn đề tối hôm qua hay là bất cứ vấn đề nào khác trong cuộc sống hôn nhân này của hai người nên cô đồng ý dạ được anh nói đi sau một đêm suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra khởi đã bình tĩnh hơn anh ta nhận ra mình đã sai khi đánh liên nhưng anh ta lại thiển cận cho rằng mình sai nhưng không đến mức không thể cứu vãn được nữa bởi ai rơi vào trường hợp như anh ta cũng sẽ làm như vậy. Anh ta nói lời xin lỗi với Liên, nhưng như thể xin lỗi được chưa? Chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh đã đánh em là anh sai, nhưng em cũng có phần sai trong đấy. Em nên thành thật với anh mới phải. Em mà thành thật ngay từ đầu, anh đã không tức giận đến mức vùng tay đánh em. Liên nghe những lời khởi nói, cô cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật buồn cười khi anh ta rõ ràng là đang xin lỗi, nhưng sao từ trong từng câu từ của anh ta đều đang ám chỉ cho cô biết rằng cô mới là người sai cô bị ăn một cái bà tai như vậy là xứng đáng dù vậy liên không muốn tiếp tục đôi co để hơn thua với người có máu bạo lực nếu bây giờ cô càng làm quá lên thì có khi cô sẽ bị ăn thêm vài cái bà tai nữa chừng đó chỉ có cô chịu tổn thương mà thôi và rồi sau tất cả liên vẫn muốn cho anh ta biết một chuyện là mình hoàn toàn trong sạch không hề nói dối Cô nói với anh ta Em sẽ nói lại một lần cuối cùng Chúng ta đừng bao giờ Đề cập đến chuyện này nữa Nếu anh còn muốn làm chồng của em Đó là em không giả vờ Không lừa gạt anh bất cứ chuyện gì cả Nên có tin hay không Thì em mãi mãi cũng chỉ nói một lời này thôi Sau khi nghe Liên nói Khởi rất gạc nhiên Khi từ đầu đến cuối Cô đều không chịu thừa nhận Chuyện anh ta đã nghi ngờ cô Đáng lý ra Khởi sẽ tiếp tục nói tiếp nói đến khi nào liên chịu thừa nhận mới thôi nhưng anh ta cũng thật sự có tình cảm với cô nên anh ta kiềm chế không đôi co vấn đề này nữa anh ta có dự định rằng tạm thời cứ như vậy trước rồi sau này dần dần anh ta sẽ chấp nhận được liên khởi nói với cô được rồi không nói nữa thì không nói nữa anh đi làm mới lấy nhau về mà đã xảy ra những chuyện không vui thế này là điều mà liên không bao giờ mong muốn nhưng cô không thể làm lớn chuyện thêm để người ta dị nghị. Vì vậy mà cô chỉ có thể chịu đựng ấm ức, im lặng sống qua ngày, không để ai biết những chuyện của đêm qua, liền gật đầu với Khởi. Dạ được. Nói rồi, Khởi đi làm ngay, còn Liên ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Tuy Liên và Khởi cùng làm trong công ty, nhưng Khởi là quản lý, còn Liên chỉ là một công nhân bình thường, nên sau đám cưới của hai người, Khởi phải đi làm ngay còn liên có thể nghỉ phép thêm hai ngày trước khi tổ chức đám cưới liên đã làm đơn xin nghỉ phép hai ngày sau đám cưới cô muốn dùng hai ngày nghỉ phép đó để làm quen với gia đình chồng phụ giúp ba mẹ chồng thay vì phải đi làm ngay liên dọn dẹp lại phòng ốc của hai vợ chồng mình trước sau khi dọn dẹp sạch sẽ rồi cô nhìn cách bài trí ở trong căn phòng tân hôn mà cảm thấy có chút chua xót đây là phòng tân hôn của cô dâu và chú rể nhưng đêm qua Hình như không phải là đêm tân hôn của cô thì phải. Nó giống như là một đêm địa ngục thì đúng hơn. Bởi vì đâu có cô dâu nào ngay trong đêm tân hôn đã bị chồng mình chỉ chiết, lăng mạ rồi tát cho một cái rõ đau như thế. Liền đã 25-26 tuổi đầu rồi nhưng chuyện phòng the, giường chiếu của nam nữ với cô gần như một tờ giấy trắng. Đêm qua, sau khi cùng khởi sinh hoạt vợ chồng xong cô cũng không có quá nhiều ấn tượng quá nhiều cảm xúc dành cho việc đó cô chỉ biết được đó là một chuyện mà vợ chồng cần phải làm với nhau chứ cô nào có ham muốn gì đâu vậy mà liên không ngờ là sau khi cơn đau nửa người dưới vơi đi thì có một cơn đau khác ập đến gương mặt của cô chưa từng bị ba mẹ đánh thì nay lại bị chồng của mình tát một cái không nương tay một bên má của liên đau đớn một phần thì lòng dạ của cô đau đớn trăm ngàn phần khi người mà cô hết mực tin tưởng lựa chọn để gửi gắm cả phần đời còn lại sau này của mình lại là con người cổ hủ lạc hậu quá quan trọng chuyện chi tiết đa nghi ngờ vực coi cái tôi của bản thân quá cao rồi đổ lên đầu cô những tội danh mà cô không làm tệ hại hơn khi anh ta chỉ vì một chuyện còn con đó mà sẵn sàng vung tay lên đánh cô không nghĩ ngợi cuộc đời của liên bất hạnh bấy nhiêu cũng đủ khiến cô gục ngã rồi nghĩ đến những chuyện bất hạnh tối qua mà liên quyết định sẽ dọn dẹp hết đi các phụ kiện trang trí trong phòng tân hôn này cô tháo gỡ hết mấy chữ hì màu đỏ dán trên tường cùng các dây đèn led lấp lánh lãng mạn treo xung quanh giường đổi bộ chăn ga gối đệm có màu đỏ rực thành một bộ có màu xanh lam nhàn nhạt, nhạt dịu mắt tất cả những phụ kiện để trang trí cho căn phòng tân hôn đều bị cô tháo gỡ hết liên đã thay đổi tất cả đưa căn phòng tân hôn trở thành một căn phòng ngủ bình thường sau khi làm xong xuôi tất cả rồi ngắm nhìn lại căn phòng ngủ bình thường này lòng cô mới cảm thấy được nhẹ nhõm bà hương mẹ chồng của liên biết được chuyện cô đã làm thì không vui bởi vì nhà bà hương trang trí căn phòng ấy cũng khá tốn nhiều tiền và công sức nên khi tháo gỡ hết như vậy là đang lãng phí nên hết sức bực mình bà hương định chửi cô con dâu này nhưng cô đã tìm ra được lý do khiến bà hương dù không hài lòng cũng phải hài lòng bà hương sau khi hỏi liên căn phòng tốn bao nhiêu tiền để trang trí đẹp đẽ là thế sao cô lại gỡ bỏ đi hết phí hết bao nhiêu tiền của công sức của nhà tôi vậy cô làm như vậy là sao cô có ý gì thì liên đã khôn khéo trả lời dạ thưa mẹ con không có ý gì hết mẹ ạ à. con chỉ tranh thủ hai ngày con đang được nghỉ làm để dọn dẹp nhà cửa trước thôi căn phòng tân hôn của tụi con tuy được trang trí rất đẹp nhưng mấy thứ dùng để trang trí thế này nó rất nhanh hỏng Hôm nay con không dọn, thì ngày mai hay ngày kia nó cũng sẽ hỏng, sẽ rơi rước xuống sàn nhà, con cũng phải dọn. Con sợ nó hỏng đúng lúc con đi làm, không thể dọn dẹp được, thì căn phòng lại trở lên bừa bộn, không gọn gàng, nên con mới dọn trước như vậy. Nói tới đây rồi, liền sợ mẹ chồng vẫn chưa hài lòng, nên cô nói thêm. Con xin lỗi mẹ, nếu con đã dọn quá sớm, nhưng mẹ thông cảm cho con có được không ạ? À? Lại thêm một lần nữa bà hương muốn làm khó liên nhưng lại không thể làm khó được cô bà ta chỉ có thể ậm ừ dù lòng không cam tâm chỉ là sau những lần không thể làm khó bắt bẻ được liên bất cứ chuyện gì bà hương sẽ có ác cảm với cô nhiều hơn sẽ tiếp tục kiếm chuyện để làm khó cô nhiều hơn bà ta cho rằng liên là người đanh đá sắc sảo bà ta đã nhìn nhầm người chứ cô không hiền lành như vẻ bề ngoài ngày con trai bà ta dẫn về nhà ra mắt và sự thật là Liên không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Tùy tính tình cô hiền lành, cam chịu, chấp nhận hy sinh, nhưng không có nghĩa là cô ngu ngơ để cho ai muốn ăn hiếp mình là ăn hiếp. Phải ra đời từ rất sớm, phải đi làm công nhân, chịu bao lời chửi rủa, bao câu từ xúc phạm từ những người quản lý, những người làm chung. Trong khi các bạn cùng tuổi đang được đi học, đã tôi luyện cho Linh cái tính cách này. Cô tuy hiền, nhưng không ngu, tuy cam chịu, nhưng không để bản thân phải chịu thiệt thòi một cách quá đáng. Dọn dẹp xong xuôi đã là buổi trưa, khi đó bà Hương đã đi chợ về, mua một đống nguyên liệu rồi bắt Liên phân bổ các loại nguyên liệu đó ra để nấu bữa cơm trưa và bữa cơm tối. Liên nghe lời mẹ chồng, cô xuống bếp phân bổ các nguyên liệu ra để nấu hai bữa sao cho hợp lý. Trong lúc Liên đang nấu ăn thì Ngọc Hân, em gái của Khởi xuống bếp chơi với cô. Ngọc Hân năm nay đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong đang trong thời gian thất nghiệp vì chưa tìm được công việc thích hợp nên con bé rất hay ở nhà một mình con bé ở phòng nghịch điện thoại thấy nhàm chán nên xuống bếp làm thân với chị dâu vừa xuống đã khen liên chị nấu ăn gì cho trưa nay mà thơm quá vậy chị ngọc hân chỉ thua liên mấy tuổi nhưng con bé vô tư và hồn nhiên hơn liên rất nhiều có thể là do con bé là con gái út được cả nhà yêu thương nên tính cách mới đáng yêu như vậy cũng nên từ sau khi biết được bộ mặt thật của chồng, cũng thấy được rằng mẹ chồng sẽ không yêu thương gì mình, liền đoán được rằng những ngày tháng ở trong căn nhà này, cô sẽ thấy cô đơn lắm, nên cô rất muốn có một người bạn. Ngọc Hân có thể làm bạn với cô. Cô tươi cười rồi trả lời con bé. "À, chị đang chiên cá đó mà." Ngọc Hân nghe vậy thì lại gần, xem chảo cá liên đang chiên, vừa thơm vừa đẹp mắt, cô ấy khen ngợi chị như con gái nhà người ta luôn ấy chị chị nấu ăn ngon quá à như bữa sáng nay ấy chị không như em không biết nấu gì hết em chỉ biết ăn thôi nghe ngọc hân nói như vậy liên chỉ biết cười cô thấy con bé đã hai mươi mấy tuổi rồi sao vô tư hồn nhiên quá làm cô nhớ đến mấy đứa em của mình nên liên cũng dịu dàng với ngọc hân hơn ừ em cảm thấy chị nấu ăn ngon là chị vui rồi trước đây em đã không nấu ăn thì sau này em cũng không phải nấu đâu, chị sẽ nấu ăn mà. Thật lòng, Liên thấy quý Ngọc Hân nhiều lắm. Từ sau chuyện của đêm qua và sáng nay, nhìn thái độ đã thay đổi hoàn toàn của mẹ chồng dành cho mình. Liên phần nào đoán được rằng, những ngày tháng sau này của cô khi sống trong gia đình chồng sẽ không dễ dàng. May sao còn có một chút vô tư hồn nhiên của Ngọc Hân có thể vớt vát lại những tháng ngày nhọc nhằn sau này của Liên. Sau khi xảy ra chuyện đêm qua với Khởi, sáng nay mẹ chồng còn luôn tìm cớ để gây khó dễ liên có thể khẳng định được rằng thái độ của bà hương bây giờ đã thật sự thay đổi so với hồi cô về nhà ra mắt cô còn nhớ là ngày hôm qua khi lễ cưới diễn ra mẹ chồng của cô còn rất niềm nở với cô và ba mẹ ruột của cô khiến cô không thể lường trước được tình huống mẹ chồng sẽ làm khó mình và rồi khi bình tĩnh suy xét lại tất cả mọi chuyện liên cho là nguyên nhân mà mẹ chồng mình thay đổi có thể liên quan đến chuyện cái khăn trắng mà bà ta đã đưa cho khởi. Sau khi khởi tức giận bỏ ra khỏi phòng ngủ, mẹ chồng của cô đã biết được chuyện gì đó từ con trai của bà rồi. liền không ngốc đến mức không thể sâu chuỗi lại các sự việc có liên quan với nhau này lại. Kết quả thành ra như ngày hôm nay thật khiến cô bất ngờ. Từ lúc có ý định lập gia đình đến nay, liền nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng mình có một người chồng quá quan trọng chuyện trinh tiết một người mẹ chồng không phân biệt đúng sai mà chỉ nghe lời con trai mình giam giáp. Từ chuyện này, liền nhận ra rằng khỏi sau này không thể làm bến đỗ của cuộc đời cô được, càng không có chuyện cô sẽ được mẹ chồng yêu thương như con cái trong nhà. Chỉ là tình trạng hiện giờ của Liên rất nan giải. Cô đã lỡ phóng lao nên phải theo lao. Cô không thể vừa mới tổ chức hôn lễ, đăng ký kết hôn xong, liền muốn ly hôn với chồng mình được. Nên là tạm thời cô phải bỏ quên đi nỗi uất ức của mình, bỏ qua một lần mình bị ăn tát oan uổng kia để tiếp tục sống trong căn nhà này với thân phận là vợ của Khởi. Đợi một thời gian trôi qua đi, sau khi đã tìm được lý do gì đó hợp lý rồi, Điền nhất định sẽ rời khỏi đây. Chị ba ơi, chị đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy? Em nãy giờ có nói quá chừng nói mà chị có nghe thấy không? Sau khi Liên trả lời xong câu nói kia của Ngọc Hân, là cô đám chìm mãi vào trong những suy nghĩ của mình, khiến cho cô bé có nói gì với cô, cô cũng không nghe thấy, làm con bé phải hỏi lại. Liên sau khi nghe Ngọc Hân hỏi Han, thì cười nói: À, chị đang suy nghĩ đến một số chuyện thôi. Em đã nói gì với chị thế? Em nhắc lại cho chị nghe với. Ngọc Hân thấy vậy, thì kiên nhẫn nói lại một lần nữa mấy chuyện mình đã nói, nhưng Liên chưa nghe thấy. Còn bé nhiệt tình kể chuyện. Anh ba em đó chị. 28 29 tuổi đầu mà chưa một lần đưa bạn gái về nhà, khiến nhà em rất lo đó. Nhà em chỉ có một mình anh ấy thôi, nên lo lắm chị. Nhưng mà thật may mắn quá. Anh ba em vừa đưa chị về nhà được mấy lần là cưới luôn, khiến em rất vui đó. Em thấy rất là thích chị đó, nhìn chị rất hiền. Em hy vọng là sau này chúng ta luôn luôn hòa thuận với nhau. Liền nghe vậy thì thấy vui cho sự hồn nhiên của Ngọc Hân. Có lẽ đây là người duy nhất trong căn nhà này bà cô có thể thân thiết được và chỉ cần như vậy thôi là cũng đỡ rồi Điền tạm bỏ qua những chuyện không vui của mình cô cũng trò chuyện cởi mở hơn với Ngọc Hân Vậy sao chị cũng thấy vui khi có một đứa em chồng như em đó Nhìn em không giống mấy người em chồng sẽ ăn hiếp chị dâu như trên phim Ngọc Hân nghe vậy thì bật cười thành tiếng Chị xem phim quá 180 phút mỗi ngày rồi đó Thời bây giờ làm gì có chuyện em chồng ăn hiếp chị dâu như trên phim nữa chị một câu nói bông đùa hồn nhiên của Ngọc Hân mà khiến Liên cảm thấy chạnh lòng thật đấy. Đúng là thời buổi bây giờ quá hiện đại, đã là thời đại 4.0 rồi mà bản thân Liên lại gặp những chuyện hoang đường. Tưởng chừng đâu là chỉ có thời xa xưa mới gặp như vậy. Dù vậy, Liên không muốn để Ngọc Hân biết chuyện của mình, cô cười cười rồi nói một câu thật lòng. Biết đâu được chứ, những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có trên phim thôi lại hiện hữu ngoài đời thật đấy chỉ là do em chưa bắt gặp đấy thôi bởi vì phim ảnh cũng bắt nguồn từ đời thực mà nói đến đây liên lại cảm thấy sợ là ngọc hân sẽ nghe ra được chuyện gì đó nên cô nói tiếp nhưng mà nhìn thấy em vui vẻ thế này là chị yên tâm rồi không giống những người trên phim nói rồi liên và ngọc hân đều nhìn nhau cười rất nhanh sau đó là bữa trưa đã được nấu xong sau khi ngọc hân phụ liên bày biện tất cả mọi thứ ra rồi liên mới đi mời ba mẹ chồng đang ở trong phòng ra dùng bữa bữa cơm trưa này không có khởi anh ta đi làm từ sáng và sẽ ăn trưa ở công ty luôn chứ không về nhà mà sau khi liên đi làm lại rồi cô cũng như khởi sẽ ăn cơm trưa tại công ty luôn như vậy là liên có thể tránh gặp mẹ chồng mình một bữa cơm từ khi cô biết được bà ấy không thích mình nữa cô luôn có suy nghĩ là phải tránh mặt bà ấy nhiều nhất có thể sau khi xong bữa trưa rồi ngọc hân muốn cùng liên rửa chén bát nhưng cô đã ngăn cản không cho con bé làm vì sợ cô bị mẹ chồng tìm cớ hạnh hoẹ với mình một mình rửa chén và rồi dọn dẹp lại nhà cửa bếp núp một lần nữa cho sạch sẽ rồi liên mới về phòng nghỉ ngơi lúc đặt lưng xuống giường cô nhìn đồng hồ cũng gần một giờ chiều đến nơi liên mới buông bỏ mọi căng thẳng đi ngủ một giấc lấy lại tinh thần cho một đêm hôm qua cô không được ngủ nghe đàng hoàng liên tranh thủ chợp mắt một giấc tầm một tiếng đồng hồ rồi cô dậy để xem xem. Nhà cửa có gì cần cô dọn dẹp nữa không? Cô làm hết rồi lại chuẩn bị đi nấu cơm tối chứ không dám ngủ nhiều. Sợ mẹ chồng lại có lý do để thế này thế kia với cô. Vậy nên là suốt cả ngày hôm nay, ngày đầu về làm dâu, liền luôn tìm mọi việc để làm. Cô không muốn rảnh tay lúc nào cả. Đến mức mà ông Hòa, bà chồng của cô thấy vậy không nhịn được đã lên tiếng. Vợ thằng khởi, ba thấy mày làm gì mà cứ làm suốt ngày không ngơi tay vậy nhà này cũng đâu có nhiều việc để cho bây làm như vậy đâu liên nghe ba chồng nói vậy thì cười dạ đâu con đang rảnh không có gì làm thấy buồn tay buồn chân nên làm ít việc đó mà con làm một chút cho vui thôi ba đừng để ý đến con ạ à. thấy đứa con dâu mình siêng năng đến như vậy ông hòa thật không biết nói gì cho phải ông đành nói ừ thì bây muốn làm sao đó thì làm nhưng mà làm ít thôi cứ như nhà này ngược đãi con dâu vậy đó có ai vừa về làm dâu đã như bây không liền biết là ba chồng mình đang nói đùa nên cô chỉ cười và đáp lại dạ không có mà ba con chỉ làm vì con thấy thích thôi ạ à? liền đã nói vậy thì ông hòa không thể nói gì hơn ông gật đầu rồi thôi đến giờ nấu cơm tối liền lại vào bếp nấu bữa ăn tối lần này cô phải nấu thêm một phần ăn cho khởi nữa anh ta sẽ ăn cơm tối ở nhà bữa ăn tối này cũng giống như bữa ăn trưa vẫn là việc nấu ăn dọn dẹp sau bữa ăn đều là do liên làm hết đến tối cô mới làm xong để trở về phòng nghỉ ngơi chỉ là lần này sẽ khác lúc trưa một chút đó là cô sau khi trở về được phòng ngủ của mình rồi cô chưa chắc sẽ được nghỉ ngơi bởi vì khởi đang ở trong phòng cô không dám chắc là anh ta có thể đối xử dịu dàng với mình sau chuyện đêm tân hôn hay không lúc liên về phòng khởi đang tắm trong phòng tắm nên cô nằm trên giường lướt điện thoại một lúc đến lúc khởi từ trong nhà tắm đi ra trên người không mặc bất cứ thứ gì chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo anh ta nhìn thấy liên còn chưa tắm vẫn đang mặc bộ quần áo cũ anh ta ra lệnh cho cô đi tắm nhanh đi một câu nói thu kệch mang tính ra lệnh không giống với những lời mà người chồng nên nói với người vợ nhưng liên không còn hơi sức đâu để để tâm trách móc lòng dạ của cô đã nguội lạnh từ đêm hôm qua rồi nên sau khi nghe thấy mấy lời lẽ đó liền chỉ im lặng đi xuống giường đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi tắm như lời anh ta sau khi tắm xong mới từ nhà tắm bước ra liền còn chưa kịp sấy mái tóc mới gội chưa kịp làm các bước dưỡng da trước khi đi ngủ cô đã bị khởi lôi lên giường bị người mình gọi là chồng đối xử tàn bạo thế này liền thấy rất đau đớn nhưng cô không một lời phản kháng bởi cô biết nếu mình vùng vẫy hay phản kháng lại thì chỉ có bản thân cô đau càng thêm đau. Chỉ là dù cho Liên có phản kháng hay chấp thuận những hành động đó thì Khởi cũng luôn sẵn sàng tuôn ra những lời lẽ hết sức thô tục, không tôn trọng cô. Chẳng hạn như khi thấy Liên cứ nằm im không phản kháng, không ra sức giãy giụa để thoát khỏi anh ta, không nói đau như đêm hôm qua nữa, thì anh ta cười khinh bỉ và hỏi cô. Sao vậy? Hôm nay đã lộ bản chất thật của mình rồi sao? Không còn muốn giả vờ làm thiếu nữ nữa rồi sao? với mấy lời lẽ khó nghe như thế này liên không muốn tốn công trả lời lại nên cô im lặng nhất quyết không trả lời khởi dù trời có sập xuống cô cũng không trả lời liên để mặc cho anh ta muốn nói gì thì nói có xúc phạm cô đến đâu cũng được cô chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng tới khi nào anh ta giải tỏa xong sẽ thôi nhưng khởi không chịu dừng lại ở một hai câu khó nghe như vậy mà anh ta cứ tiếp tục nói mục đích là để liên không chịu đựng được sự xúc phạm đó sẽ lên tiếng phản bác anh ta rất nhiều rất nhiều những lời lẽ khó nghe được thốt ra từ miệng khởi với mong muốn đạt được mục đích nhưng liên vẫn luôn im lặng không cho anh ta đạt được ý nguyện cô thả chết cũng không bao giờ nói ra bất cứ lời gì cho khởi đạt được ý muốn với những lời lẽ xúc phạm của anh ta cô tự khuyên nhủ bản thân hãy xem những lời nói của anh ta là những lời nói vô tri không có ý nghĩa nói ra sẽ bị gió cuốn đi mất đến cuối cùng sau một hồi vất vả chịu đựng khởi đã chán anh ta còn chưa được giải tỏa nhưng cũng rời giường và đi tắm một cách lạnh lùng còn liên cô đợi anh ta tắm xong thì cô sẽ đi tắm lại cô không muốn để lại trên cơ thể mình bất cứ dấu vết không sạch sẽ của con người kia cứ như vậy mọi chuyện được lặp đi lặp lại mỗi lần sinh hoạt vợ chồng như là một loại hình tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần với liên trong khi khởi cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì vì anh ta quá cố chấp tư tưởng quá bảo thủ không có cách nào tự thuyết phục bản thân chấp nhận được việc vợ mình đã không còn trong trắng thật tệ hại khi đến tận giờ này khởi nghèo nàn chỉ có việc xúc phạm liên trong những lần quan hệ làm thú vui của anh ta mấy ai có thể ngờ rằng cuộc sống hôn nhân của một đôi vợ chồng mới cưới lại diễn ra một cách ám ảnh như vậy chỉ là có một chuyện có thể được xem là niềm an ủi của liên đó là khi hai người bọn họ đã mặc lại quần áo thì cả hai sẽ không nhắc gì đến chuyện lúc ở trên giường nữa hai người vẫn là một đôi vợ chồng bình thường không để bất cứ người nào phát hiện ra cuộc sống hôn nhân bất thường của họ với cuộc hôn nhân này của mình liên mỗi ngày đều lén lút dùng thuốc tránh thai để không phải có con với người chồng nhưng không bao giờ tôn trọng mình này từ sau đêm tân hôn đến thời điểm hiện tại mỗi ngày trôi qua vẫn không khiến liên thay đổi ý định của mình cô vẫn mong muốn rằng đến một ngày nào đó cô sẽ tìm được lý do hợp lý để rời đi chứ không thể nào gắn bó cả đời với loại người như khởi chuyện cứ như vậy mà nửa năm trôi qua nửa năm này tình trạng hôn nhân của liên vẫn không có gì tiến triển vẫn tệ hại như ngày đầu ban ngày cô và khởi phải cùng nhau làm một đôi vợ chồng bình thường cùng nhau đi làm cùng nhau về nhà trong sự chứng kiến của gia đình nhà chồng. Khi màn đêm buông xuống, chỉ Liên mới biết được hai người bọn họ không phải là một đôi vợ chồng bình thường khi cô phải chịu đựng đủ mọi sự dày vò. Liên bị khởi dày vò từ thể xác đến sự tra tấn tinh thần khiến cô dần dần tập quen. Vậy mà không hiểu tại sao cô có thể chịu đựng được những giây phút cực hình như thế hàng đêm. Rồi sáng mai ngủ dậy, cô vẫn có thể dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho gia đình nhà chồng và rồi đi làm như bao người bình thường nữa đã nửa năm kể từ ngày cưới mà khởi và liên vẫn chưa có tin vui khiến ba mẹ của hai gia đình lo lắng nhất là mẹ khởi cứ thúc giục hai người có con đi mỗi ngày bà hương mẹ của khởi dù có không thích con dâu đi chăng nữa thì cũng rất mong có cháu nội bà ta có suy nghĩ rằng nếu liên sinh cho khởi được một đứa con trai cho bà ta một đứa cháu nội đích tôn để bế bồng thì bà ta sẽ không ghét cô vì chuyện cô không còn trong trắng khi về nhà chồng nữa chỉ là đợi mãi mà bà hương vẫn không thấy đâu khiến bà ta nóng bụng phải lên tiếng hỏi trong một bữa cơm tối của gia đình nhân đang có đông đủ thành viên bà hương hỏi thẳng liên và khởi hai vợ chồng thằng khởi cho mẹ hỏi hai đứa bây có tránh thai không mà nửa năm nay vẫn chưa chửa đẻ làm mẹ thấy lo lắng quá vậy nghe mẹ mình hỏi vậy khởi không suy nghĩ mà lập tức trả lời dạ không có tránh thai mẹ ạ khởi có thể trả lời ngay vì anh ta thực sự nghĩ rằng mình và Liên không dùng các biện pháp tránh thai suốt nửa năm nay. Nhưng Liên thì khác. Mỗi ngày, cô đều lén lút uống thuốc tránh thai nên cô hơi trột dạ, nét mặt đột nhiên mất tự nhiên khi nghe mẹ chồng hỏi như vậy. Chỉ với một chi tiết nhỏ này làm bà Hương nghi ngờ, bà hỏi Liên. Còn vợ thằng khởi thì sao? Còn có tránh thai không? Liên thấy mẹ chồng đang rất mong cháu, nên cô không ngốc mà đi nói thật là bản thân mỗi ngày đều dùng thuốc tránh thai cô nói dối dạ không con cũng không tránh thai ạ à. bà hương nghe vậy cũng không hết nghi ngờ nhưng bà ta không thể nói thẳng ra sự ngờ vực của mình vì bà biết liền kiểu gì cũng nói dối bà hương sắc sảo tính toán rằng mình dình con dâu để xem con dâu có đang nói dối không nên bà hương chỉ nói một câu cho qua chuyện vậy thì lạ thật nhỉ sao cưới nhau cả nửa năm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì hết vì hôn nhân của mình không thật sự hạnh phúc nên khởi chưa một lần nghĩ đến chuyện con cái phải đến hôm nay khi anh ta nghe mẹ mình nói anh ta mới suy nghĩ lại rõ ràng là trong mọi lần quan hệ dù có hạnh phúc hay không hạnh phúc thì anh ta và liên đều không dùng đến bất cứ biện pháp tránh thai nào cớ sao cô vẫn không có thai chỉ là sau khi khởi nghe liên nói với mẹ mình những lời này anh ta cũng thôi không suy nghĩ nhiều nữa liên nói vợ chồng con không dùng biện pháp tránh thai là một chuyện nhưng con cái là lộc trời ban mà đâu phải tụi con mong muốn là được liền đâu có thể là vợ chồng con chưa được trời ban lộc đó mẹ hoặc cũng có thể là vợ chồng con khó có con đợi một thời gian nữa nếu chưa có vợ chồng con sẽ đi khám sức khỏe mẹ ạ chứ có những đôi vợ chồng lấy nhau mấy năm mới có thai đó mẹ nếu vợ chồng con không có ai bị bệnh thì con tin là một thời gian ngắn nữa tụi con sẽ có con đó ạ à? đúng lúc này thì ngọc hân lên tiếng chị ba nói đúng rồi đó mẹ con cái mà có phải muốn là có ngay đâu phải từ từ chứ mà con thấy anh chị ấy mới cưới nhau có nửa năm chứ chưa lâu để hai người tận hưởng khoảng không gian riêng tư thêm vài năm nữa rồi mới có con cũng được mà nghe vậy bà hương không nói chuyện với linh nữa mà chuyển đối tượng sang ngọc hân bà nói con đó biết cái gì mà nói to thế cái gì mà không gian riêng tư có biết anh ba con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không? Không đợi Ngọc Hân trả lời, mà bà, bà Hương liền nói tiếp. Nó đã 28, 29 tuổi rồi, sắp 30 đến nơi. Bằng tuổi nó, người ta đã có 2, 3 đứa con rồi đấy. Còn chị dâu của con cũng hơn 25 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Nếu hai đứa nó không tranh thủ sinh đẻ từ bây giờ, thì phải đợi đến khi lớn tuổi, sức khỏe yếu đi rồi mới đẻ sao? Nghe mẹ chồng nói những lời đó, làm Liên có chút suy nghĩ, Đúng thật là bây giờ cô cũng đã có tuổi, có tính đến chuyện sinh con thì cô sinh con trong thời điểm này, thời điểm vàng để con cô được khỏe mạnh. Trừ để sang đến độ tuổi ngoài 30, chừng đó cô muốn có con sẽ gặp một số khó khăn trở ngại nhất định. Chỉ là nếu cô có một gia đình bình thường, có được một người chồng bình thường như bao người phụ nữ khác, hẳn là cô đã sinh cho chồng cô và cho cả bản thân mình một đứa con xinh xắn đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là bản thân cô phải ở trong hoàn cảnh này con cô không thể chào đời được một thời gian sau liên cứ nghĩ là câu chuyện về việc tránh thai đó đã đi vào dĩ vãng và sẽ không có ai nhắc đến nó nữa nhưng không câu chuyện chưa thực sự kết thúc tại bữa ăn hôm đó khi mà bà hương đã từng có ý định sẽ dình xem con dâu có đang nói dối không có lén uống thuốc hay dùng bất cứ biện pháp nào để ngừa thai hay không vì vậy vào một ngày đẹp trời nhân lúc con trai và con dâu đều đã đi làm hết bà hương bảo là dọn dẹp phòng cho con rồi bà ta sẵn tiện lục lọi một số thứ trong phòng ngủ của hai người luôn ban đầu bà hương dành thời gian cả buổi để tìm kiếm ở các ngăn kéo tủ bà ta không tìm ra được bất cứ thứ gì có liên quan đến việc tránh thai cả dù vậy vẫn chưa hết lòng nghi ngờ linh cảm như mách bảo rằng con dâu đang nói dối nên bà hương tiếp tục lục lọi tiếp đến khi bà thấy có một cái túi sách đang treo trên móc đồ bà hương có linh cảm mãnh liệt bà ta lấy cái túi sách đó xuống rồi mở túi sách ra xem xem có gì trong đó không lúc này điều mà bà hương nghi ngờ đã thành sự thật bên trong cái túi sách của liên có chứa các vị thuốc tránh thai hàng ngày bà hương nhìn thấy mấy vị thuốc thì tức giận run người cầm trên tay mình một vị thuốc đang uống dở của liên làm bà hương càng tức điên bà ta không tin là con dâu mình lại nói dối một cách trắng trợn như vậy. Luôn uống thuốc mà dám nói là không tránh thai. Đợi đến khi Liên và Khởi đi làm về, bà sẽ hỏi chuyện này cho ra lẽ. Chỉ là bà Hương không hiểu tại sao con dâu của mình dám để thuốc ở một nơi dễ thấy như vậy mà con trai bà mãi không phát hiện ra. Có thể là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hay là do con trai của bà không biết đó là thuốc tránh thai nên mãi không phát giác được chuyện vợ mình làm câu trả lời là khởi vô tình vô tâm chỉ để tâm đến tấm màng có tên gọi là sự trong trắng của người con gái từ sau đêm tân hôn anh ta không bao giờ để tâm đến vợ mình nữa chỉ vì sự ngu dốt nông cạn của bản thân suốt nhiều tháng qua hai người ngoài mặt là vợ chồng nhưng trong lòng ai cũng thấy cấn khởi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu rất không cam tâm vì người vợ của mình không còn trong trắng khi đến với mình mà lại không thú nhận trước trong khi liên đã không còn yêu thương chồng mình nữa sau cái bàn tay của anh ta cho cô điều cô mong muốn trước nay chỉ có một là tìm ra một lý do có thể thuyết phục được hai bên gia đình cho phép hai người ly hôn để cô được thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này vậy nên hai người họ cứ như vậy mà không ai quan tâm đến ai không ai yêu thương ai cả chuyện của ai thì người đó làm ngoại trừ những phút giây hành hạ nhau trên giường ra bọn họ không muốn dính dáng gì tới nhau cả và cũng một phần là do Liên kỹ tính, mỗi ngày cô đều mang đến công ty uống, không để người nhà phát hiện ra. Cô dám giấu thuốc ở cái giỏ sách đó là vì cô để nó suốt nửa năm nay chưa từng bị ai phát hiện. Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Người ta khi có nghi ngờ sẽ nghĩ cô để thuốc trong tủ quần áo, trong ngăn bàn trang điểm, sẽ rất ít ai ngờ được là Liên sẽ để thuốc ở nơi dễ tìm như vậy. Chiều tối, khi khởi cùng Liên đi làm về, họ vừa đi về tới nhà chưa kịp về phòng mình thay bộ đồng phục của công ty ra thì bà hương đã chửi liên xối xả khi bà vừa nhìn thấy cô bà hương còn quá đáng hơn khi vứt một đống thuốc tránh thai bà đã lấy ở trong túi sách vào người liên bà ta quát cô nhìn xem đây là thứ rác rưởi gì hả sao cô dám nói dối con trai tôi và nói dối cả gia đình tôi một cách trắng trợn như vậy hả hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi biết có lý do gì mà cô luôn dùng thuốc tránh thai Liên vừa mới đi làm về còn chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì đang xảy ra. Cô thật không ngờ tới trường hợp có một ngày mẹ chồng cô lại phát hiện ra mấy vỉ thuốc cô đã cất giấu trong túi sách. Nên nhất thời cô chưa biết phải trả lời mẹ chồng mình như thế nào cả. Trong lúc cô chưa biết phải trả lời thế nào thì khởi lên tiếng hỏi lại mẹ mình. Mẹ bình tĩnh nói cho con biết rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? bà hương cho là đứa con khù khờ của mình không biết chuyện gì nên nói con đi mà hỏi người vợ hiền lương thục đức của con rằng nửa năm qua cô ta đã làm gì để không có thai lại còn cả gan nói dối cả gia đình chúng ta nữa nói tới đây bà hương chỉ tay vào một mớ thuốc đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà sau khi bị bà ta ném vào người liên bà ta tức tối nói con nhìn xem kia là cái gì là thuốc tránh thai hàng ngày đấy đến cả con cũng không biết chuyện nó dùng thứ này mỗi ngày để không mang thai có phải không đúng thật là khởi không biết chuyện này vậy nên khi anh ta nghe mẹ mình nói thì tức giận quay sang hỏi liên cho ra lẽ nói tại sao uống thuốc tránh thai sự việc xảy ra quá bất ngờ liên không biết trả lời mẹ chồng thế nào vừa không biết phải làm sao với câu hỏi của khởi nhưng bây giờ cô cũng không thể giữ im lặng được nữa cô biết là mình phải trả lời câu hỏi của bọn họ nếu không họ sẽ không để cô yên trong lúc suy nghĩ chưa kịp liên có thốt ra một câu tại con chưa muốn có con khởi tát vào mặt liên đây là lần thứ hai liên bị khởi đánh còn bị tát một lực rất mạnh khiến cho liên nghiêng người hẳn sang một bên sau đó là một cảm giác bỏng rát truyền đến cái tát này giống hệt cái tát mà nửa năm trước anh ta đã từng đánh cô làm cô nhớ đến chuyện đêm tân hôn ngày hôm đó. Trong nửa năm mà cô bị đánh đến hai lần. Lần này, Liên không nhẫn nhịn như lần đầu nữa. Cô bỏ qua cảm xúc đau rát của mình. Cô ngước mắt lên nhìn khởi bằng ánh mắt thù hận. Sau đó dùng hết sức lực bình sinh, thẳng tay tát vào mặt anh ta hai cái. Hai tiếng vang lên trong không khí, nghe thật đã tai. Liên tùy ốm yếu, sức lực đương nhiên không bằng đàn ông. Nhưng với nỗi oan ức đã dồn nén suốt nửa năm qua của mình hôm nay bộc phát khiến cô như có thêm sức mạnh cô đã dùng hết sức lực của mình hai cái tát của cô đã làm cho gương mặt của khởi bị ửng đỏ lên anh ta cũng thấy bỏng rát mặt mình y hệt như cảm giác của cô và trong lúc khởi còn chưa kịp định thần lại chưa tin được là liên đã ăn gan hùm mật gấu gì mà bình thường rất cam chịu này lại dám đánh mình thì liên lên tiếng cô gằn giọng giải thích cho khởi hiểu tại sao anh ta bị ăn hai cái bà tai này tức nước vỡ bờ hai cái tát này là tôi trả lại cho anh vì anh đã đánh tôi đến hai lần trong khi tôi chẳng làm gì sai khởi chưa kịp trả lời lại thì liên cười khinh bỉ cô nói tiếp sao đánh tôi sướng tay quá nhưng lại quên mất việc đã đánh tôi lúc nào đúng không vậy thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ nói đến đây liên quay sang nói với mẹ chồng cho bà ta được biết thưa mẹ chồng chắc hẳn là mẹ cũng không biết phải không ạ à? vậy để con nói luôn ở đây một thể cho mẹ và anh ta cùng nghe lúc này ba của khởi và ngọc hân từ phòng riêng của mình đều chạy ra xem tình hình nhà cửa như thế nào khi ở trong phòng lại nghe được tiếng ồn ào cãi vã đúng lúc họ nghe được liên nói lần đầu tiên anh ta đánh con là ngay đêm tân hôn anh ta nói con không còn sự trong trắng của thiếu nữ mà giả vờ đau đớn nên đã tát con một cái ngay trong đêm tân hôn đó con đã muốn ly dị với anh ta chưa đừng nói là đến thời điểm hiện tại tại vì sao tại vì con không đáng bị đánh như vậy con thật sự vẫn là một cô gái trước khi đến với chồng mình mà cho dù con có không còn đi chăng nữa thì anh ta cũng không được quyền đánh con anh ta chỉ là chồng con chứ không phải người đã cho con sinh mạng nên anh ta không có quyền đánh con dù trong bất cứ tình huống nào hơn hết con muốn nói cho mẹ và anh ta biết rằng một hai giọt máu rơi ra ở lần quan hệ đầu tiên không thể nào thể hiện được nhân cách của một người phụ nữ trong khi anh ta là một người quá quan trọng chi tiết như vậy cảm thấy bản thân không thể yêu thương con chỉ vì con không có một cái màng mỏng manh kia thì anh ta có thể trả con về lại cho gia đình con nhưng mà mẹ có biết suốt nửa năm qua con trai mẹ đã hành hạ con như thế nào không hành hạ thể xác buông lời sỉ nhục không một đêm nào con được yên ổn với anh ta cả một người như vậy dù có phải chết đi còn cũng không bao giờ muốn sinh con cho anh ta. Đã nói đến mức này rồi, liền như được giải thoát, cô cảm thấy mình không cần phải dè chừng chuyện gì nữa. Cô tiếp tục nói thẳng với mẹ chồng và gia đình chồng. Chuyện ngày hôm nay, con vẫn không thấy mình sai ở đâu mà lại bị ăn thêm một cái tát không đáng nữa. Hôm nay, dù cho ba mẹ ở đây có thấy con thế nào thì con cũng xin phép nói thẳng. Chưa nói đến chuyện anh ta đối xử tệ hại với con như thế nào, thì con là con người con không phải máy đẻ. Có sinh con hay không là do con quyết định. Không ai có quyền ép buộc con. Còn chuyện con uống thuốc tránh thai mỗi ngày là để không phải sinh con cho một người tàn độc như con trai của ba mẹ. Nếu con sinh con ra mà để con con phải sống trong một gia đình có ba và mẹ không hòa thuận như vậy. Chỉ bằng đừng bao giờ sinh con. Bào uất hận tích tụ bấy lâu nay giờ như được bộc phát liền không muốn nhẫn nhịn thêm bất cứ giây phút nào nữa cô nói thẳng thừng mọi chuyện để mọi người đang có mặt ở đây được rõ ràng liên không muốn bản thân mình phải chịu đựng thêm bất cứ sự oan ức nào nữa phải chịu đựng nhiều điều vô lý suốt nửa năm qua cũng đã đủ lắm rồi cả nhà khởi sau khi nghe liên nói như vậy thì đều ngạc nhiên họ không dám tin những gì mình vừa nghe được và có lẽ người kinh ngạc nhất chính là ngọc hân con bé không thể ngờ là anh trai của mình lại là một người cực đoan như vậy sống ở giữa thế kỷ 21 này rồi mà anh trai vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ của thế kỷ trước đánh giá phẩm hạnh của một người con gái chỉ với một tấm màng mỏng manh không đáng giá kia Ông Hòa, bà của Khởi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì những việc con trai mình đã làm qua những lời kể của con dâu Bởi thường ngày, ông Hòa đều nhìn thấy vợ chồng con trai luôn điềm tĩnh hòa thuận với nhau Vậy mà khi chỉ có hai người với nhau con trai ông lại bắt nạt con dâu như vậy bảo sao con dâu cứ luôn trầm tính luôn giữ sự im lặng không bao giờ chủ động lên tiếng trước trong gia đình qua những lời liên nói bà hương cũng có phần bất ngờ chứ không phải không vì có những chuyện bà ta biết rồi cũng có những chuyện bà ta không hề hay biết bà hương thật sự không tin con trai mình đã làm tất cả những chuyện mà con dâu tố tuy nhiên nếu tất cả mọi điều liên nói hoàn toàn là sự thật thì bà hương cảm thấy con trai mình cũng có phần quá đáng Tuy bà Hương rất thương con trai, rất bênh con trong chuyện lấy phải một người vợ không còn trong trắng. Nhưng chuyện gì thì chuyện, con trai bà không nên vung tay đánh phụ nữ như vậy. Bà Hương hỏi lại con mình một lần nữa cho chắc chắn. Khỏi, những gì Liên nói có thật không? Con trả lời cho mẹ biết, chứ mẹ không tin vào những lời nó nói đâu. Chỉ cần con nói không, mẹ sẽ tin con chứ không tin nó. Bà Hương thật không dám tin, đứa con trai mình lại là loại người như vậy. Bà rất mong đây chỉ là những lời nói quá của con dâu nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu con trai bà. Nhưng Khởi đã đáp lại sự tin tưởng, mong chờ của mẹ mình bằng việc giữ im lặng. Bởi vì những gì Liên nói hoàn toàn là sự thật. Không hề có một chi tiết nào sai sự thật hoặc được cô theo dệt nên. Nửa năm qua, Khởi đích thực đã quá đáng với vợ của mình như vậy. Liên thấy mẹ chồng mình tới giờ này vẫn nhất mực tin con trai, không phân biệt đúng sai. Cô cảm thấy rằng bây giờ mình có lý do để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này rồi cô thông báo với khởi và cả gia đình chồng sẵn đây có gia đình mình đông đủ con cũng xin phép nói thẳng con và anh ta không thể làm vợ chồng được nữa sau hôm nay con và anh ta sẽ ly hôn ạ à? liền vừa nói đến đây ngọc hân vội lên tiếng chị ba chị quyết định ly hôn ạ à? chị có thể suy nghĩ lại được không chị ba em biết là chị đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi trong suốt thời gian qua anh ba em đã sai với chị rất nhiều, nhưng anh ba em có thể sửa sai, chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội và đừng ly hôn được không? Ngọc Hân là con gái, hiểu được những gì Liên đã phải chịu đựng suốt thời gian qua là quá đáng. Nếu là mình thì mình sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng con bé thật sự rất thích Liên, rất muốn cô tiếp tục làm chị dâu của mình và Ngọc Hân càng có niềm tin là anh ba của mình không phải hạng người quá mức cực đoan, không thể thay đổi được như vậy. Anh ba chỉ là lần đầu có bạn gái, có vợ nên chưa thể suy nghĩ thoáng được thôi. Sau lần này, chắc chắn là anh ba đã biết mình sai. Thì sẽ sửa sai, chứ không để Liên phải chịu đựng thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Ông Hòa cũng lên tiếng giảng hòa cho hai đứa con. Con cái ly hôn là điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng không mong muốn. Đúng đó con dâu, con suy nghĩ lại có được không? Chuyện này là thằng khởi sai quá. Bà thay mặt nó xin lỗi con. Chỉ là hai đứa dù sao cũng đã cưới hỏi đàng hoàng, vừa mới ở với nhau được nửa năm đã xảy ra chuyện ly hôn như thế này, thật sự không hay. Còn có thể tha thứ cho nó thêm một lần này, rồi hai đứa sống với nhau hòa thuận, xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Phải đến bước đường cùng rồi, nó vẫn không thể sửa sai, thì hãng ly hôn chứ. Con suy nghĩ lại đi con. Ngay lúc này, hai người đáng lý ra phải lên tiếng là bà Hương và Khởi, thì đột nhiên lại im bặt như thể đã xấu hổ đã biết mình sai không còn lời gì để nói và thật sự là bây giờ tâm trạng của hai người đó đang rất phức tạp họ thấy rất cấn trong lòng vì có chuyện họ thấy mình sai cũng có chuyện họ thấy mình không sai nhưng không biết nên mở lời như thế nào cho phải và rồi sau tất cả lòng dạ của liên ở thời điểm hiện tại đã thật sự nguội lạnh nguội lạnh đến mức cô có nghe những lời hết sức chân thành của ba chồng và em chồng vẫn không thể sưởi ấm được cô khiến cô suy nghĩ lại không ly hôn nữa hơn ai hết liên thừa biết những lời của ba chồng và em chồng nói ra là muốn tốt cho cô vì một khi xảy ra chuyện ly hôn không chỉ riêng cô và khởi xấu mặt mà danh dự của hai gia đình cũng bị kéo theo với lại sau khi ly hôn rồi chưa chắc cuộc sống của liên đã tốt mà cô chắc chắn sẽ bị mang tiếng là qua một đời chồng những điều đó liên hiểu hết chỉ là sau khi bản thân bị ăn hai cái tát quá đau đớn kia liên không còn muốn quan tâm đến những thứ gọi là tai tiếng hay danh tiếng nữa điều cô thực sự muốn bây giờ là thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này của mình liên trả lời ba chồng em chồng để hai người có thể hiểu cho quyết định của cô dạ thưa ba con có thể hiểu được là ba và em hân đang muốn tốt cho con mới khuyên con không nên ly dị nhưng con thực sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa con mong ba và em hân hiểu cho con con không thể sống với anh khởi được nữa sau những tổn thương mà con đã phải chịu đựng rồi gia đình mình sẽ có được một người con dâu khác phù hợp hơn con sự thật là liên đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi ngày mà cô có thể dứt khoát nói ra lời ly hôn với khởi ngày cô thực sự có một lý do chính đáng để ly hôn cuối cùng cũng tới cô phải rời đi cô không thể có lỗi với bản thân mình thêm được nữa liên nói thêm thưa ba mẹ phải đi đến bước đường này con biết con ích kỷ còn có lỗi với cả hai gia đình nhưng con xin ba mẹ hãy cho con được ích kỷ một lần được sống cho bản thân con một lần này thôi con với anh khởi cứ xem như là có duyên không nợ nên chỉ có thể làm vợ chồng của nhau một khoảng thời gian ngắn như thế thôi sau này khi tụi con đã hoàn tất các thủ tục ly hôn hoàn toàn không còn dính dáng gì với nhau nữa con sẽ quên hết tất cả chuyện cũ đi sẽ xem như chưa có gì ba mẹ và em hân con vẫn luôn kính trọng xem mọi người như là những người thân của con còn bây giờ thì con xin phép con sẽ dọn dẹp hết đồ đạc của mình rồi về nhà ba mẹ ruột của con nói rồi liền lập tức đi về phòng và thu gom hết tất cả đồ đạc của mình cho vào trong vali một cách nhanh chóng nhất để chuẩn bị về nhà còn ba người nhà khởi vẫn đang bàng hoàng chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra họ không tin là một cuộc hôn nhân vừa mới tan vỡ ngay trước mắt họ. Liền bao lâu nay vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn mọi chuyện, đến khi cô không nhịn được nữa. Không ngờ là cô lại dứt khoát đến vậy, dứt khoát đến mức không ai có thể tin đây là sự thật. Trong khi bà Hương bình thường vẫn hoạnh hỏe, luôn tìm cớ khó dễ liên, mà đến nay lại im bặt, không thể nói lên bất cứ lời nào như vậy, cũng đủ để thấy chuyện của ngày hôm nay là một chuyện không ai ngờ tới cả ngọc hân nhìn thấy chị dâu đã dứt khoát về phòng gom gọn quần áo biết là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa con bé mới bất lực hỏi khởi anh ba tại sao lại để mọi chuyện đến mức này khởi sau khi bị ăn hai cái tát của liên anh ta luôn im lặng không nói cứ như lúc bị tát đã bị chạm phải dây thần kinh vậy nhưng mà không có ai chạm tới dây thần kinh của anh ta cả mà chính xác là hai cái tát của liên đã khiến cho anh ta tỉnh ngộ Khỏi, lúc này mới nhớ lại là cách đây không lâu về trước anh ta đã từng theo đuổi cô rất chân thành mới được cô đồng ý cho anh ta một cơ hội cũng nhớ lại rằng đã từng rất yêu thương cô vì hoàn cảnh cô khó khăn vừa phải lo cho mình vừa phải lo cho các em nên anh ta mới hay giúp đỡ cô trong công việc còn nhớ lại rằng mình đã từng vui mừng như thế nào khi cô đồng ý làm vợ anh cùng anh về sống chung chỉ là bây giờ mới nhớ lại những chuyện đó có quá muộn rồi không? Liên thu xếp đồ đạc rất nhanh chóng, vì cô đã ở đây nửa năm nhưng đồ đạc của cô không có nhiều, từ quần áo đến các vật dụng, tất cả chỉ gói gọn trong một cái vali. Ba Ban đầu khi theo khởi về đây, Liên mang theo rất ít đồ đạc đi cùng mình, cô có dự định là cứ mang theo ít đồ thôi, rồi khi nào cần sẽ mua thêm cũng không muộn. Nhưng sau cái đêm tân hôn của mình, thì Liên quyết định là sẽ không sắm rửa thêm bất cứ thứ gì nữa Bởi cô biết chắc rằng Sẽ có một ngày mình rời đi Sắm rửa nhiều Chỉ lãng phí Và sẽ tốn thời gian lúc cô dọn đi Liên mang theo cái vali Có chứa đựng tất cả đồ đạc của mình Tới phòng khách Cô chào hỏi mọi người trong gia đình một lần nữa Rồi mới đi Cô chào họ lần cuối Thưa ba, thưa mẹ, con xin phép ạ à? Liên còn chào Ngọc Hân Hân ơi, chị đi đây Bao giờ rảnh muốn nói chuyện với chị thì cứ tìm chị. Ngọc Hân nghe Liên nói vậy, con bé rất không nỡ để cô đi. Nếu có thể, con bé muốn dùng mọi cách để níu giữ cô lại. Mà lúc này, không chỉ riêng Ngọc Hân muốn níu kéo Liên đâu, mà Khởi cũng đã có cảm giác ân hận. Với những việc làm quá đáng của mình, anh ta nắm lấy cánh tay đang kéo vali của Liên lại, không cho cô đi, mở miệng van xin. Liên ơi, anh biết anh sai rồi, cho anh xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa anh sẽ không bao giờ nói năng xúc phạm hay làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương em đâu em bỏ qua cho anh những chuyện đã xảy ra mình làm lại từ đầu nha em được không phải đến tận ngày hôm nay sau khi liên ăn thêm một cái bạt tai oan ức nữa khởi mới nhận ra anh ta sai mới xin lỗi cô thì đã quá muộn màng không thể cứu vãn được nữa liên bây giờ được giải thoát rồi cô không muốn nói nhiều lời với khởi nữa cô của hiện tại không còn muốn oán trách hay kể lể thêm chuyện gì nữa hai người vẫn nên chấm dứt từ đây liên gỡ tay khởi ra cô nhẹ nhàng nói được rồi duyên phận của chúng ta kể từ đây là chấm dứt anh buông tay ra để em về nhà mình em sẽ không ghét anh sẽ tha thứ cho anh mọi lỗi lầm nhưng em không có cách nào sống chung với anh được nữa càng không thể tiếp tục làm vợ chồng với anh được vừa nói liên vừa gỡ tay khởi ra khỏi tay mình Mặc kệ cho anh ta có bám víu thế nào, lúc cô vừa nói dứt câu của mình cũng chính là lúc cô đã hất được bàn tay của khởi ra, sau đó liền kéo chiếc vali của mình bỏ đi, cô không chào tạm biệt khởi và sau khi đã đi rồi, cô không hề quay đầu lại. Ngọc Hân có chạy theo cô được một đoạn, thay mặt anh ba của mình năn nỉ cô thì cô cũng quyết định không quay về, ngược lại, cô còn thuyết phục con bé. Chị thực sự không còn chút tình cảm nào với anh ba của em nữa nên chị không thể sống cùng anh ấy được nữa đâu em quý chị xem chị như chị gái thì hãy hiểu cho chị có được không hân em sẽ không khiến chị phải khó xử phải không ngọc hân nghe liên nói vậy con bé đành bất lực buông tay liên đến đây thì ngọc hân biết rằng anh ba và chị dâu của nó thực sự đã kết thúc không còn cách nào cứu vãn được nữa ban đầu ngọc hân nghĩ mà thấy buồn sao liên có thể dứt khoát đến thế nhưng sau khi suy nghĩ lại Đặt mình vào hoàn cảnh của Liên Thì nó thấy cô đang làm đúng Sẽ không có một ai chịu đựng nổi một người chồng như vậy Ở giữa thời buổi hiện đại này Nếu sau này xui xẻo Ngọc Hân có gặp một người chồng như vậy Hẳn là bản thân con bé Sẽ không chịu đựng nổi quá một tháng Chứ đừng nói tới là sáu tháng như chị dâu Chỉ là Ngọc Hân quá sốc Khi Liên có thể quyết định một cách nhanh và gọn như thế Cả quá trình Của một cuộc hôn nhân đổ vỡ dường như chỉ diễn ra trong vòng 45 phút đồng hồ, từ lúc chị dâu và anh ba đi làm về đến khi bắt đầu cãi vã to tiếng, cuối cùng là chị dâu dọn đồ đi khỏi nhà, tất cả diễn ra nhanh chóng đến mức không ai tin được. Tuy nhiên, với những chuyện mà mọi người thấy nó diễn ra quá nhanh chóng như vậy, nhưng lại chỉ có mình Liên biết rằng nó không nhanh mà đó là cả nửa năm dài phải chịu đựng đủ mọi sự dày vò của cô, thật sự là Liên đã muốn đi ngay từ khi cô vừa mới đến làm dâu chứ không phải đợi đến bây giờ. Chỉ là vừa mới cưới hỏi, liền không thể ly hôn ngay vì sợ ba mẹ mình xấu mặt, phải chịu sự bàn tán của hàng xóm nên cô mới âm thầm chịu đựng. Đã từng chịu đựng rất nhiều, chuyện hôm nay chỉ là một chuyện rất nhỏ là giọt nước tràn ly cho những gì cô đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian dài địa ngục kia thôi. Hôm nay, mặc dù bị ăn thêm một bạt tay nữa, nhưng Liên được giải thoát rồi. Liên thuê một chiếc xe ôm Bác Tài liền chở cô về nơi cô mong muốn. Khi về đến nhà, ông Cường và bà Thoa, bà mẹ của Liên, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu khi cô về nhà mà kéo theo bên mình một chiếc vali lớn, vì bình thường cô chưa từng về nhà chơi mà mang theo bất cứ đồ đạc nào. Nhà khởi cách nhà cô không xa nên cô thường tranh thủ về nhà thăm nhà rồi về lại nhà chồng trong ngày, chứ chưa một lần ở lại qua đêm. Hôm nay, Liên xách theo cái vali to như ngày đi lấy chồng làm bà thoa biết ngay là con mình đã xảy ra chuyện, bà vội hỏi Liên. Có chuyện gì hả con? Sao lại về nhà mang theo cả cái vali to đùng thế kia? Chuyện này, Liên biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải nói, nên lúc có ba mẹ mình ở đây, Liên nói thẳng, cô không vòng vo giấu giếm. Ba mẹ, con sắp ly dị rồi, con sẽ không sống ở nhà họ nữa. Hôm nay con dọn về nhà mình sống luôn. Ba mẹ cho con về nhà ở với ba mẹ được không? một tin tức gây chấn động như xét đánh giữa trời quang. Bà Thoa nghe được mà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà phải hỏi lại. Còn nói cái gì đấy hả Liên? Nói cái gì? Nói lại cho ba mẹ nghe. Ông Cường cũng cảm thấy rất bất ngờ với những lời nói của con gái. Chỉ là ông không tỏ thái độ quá ngạc nhiên như vợ của mình mà ông nhẹ nhàng hỏi lại Liên. Con và thằng Khởi làm sao? Có chuyện gì nói cho ba mẹ biết. Ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Sợ Liên có nỗi niềm khó nói Nên ông Cường trấn an con Có chuyện gì con cứ nói ra đi Đừng sợ Bà mẹ sẽ làm chủ cho con Không hiểu sao Khi ở nhà khỏi Liên dứt khoát kiên cường bao nhiêu Dù bị tát đến đỏ mặt Cũng không rơi một giọt nước mắt nào Vậy mà khi gặp ba mẹ của mình Đặc biệt là sau khi nghe ba nói Sẽ làm chủ cho mình Liên đột nhiên trở nên yếu mềm Cô cảm thấy tủi thân vô cùng Vì bao lâu nay mình đã âm thầm chịu đựng mọi chuyện, không thể nói được với ai. Vậy là hôm nay, cô có thể nói rồi. liền tháo cái khẩu trang mình đang đeo ra, nghiêng mặt về một bên cho bà mẹ thấy, một bên má đang đỏ ẩn của mình, cô sùi sụt. Bà mẹ ơi, anh ta đánh con, mặt con vẫn còn đau lắm. Ông Cường nhìn thấy một bên má của con gái đỏ ẩn, ông rất xót, rất tức giận. Trong lúc quá tức giận, ông đã buông một câu chửi thề. Mẹ nó, nó dám đánh con Để ba Ba sang nhà đấm lại vào mặt nó Xem xem nó có bị đau không Mà nó đánh con như vậy Không phải ông Cường chỉ có một đứa con gái là Liên Mà ông binh vực cô vô điều kiện Ông còn có những đứa con gái khác nữa Nhưng Liên là đứa con gái số khổ nhất trong nhà Nên ông thương cô nhiều nhất Thương hơn mấy đứa con gái nhỏ kia Này nhìn thấy một bên má của đứa con gái mình thương nhất đỏ ẩn như vậy Ông thấy rất xót xa Nghĩ tới cái kẻ đã đánh con ông Ông không kịp được cơn tức giận Ông còn định sẽ đến nhà khởi Làm một trận cho ra trò Vì đã dám vung tay đánh con gái ông Ông Cường nóng tính Nhưng bà Thoa thì nhẹ nhàng hơn Bà khuyên can chồng mình Từ từ đi ông Để tôi hỏi con mình cho rõ ngọn ngành mọi chuyện Rồi ông hãy tức giận Lỡ đâu con mình sai thì sao Ông Cường nghe vợ nói như vậy Nhưng vẫn chưa hết tức giận Ông nói Sai cái gì mà sai cho dù con tôi có sai Thì thằng đó cũng không được đánh con tôi như vậy Đã là một thằng đàn ông Thì phải biết kiềm chế cơn tức giận của mình Chứ không phải chuyện gì cũng vung tay lên đánh người được Đặc biệt là vợ con của mình Với lại liên nhà mình là đứa như thế nào Bà không rõ sao Nếu nó có là người sai Nó có chạy về khóc với chúng ta như vậy không Sinh con ra bằng cái cả cái ớt Nuôi nấng hai mươi mấy năm Mới được như ngày hôm nay Liên là người như thế nào Ông Cường rất rõ con gái ông là một người hiểu chuyện như vậy Sẽ không có chuyện con làm sai Còn về đây khóc lóc kể lể với ba mẹ như thế này Nghe chồng mình nói như vậy Bà Thoa mới giật mình Quả thật chồng bà nói không sai liền con gái của ông bà hiền lành hiểu chuyện như vậy Sẽ không vì một cái bà tai của chồng Mà bỏ về nhà ba mẹ ruột Rồi còn đòi ly hôn như thế này Nhất định là bao lâu nay Con gái của ông bà Đã phải chịu đựng chuyện gì đó uất ức lắm Bây giờ không chịu đựng nổi nữa Mới chạy về nhà với ba mẹ như vậy Chỉ là dù cho có như thế nào Bà Thoa vẫn phải giữ bình tĩnh Chồng bà đã nóng tính rồi Bà không thể mất bình tĩnh gây rối việc Bà chấn an chồng mình Từ từ đi ông Để con Liên nó kể rõ ngọn ngành mọi chuyện với chúng ta đã Chuyện có như thế nào Thì chúng ta cũng phải bình tĩnh lại Rồi suy xét Bây giờ ông đừng nóng mà làm lớn chuyện thêm Liên thấy ba mình đang nóng như vậy Cô sợ là ba sẽ vì sót cho cô quá Mà đến nhà khởi đánh anh ta thật thì không hay Tuy anh ta đánh cô tận hai lần Nhưng cô cũng dứt khoát muốn ly hôn Như vậy xem như là huề Chứ liền không muốn phải dây dưa Hay có thêm thù hằn với khởi và gia đình anh ta nữa Liền nói với ba mình Dạ từ từ ba ơi Ba nghe con nói Ba đừng nóng rồi đến nhà anh ta Con sẽ kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe mà Nói rồi liền lau nước mắt Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe. Câu chuyện bắt đầu từ nửa năm về trước, từ ngày đầu cô về nhà khởi làm vợ, làm con dâu. Mẹ nó, thằng khốn kiếp, nó dám đối xử với con như vậy sao? Ông Cường một lần nữa phải chửi thề vì thằng con rể trời đánh của mình. Hắn ta không chỉ đánh con gái ông một lần mà đánh tới tận hai lần khiến ông thực sự không thể tha thứ. Còn đánh con ông vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Ngay bây giờ, ông muốn đi qua nhà khởi ngay để đòi lại công bằng cho con gái mình ông nói với liên tại sao tới tận bây giờ con mới nói những chuyện này cho ba mẹ biết con có biết là mình khở lắm mới âm thầm chịu đựng như thế không nếu ba mẹ biết chuyện sớm hơn ba mẹ sẽ không để con ở bên nhà họ chịu khổ nửa năm qua càng nghĩ bà càng tức ba phải sang nhà thằng khốn kiếp đó để hỏi cho ra lẽ ngay bây giờ liên nghe ba mình nói vậy cô liền ngăn cản cô hiểu tính ba mình nóng này nói là sẽ làm liền cô sợ ba đến đó sẽ có chuyện không hay cô hết sức khuyên nhủ ba mình bình tĩnh lại đừng ba ơi ba đừng tới nhà anh ta mà ba mọi chuyện bây giờ cũng xong hết rồi con không muốn nhà mình dính dáng gì tới nhà anh ta nữa bây giờ chỉ cần đợi ngày chính thức ra tòa ly dị đường ai nấy đi thôi ba ạ à. ba đừng tức giận mà sẽ không tốt cho sức khỏe của ba ba thương con thì ba đừng tức giận nữa nha ba bà thoa đồng tình với liên bà cũng không muốn gia đình mình phải chuốc thêm phiền phức mặc dù thấy rõ con gái mình bị ấm ức ở nhà người ta bà rất xót nhưng thôi bây giờ con gái bà cũng sắp ly hôn xem như là mọi chuyện đã được giải quyết sau này quả báo sẽ đến với những người từng làm chuyện ác còn hiện tại gia đình bà không nên ồn ào thêm có làm lớn chuyện thêm chỉ có hàng xóm chê cười chứ không được ích lợi gì bà thoa nói với chồng đúng đó ông ông đừng tức giận làm gì cho mệt người bỏ qua lần này đi đừng làm lớn chuyện hơn nữa chúng ta bây giờ chỉ cần lo cho con mình thôi còn thằng khởi và gia đình nó như thế nào cũng mặc kệ nhà chúng ta sau này đừng dính dáng đến gia đình đó nữa là được xem như con gái chúng ta lỡ lấy nhầm chồng một lần rồi sau này hạnh phúc thật sự sẽ đến với con bé cả vợ và con gái đều ngăn cản nên ông cường đã cảm thấy nguôi ngoai bớt tức giận lại khi ông bình tĩnh suy xét lại mọi việc và nhận ra rằng mình không nên đi đến đó gây thêm phiền phức cho con gái. Ông Cường mặc dù không thể chấp nhận được việc con gái mình bị đánh, nhưng rồi cũng đành ậm ừ cho qua. Ừ, vậy thì thôi, tôi không đi nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cái thằng khốn kiếp đó. Đó là những lời ông Cường nói với vợ, và ông còn quay sang nói với Liên. Còn con, sao khờ quá vậy con? Sao một mình chịu đựng mọi chuyện cả nửa năm trời như vậy? Về nhà mấy lần Cũng luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn Không chịu nói nửa lời cho ba mẹ biết Gặp chuyện oan ức gì Phải nói ra ngay chứ Đăng lý ra con nên bỏ quách nó đi từ nửa năm trước Chứ không phải một mình nhịn nhục đến tận bây giờ Ông Cường nghĩ mà xót cho con Nửa năm về làm dâu nhà người ta Gặp phải mẹ chồng không ưa con dâu Và hay hoại hoẹ đã đành Chồng còn không yêu thương Mà hành hạ như vậy Cũng thật quá bất hạnh rồi vậy mà suốt quãng thời gian qua những lần con gái về thăm nhà không hề hé miệng nói nửa lời cho ba mẹ hay biết cũng may là bây giờ con đã mạnh mẽ dứt khoát ra đi nếu không thì không biết là còn phải chịu đựng cái cảnh khốn khổ đó đến bao giờ nữa liền hiểu những điều ba mình nói cô cũng muốn thoát ra khỏi cảnh đó từ khi cô bị khởi tát lần đầu tiên chứ không phải không nhưng vì suy nghĩ cho ba mẹ mình cho họ hàng hai bên cô không thể vừa mới cưới về một đêm liền muốn ly hôn với chồng. Như vậy là quá ích kỷ cho bản thân và cô không làm được. Liên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến lúc không chịu được nữa mới có thể vì bản thân một lần mà rời đi. Và rồi, khi vấn đề đã được giải quyết xong, cả nhà Liên không nói đến chuyện đó nữa. Nếu cô đã chuẩn bị ly hôn rồi, thì mọi chuyện được xem như là đã đến hồi kết. Bây giờ Liên cần được nghỉ ngơi, chứ không phải trách móc hoài chuyện đó bà Thoa lên tiếng hỏi con. Con về giờ này, đã ăn uống gì chưa? Liên nghe mẹ hỏi, thành thật lắc đầu. Dạ chưa, con chưa ăn gì cả. Con vừa đi làm về thì gặp chuyện ngay, còn chưa kịp thay quần áo nữa mẹ ạ. À. Con chưa kịp ăn uống gì hết. Bây giờ mẹ hỏi, con cũng thấy đói quá. Giờ này, nhà bà Thoa đã ăn cơm hết rồi. Thậm chí là cu lâm sau giờ ăn cơm tối đã đi chơi đâu mất trong nhà chỉ còn có ông cường và bà thoa ngồi xem thời sự thôi nhưng may sao nhà vẫn còn cơm bà thoa nói đói thì xuống dưới bếp đi mẹ lấy cơm cho mà ăn nói tới đây bà thoa lắc đầu tội nghiệp chưa còn chưa thay bộ đồ công nhân ra khỏi người nữa nhà đó cũng thật tệ bạc chuyện gì thì chuyện đều có cách giải quyết nhẹ nhàng hết mà sao lại làm quá lên như thế kia được rồi quên hết tất cả mọi chuyện đi đi xuống bếp Mẹ lấy cơm cho. Như một đứa trẻ mới mấy tuổi vừa đi chơi về đã có cơm ăn, liền được ba mẹ yêu thương như thế này, cô thật sự rất cảm kích. Không ở lại căn nhà kia nữa, trở về nhà mình là một lựa chọn đúng đắn nhất của Liên. Đúng thật, nhà là nơi để về, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay khổ đau, nhà, nơi có ba mẹ vẫn luôn chào đón ta. Bà thoa lấy cơm cho con gái xong, Bà ở lại dưới bếp tiếp tục nói chuyện với Liên về câu chuyện lúc nãy. Bởi vì có một số chuyện bà Thoa nghe con nói mà không hiểu lắm. Nhưng vì khi đó có chồng mình nữa nên bà không tiện hỏi cặn kẽ. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ở đây muốn hỏi con thật chi tiết để nắm rõ ngọn ngành mọi chuyện. Bà Thoa còn tính đợi Liên ăn cơm xong mới nói. Nhưng bà đã không nhịn được thẳng thần hỏi cô. Được rồi, bây giờ không có ba con ở đây. Con nói thật cho mẹ biết tất cả những chuyện con kể có thật không hay con và thằng sơn ngày trước đã nghe mẹ mình hỏi tới đây liên lập tức hiểu ngay là mẹ cô muốn nói tới chuyện gì có lẽ mẹ cô nghi ngờ về chuyện đêm tân hôn của cô cho là cô sợ nên không dám nói thật chỉ là liên cây ngay không sợ chết đứng cô trước nay chưa từng lừa dối khởi càng không bao giờ lừa dối ai nên cô nói cho mẹ mình hiểu dạ thật mà mẹ mặc dù trước khi có chồng con với sơn từng yêu nhau một khoảng thời gian rất dài nhưng ngày đó tụi con còn nhỏ tuổi không dám nghĩ tới mấy chuyện đó đâu với lại sơn luôn ở sài gòn lâu lắm mới về một lần nên tụi con chưa từng xảy ra chuyện kia với nhau con cũng không biết sao cơ thể mình lại khiếm khuyết hơn những người phụ nữ khác một chút như vậy nhưng con thật sự không dối lừa ai cả nếu có con đã nhận có rồi con sẽ không nói dối để bị đánh bà thoa nghe con nói vậy thì an tâm hoàn toàn như vậy là con bà không hề có bất cứ một lỗi sai nào cả. Lỗi hoàn toàn nằm ở khởi. Vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng. Còn hay vung nắm đấm như vậy thì con bà nên thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó để tự giải cứu bản thân. Bà Thoa cùng chồng mình tuy đã có tuổi nhưng tư tưởng của hai người rất hiện đại. Hai ông bà không chấp nhận việc. Một đứa con rể nông cạn, thô thiển, có ăn học, được đi làm việc này việc kia mà lại hành xử với vợ mình như một đứa du côn thất học bà thoa không nói gì thêm nữa bà gật đầu ý bảo con rằng không sao đâu để con yên tâm ăn hết bát cơm liền thấy mẹ hiểu cho mình cô cũng mừng cô tiếp tục ăn cơm nhưng không hiểu sao liền suy nghĩ đến một chuyện cô không nhịn được mà hỏi mẹ mình mẹ à mẹ với ba sống với nhau mấy mươi năm có với nhau bốn đứa con rồi có bao giờ ba vung tay đánh mẹ một cái nào chưa Bà Thoa nghe con mình hỏi vậy Không cần nghĩ ngợi nhiều Bà cũng có thể lắc đầu ngay Chưa từng Bà mẹ sống với nhau đã gần 30 năm nay Nhưng ba con chưa từng đánh mẹ Dù chỉ một cái bà tai Bà mẹ sống với nhau lâu như vậy Sẽ không tránh khỏi những lần bất đồng quan điểm Dẫn đến cãi vã to tiếng Mỗi lần như vậy Ba con dù cho tức giận đến mấy Cũng kiềm chế được cảm xúc của mình Chưa từng đánh mẹ Đây là điều mà mẹ rất khâm phục ông ấy Cũng vì điều này mà mẹ thấy rằng mình được gả cho đúng người. Cách đây rất lâu, khoảng chừng hai mươi chín, ba mươi năm về trước, ông cường và bà thoa không hề quen biết nhau. nhưng vào một ngày, ông bà lấy nhau theo sự mai mối. ngày đó, chuyện kết hôn theo mai mối như thế này là chuyện rất bình thường, chứ không có gì xa lạ. khi mà cả ông cường và bà thoa đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa có đối tượng để tìm hiểu, yêu đương, thì ba mẹ hai nhà sẽ nhờ đến sự mai mối khi bà thoa được ghép đôi với ông cường ba mẹ bà vừa nhìn thấy ông là ưng ngay họ nói ông cường hiền lành giỏi giang sau này bà thoa có thể nương tựa vào ông được và thời gian trôi qua đã chứng minh những lời nói của ba mẹ bà thoa ngày đó là đúng ông cường tuy nghèo nhưng hiền lành yêu chiều vợ con và chịu thương chịu khó ông có thể chịu đói chịu lạnh dù làm đủ mọi công việc nặng nhọc chỉ cần vợ con ông được no đủ thôi lấy ông cường cuộc đời của bà thoa không có gì hối hận ông bà chỉ nuối tiếc một điều là ngày đó mình sinh đông con quá để liên là đứa con gái lớn nhất phải chịu nhiều thiệt thòi không được đi học đại học như các em thôi nghe mẹ mình nói như vậy liên mỉm cười cô thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ dành cho nhau tình cảm của ba mẹ tốt như vậy bảo sao dù gia đình cô có thiếu thốn ba mẹ vẫn sinh tới bốn đứa con và rồi liên cho rằng cuộc sống hôn nhân như ba mẹ mình mới đáng được tính, trừ đâu như cô. Chỉ mới về làm dâu, gia đình đã xào xáo, sống chưa một ngày được yên thân. Bây giờ buông tay như vậy rất tốt, sau này Liên sẽ không lấy chồng nữa, cô sẽ ở vậy mà phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già. Nghĩ vậy, Liên nói với mẹ. Mẹ à, sau vụ việc này con không muốn lấy chồng hay yêu đương gì nữa, nên con sẽ không đi tiếp bước nữa. Còn ở đây với ba mẹ mãi mãi luôn được không? Sau khi bản thân trải qua tất cả mọi chuyện, liền thấy rất mất niềm tin vào tình yêu. Khi người yêu cô thời son trẻ, phụ cô đã là một chuyện đau lòng. Đến tuổi lấy chồng, lấy phải một người chồng không ra gì, càng làm liên tuyệt vọng. Có thể là do cô không thích hợp với chuyện yêu đương, hoặc cũng có thể là nhân duyên của cô trên đời này không có. Nghĩ vậy mà Liên không còn muốn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu hay hôn nhân nữa rồi bà thoa nghe con mình nói những lời bi quan như vậy thì bà thấy thương cho con bà lựa lời khuyên nhủ con đổ ngốc này đừng nói những lời bi quan như vậy không nên đâu con còn rất trẻ còn khỏe con xinh đẹp rồi sau này con sẽ gặp được người thật sự yêu thương con chừng đó con sẽ cùng người ta bắt đầu lại từ đầu cùng người ta xây dựng nên một gia đình thật sự hạnh phúc đến lúc đó những vết thương của con sẽ được chữa lành còn sẽ quên hết những chuyện không vui trong quá khứ thôi Nói đến đây Bà thoa thở dài Lỗi một phần cũng là ở ba mẹ Lúc đó bà mẹ đã thúc ép con Phải lấy chồng sớm Nên con mới vội vàng lấy người ta Khi chưa kịp tìm hiểu kỹ lưỡng con người Tính cách của người ta như vậy Để con tự nhiên mang tiếng lỡ một lần đò Mang cái danh phụ nữ đã qua một đời chồng Liên nghe mẹ nói như vậy Cô lắc đầu phủ nhận những lời mẹ nói Lỗi có thể là ở chỗ cô, chứ ba mẹ cô không có lỗi gì cả. Ba mẹ cô ở tại thời điểm đó chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, liền nói với mẹ mình. "Không mà mẹ, ba mẹ không có lỗi gì cả, là do con nhìn sai người thôi. Ba mẹ ngày đó cũng chỉ muốn tốt cho con, không muốn con phải cô đơn nữa, muốn con có người rửa dẫm nên mới đồng ý thôi mà. Bây giờ xảy ra chuyện ly dị, đúng thật là không ai mong muốn, nhưng ba mẹ tuyệt đối không được tự trách mình." như vậy con sẽ rất buồn sau cùng ai cũng nhận mình có lỗi chứ họ không hề đổ thừa lỗi cho bất kỳ ai chỉ là họ không hề có lỗi lỗi là ở cái người đàn ông tên khởi kia thôi bà thoa thấy tạm thời không nên tiếp tục chuyện đau buồn này nữa bà nói sang chuyện khác được rồi đừng nói chuyện lỗi phải ở đây nữa ăn cơm nhanh rồi còn lấy đá trườm lên má đi nếu không ngày mai nó sẽ sưng lên con không đi làm được đấy Bà Thoa nói vừa đúng lúc Liên ăn cơm xong. Cô đi rửa bát rồi nhanh chóng đi lấy đá trượm lên mặt mình như lời mẹ nói. Xong xuôi tất cả, Liên nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 Lúc này cũng là lúc cu Lâm, em út của Liên đi chơi mới về. Thằng bé Lâm nhìn thấy chị hai mình có mặt ở nhà lúc tối thế này thì thấy lạ lắm, liền hỏi. Chị hai, hôm nay chị về chơi ở lại à? Liên nghe em mình hỏi vậy thì cười, trả lời em. Không, chị về nhà mình ở luôn chị không về chơi đâu câu trả lời làm lâm không hiểu nhưng bà thoa đã nháy mắt ra hiệu cho lâm là đừng hỏi thêm nhiều nữa mọi chuyện bà sẽ giải thích với lâm sau lâm hiểu ý mẹ nên không tiếp tục hỏi chị hai về câu trả lời khó hiểu của chị thằng bé gật đầu dạ vậy chị hai nói chuyện với ba mẹ đi nha em đi về phòng mình tắm rửa ôn lại bài rồi đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học liền tươi cười gật đầu với em Thằng bé sau khi chào chị cùng ba mẹ xong mới về phòng mình. Cô Lâm là em út của Liên, thằng bé đang học lớp 10 nên mới còn ở nhà. Chứ Liên vẫn còn hai đứa em gái nữa là Linh và Lan, đang học đại học và làm việc ở Sài Gòn. Như vậy là nhà của Liên chỉ có cô là thiệt thòi hơn một chút, còn các em cô. Đứa nào cũng được viết tiếp giấc mơ học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3 khiến ba mẹ cô rất tự hào và có thể là các em cô đứa nào cũng ý thức được những thiệt thòi của chị hai mình nên bọn chúng ra sức học tập thời gian rảnh còn tìm việc làm thêm để đỡ đần tiền học phí cho ba mẹ và chị hai đây chính là điều khiến liên cảm thấy vui nhất sau khi em trai về phòng liên ở lại phòng khách nói chuyện với ba mẹ thêm ít phút nữa rồi cô cũng về phòng mình nghỉ ngơi để sáng mai cô còn phải đi làm buổi sáng liên đến công ty làm việc và cô gặp lại khởi đây chính là điều mà liên đã dự đoán được từ trước bởi cả hai cùng làm chung một công ty liên là công nhân trong một khâu sản xuất còn khởi là quản lý ở đó chuyện hai người gặp gỡ nhau ở chỗ làm là điều không thể tránh khỏi khởi gặp lại liên khiến anh ta xúc động nhưng vì đang trong giờ làm việc có sự giám sát gắt gao của nhiều cái camera nên anh ta không thể lại gần chỗ liên làm việc để nói mấy lời xin lỗi lôi kéo cô được anh ta phải đợi đến lúc được nghỉ trưa một tiếng đồng hồ khi mà mọi người đang tranh thủ ăn cơm trưa và nghỉ trưa khởi mới kéo tay liên ra chỗ vắng người qua lại lúc chỉ có hai người khởi mới thành khẩn nói những lời hối hận muộn màng anh thực sự rất xin lỗi về chuyện hôm qua mặt em còn đau không không đợi liên trả lời mình khởi tiếp tục nói em bỏ qua cho anh nốt lần này thôi đó là lần cuối cùng anh sẽ không bao giờ đánh em nữa đâu em về nhà với anh đi chúng ta đừng ly hôn sẽ bị chê cười mà những lời này của khởi là lời mà liên không muốn nghe nhất trên đời thật sự là cô đã chết tâm với anh ta từ lâu không còn cách nào tiếp tục trở thành vợ chồng với anh ta được nữa liên nói lại một lần để khởi được rõ tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa chúng ta không thể nào nữa đâu mong anh hãy hiểu và buông tha cho tôi để chúng ta ly hôn trong êm đẹp đừng làm ra những chuyện rằng co khi đó mới phải xấu mặt liên đã nói như vậy mà khởi vẫn cố chấp không muốn buông không mà ai cũng có lúc mắc phải sai lầm anh bây giờ biết mình đã sai rồi anh nhất định sẽ sửa sai không bao giờ để em phải khóc nữa anh hứa đó anh thề luôn cũng được anh xin thề hiện tại những lời được thốt ra từ miệng của khởi với liên mà nói là những lời vô tri vô nghĩa vậy nên cô sẽ không vì những lời đó mà thay đổi quyết định của mình ý cô đã quyết sẽ không có gì thay đổi được liên từ đầu đến cuối chỉ dứt khoát một từ không với khởi mà thôi và sau khi nhận ra mình đã lãng phí thời gian một tiếng nghỉ trưa vì chuyện không đáng này liên bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi anh có nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ thay đổi quyết định sẽ ly hôn vậy đi điều anh cần làm bây giờ là khi nào tôi gửi đơn anh hãy ký tên vào chứ bây giờ đừng có đứng ở đây đôi co lãng phí thời gian nghỉ trưa ít ỏi của tôi nữa lúc liên quay lưng đi cô bước đi được mấy bước khởi đột ngột lên tiếng tại sao tại sao không thể tha thứ cho tôi tại vì cái thằng tên sơn tình cũ của cô đúng không tôi đã nhìn thấy rồi nghe khởi nói như vậy liền đứng lại không tiếp tục đi về phía trước nữa mặc dù cô không hiểu anh ta đang nói điên nói khổ chuyện gì nhưng cô vẫn quay đầu nhìn lại đúng như ý đồ của anh ta rồi cô nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Chỉ là cô không có ý định hỏi khởi thêm bất cứ chuyện gì. Cô đứng nhìn anh ta và xem xem anh ta sẽ nói gì. Nếu anh ta không nói thì cô sẽ lờ đi, không để ý đến anh ta nữa. Có khi những lời của anh ta thốt ra ngay lúc này chỉ là những lời nói để níu kéo cô và nó hoàn toàn vô nghĩa, cô không cần phải nghe thêm. Khởi thế liên chịu đứng lại, anh ta tiếp tục nói như để hạ dạ bản thân tôi đã nhìn thấy rồi vào hôm đám cưới của chúng ta cô vẫn liên lạc với người yêu cũ của mình tôi đã đọc đoạn tin nhắn của hai người rồi vì nó mà cô dứt khoát muốn ly hôn với tôi có đúng không liên nghe khởi nói như vậy thì cảm thấy buồn cười ra là anh ta đang nói tới chuyện còn con này trong khi cô còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm mới khiến anh ta phải thốt ra những câu nói kia chẳng hạn như anh ta đã nghe phải những điều không hay ở đâu hay là sơn đã làm gì đó khiến anh ta hiểu lầm về sự trong sạch của cô ra dạ chỉ có đoạn tin nhắn của hai người đoạn tin nhắn mà khởi nói đến chỉ là hai dòng tin nhắn sơn chúc cô hạnh phúc vào ngày cưới của cô và một dòng cô đã phản hồi lại lời cảm ơn anh ta thôi từ đó về sau hai người chẳng bao giờ liên lạc gì với nhau cả dù chỉ là một dòng tin nhắn cũng không có chứ đừng nói đến là tình tứ gì với nhau có thể khởi đã canh lúc cô đi tắm hay là những lúc cô không mang theo điện thoại bên người, đã lén dùng điện thoại của cô và đọc lén những dòng tin nhắn đó rồi sinh ra nghi ngờ. Bởi vì điện thoại di động của Liên không cài mật khẩu nên ai cũng có thể truy cập vào được cả. Khởi đọc tin nhắn cũng không có gì lạ. Chỉ là Liên cây ngay không sợ chết đứng, cô không sợ mấy lời nhăng cuội ghen tuông vớ vẩn của Khởi. Lúc này, Liên không trả lời Khởi bất cứ lời nào, cô quay người đi luôn. Cô không muốn lãng phí thời gian nghỉ trưa của mình thêm. Vậy là khởi không đạt được mục đích, anh ta không thành công lôi kéo được Liên. Nhìn thấy Liên vẫn rất khoát đi, anh ta biết rằng mình không thể nào níu kéo được cô ở lại bên mình, dù cho có bất cứ lý do gì đi nữa. Anh ta chỉ còn một cách cuối cùng là van xin cô ở lại. Có một số thứ nó hiện hữu trong cuộc sống nên người ta không biết trân trọng, phải đến lúc mất đi rồi mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó đối với mình khởi đang ở trong trường hợp đó. Bình thường, anh ta luôn đối xử tệ bạc với Liên, chưa một lần nào anh ta nghĩ đến việc mình sẽ đánh mất cô nếu anh ta không biết trân trọng. Đến khi mất đi Liên rồi, anh ta mới bắt đầu ân hận và nhận ra cô quan trọng với mình đến chừng nào. Ngày lúc này đây, khởi vội chạy theo cô, nắm lấy đôi bàn tay cô mà van xin. Thực sự là lòng tự tôn của một thằng đàn ông lúc này không còn quan trọng với anh ta nữa anh ta cần liên ở lại bên mình hơn khởi nắm chặt tay liên và nói liên à em tha thứ cho anh đi mà chỉ vì anh quá yêu em anh ghen tuông đến mù quáng nên mới có những lời lẽ xúc phạm em đến thế thôi sau đêm tân hôn của chúng ta anh đã nghĩ là em không nói thật tệ hơn nữa là anh nhìn thấy em còn liên lạc với người yêu cũ nên anh mới hóa thú như thế chứ anh yêu em mà anh thật sự yêu em vì yêu nên mới trở thành con người thế kia thôi em tha thứ cho anh đi mà chúng ta làm lại từ đầu anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa đâu em đừng ly hôn có được không anh xin em đó đã bao lâu rồi có thể là hơn nửa năm rồi liên mới nhìn thấy được dáng vẻ của khởi như thế này anh ta của hiện tại thật giống ngày anh ta muốn cô cho mình một cơ hội để hai người được tìm hiểu và yêu đương với nhau cũng giống như lúc anh ta nói rằng anh ta đã thương cô rất nhiều rồi hy vọng cô có thể trở thành vợ của anh ta, cùng anh ta về chăm sóc cha mẹ, trông nom nhà cửa, làm tròn đạo hiếu của một người con trai trưởng. Vậy nên, Liên đã rơi nước mắt khi anh ta dùng thái độ thành khẩn này để van nài mình. Trong khi bao lâu nay, dù cho có bị đánh, bị hành hạ, cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay, cô thật sự mềm yếu khi nghe những lời van xin cùng thái độ chân thành muốn cô ở lại đó. Nó làm Liên nhớ đến việc từ rất lâu rồi cô luôn bị đối xử tệ cô đã phải chấp nhận và cam chịu việc mình bị đối xử tệ bạc đó là một lẽ tự nhiên đến mức mà cô quên rằng mình đã từng được yêu thương và tôn trọng rất nhiều trong quá khứ giọt nước mắt tuy đã rơi xuống nhưng liên không khóc vì cảm động hay có ý định sẽ quay trở về bên khởi cô khóc vì anh ta khiến cô nhớ lại và tiếc nuối cho khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ kia khoảng thời gian mà khởi đã từng xuất hiện và sưởi ấm trái tim cô. Để rồi bây giờ, cũng chính là anh ta đã bóp nát trái tim cô, khiến lòng cô nguội lạnh, để cô có suy nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc chỉ vì một thứ vô tri mà khởi thèm khát. Khởi nhìn thấy Liên khóc, anh ta cứ nghĩ là cô đã bị mình làm cho cảm động, cô sẽ tha thứ cho anh ta và hai người sẽ quay trở về nhà. Nhưng không, những lời Liên nói sau đó làm Khởi thực sự từ bỏ hy vọng với cô, vì anh ta biết mình đã đánh mất cô mãi mãi cô nói khởi anh có biết bộ dạng của anh lúc này rất giống với lúc chúng ta chưa lấy nhau không điều này làm cho em suy nghĩ gì anh có biết không em nghĩ tới việc hôn nhân có thực sự là nấm mồ của tình yêu không rõ ràng là ngày trước anh từng yêu em em cũng yêu anh nhưng sau khi lấy nhau thì chúng ta lại không thể sống hạnh phúc với nhau cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như cả hai đã từng mong muốn mà anh lại đẩy đọa hành hạ em em phải cắn răng chịu đựng mỗi ngày trôi qua ở nhà anh như đang sống trong địa ngục mỗi ngày em phải đối diện với anh là một loại áp lực mỗi đêm em đều phải nằm chung chăn chung gối với cái người đã luôn dằn vặt xỉ vả em khiến em ghê sợ và thấy kinh tởm anh nghĩ là sau hơn nửa năm sống cuộc sống không ra con người như vậy chúng ta còn có thể như xưa không có thể với anh thì có nhưng với em là không người đau là em người chịu tổn thương cũng là em chứ anh chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương nào khởi nghe như vậy anh ta càng thành khẩn hối lỗi với liên hơn cho anh xin lỗi anh đã biết lỗi sai của mình rồi em hãy tha thứ cho anh đi mà sau này anh nhất định sẽ bù đắp hết những tổn thương cho em sẽ không khiến em phải buồn phải khóc nữa liên lau nước mắt trả lời phải đợi đến tận bây giờ anh mới biết mình sai mới nói ra những lời xin lỗi thật sự là quá muộn màng em đã tổn thương đến mức không còn chút tình cảm nào với anh nữa nên anh sẽ không có cách nào bù đắp cho em được nữa đâu điều bây giờ anh nên làm là hãy buông tay em ra chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp không phải làm lớn chuyện ở tòa cho người ta chê cười thêm như vậy với em cũng là một loại bù đắp liên nói đến đây bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô từ từ buông lỏng khởi biết mình không có cách nào níu giữ cô được nữa rồi tầm cô đã chết không còn cách nào có thể cứu vãn được cho lỗi lầm của anh ta nữa mà người khiến cô trở nên dứt khoát tuyệt tình như bây giờ không ai khác chính là bản thân anh ta khởi thất bại của hôm nay là đang tự mình làm tự mình chịu sẽ không một ai thương xót anh ta cả liền thấy khởi chịu buông tay không cố chấp níu giữ cô nữa cô cũng hiểu là anh ta đã suy nghĩ thông suốt cô nói những lời sau cùng với anh ta qua lần hôn nhân thất bại này của chúng ta em thật sự mong là sau lần này cả hai chúng ta đều rút kinh nghiệm nên tìm hiểu thật kỹ đối phương rồi mới quyết định có tiến tới hôn nhân hay không bởi vì một sai lầm dù lớn hay nhỏ cũng đều phải trả giá rất đắt cuộc hôn nhân của chúng ta chính là một minh chứng tuy nhiên em cũng mong là sau này cả hai chúng ta ai cũng được hạnh phúc nói xong hết tất cả nỗi niềm liên quay người đi lần này cô không còn cần buổi nghỉ trưa nữa bởi vì cái mụn nhọt trong cô đã được loại bỏ cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi rồi khởi nhìn theo bóng dáng liên đang dần khuất xa anh ta chỉ biết nhìn theo một cách tuyệt vọng anh ta thực sự đánh mất cô rồi không còn bất cứ cơ hội nào cho anh ta nữa nhìn theo bóng dáng liên rời đi rất ân hận cũng rất hối tiếc khởi đã rơi những giọt nước mắt thật lòng nếu thời gian có thể quay ngược trở lại anh sẽ không như thế nữa đâu những lời chân thành cuối cùng cũng đã được nói hết rất nhanh sau đó là thủ tục ly hôn được hoàn tất cả hai người ra tòa trong êm đẹp không có bất cứ rằng co nào nữa một cuộc hôn nhân đã bắt đầu rất nhanh chóng và cách mà nó kết thúc cũng nhanh chóng như vậy sau cuộc hôn nhân thất bại của mình liên đã học được một bài học quý giá bài học đầu tiên của cô là không nên vội vã trong tình yêu để rồi đi đến quyết định kết hôn quá sớm mà hãy tìm hiểu thật kỹ về tính cách con người cũng như gia đình của đối phương rồi hãng đưa ra quyết định của mình có thể ăn đời ở kiếp với người đó hay không có thể cùng nhau đi đến cuối đời là một chuyện tốt còn không hãy nên chia tay trong êm đẹp vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc nắm tay nhau về ra mắt hai bên gia đình rồi lại cùng nhau ra tòa ly dị sau khi từ tòa án trở về nhà khởi cứ luôn trầm mặc tự nhiên trầm tính không chịu nói chuyện với ai anh ta đã nhận ra mình sai từ lâu cũng biết được là vì lỗi sai của mình nên mình mới đánh mất liên nhưng không hiểu sao tới hôm nay anh ta vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn đã đánh mất đi người quan trọng của mình hiện tại khi đứng trước sự mất mát quá lớn này dù cho có ai khuyên nhủ khởi cũng bằng không vì nó không hề có chút tác dụng nào với anh ta cả đây có thể xem như là hình phạt thích đáng nhất dành cho khởi rồi sau khi đã chính thức ly hôn không còn liên quan gì đến nhau nữa Liên ngại gặp mặt khởi ở công ty mỗi ngày nên cô đã viết đơn xin nghỉ việc ở công ty mình đang làm. Công ty này nói sao cũng là nơi Liên đã gắn bó suốt 7, 8 năm trời, từ cái thời mà cô còn là học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, chưa có chút kinh nghiệm nào cả, đến tận bây giờ đã là một người thợ thạo việc. Một công việc tay chân luôn tăng ca, tùy có lúc hơi cực khổ, nhưng nó chính là công việc mà Liên đã gắn bó nhiều năm nay. Lúc viết đơn xin nghỉ việc để rút tiền lương và tiền bảo hiểm liên đã rất buồn và có cảm giác không nỡ nếu không phải bất đắc dĩ cô sẽ không nghỉ đâu nhưng biết làm sao được để tránh việc mỗi ngày đều chạm mặt khởi ở công ty nên liên buộc phải làm vậy trước đây vì làm chung công ty mới có cơ hội gặp nhau rồi để ý đến nhau mới phát sinh tình cảm bây giờ không còn tình cảm với nhau nữa thì một trong hai người nghỉ việc để tránh gặp mặt nhau gây khó xử là điều nên làm chỉ là ở công ty này Hồi là quản lý anh ta sẽ không bao giờ nghỉ việc đâu có khi còn lấy cớ này để làm phiền liên còn liên chỉ là một công nhân bình thường làm việc trong bộ phận băng truyền cô xin nghỉ việc rồi cũng chẳng sao cả rồi sau này cô sẽ tìm lại được công việc tương tự với kinh nghiệm của mình liên xin nghỉ việc ba mẹ cô cũng rất ủng hộ ông cường còn khuyên con gái rằng nên à hay con nghỉ ngơi một thời gian đi tạm thời đừng đi tìm công việc mới vội thời gian này con nên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc hay là đi du lịch đi bà mẹ cho con tiền đi du lịch chứ con khổ quá rồi từ lúc học xong cấp 3 đến giờ là cứ thấy con đi làm mãi chưa một lần thấy con nghỉ phép chưa đừng nói là đi du lịch liên nghe ba mình nói vậy thì cô xúc động cô thấy ba mình đưa ra một đề nghị rất hay cô đồng ý với ba dạ vậy con sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm con cũng muốn được đi du lịch một lần bây giờ có khi lại là dịp thích hợp sau nhiều chuyện xảy ra nói không buồn hay không để tâm đến thì là liên đang nói dối những chuyện vừa xảy ra cũng khiến cho cô suy nghĩ nhiều trong thời gian qua vậy nên bây giờ cô thấy mình nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân đi du lịch chữa lành vết thương cũng tốt ông cửa nghe vậy thấy con mình đã suy nghĩ thoáng hơn thì ông vui ông gật đầu tán thưởng ừ đúng rồi đó nghỉ ngơi một thời gian đi để ba mẹ cho tiền đi du lịch này liên nghe vậy thì lắc đầu dạ không con có tiền mà bao lâu nay con đi làm cũng tích cóp được một ít ba mẹ không cần phải cho con thêm đâu liên sao có thể lấy tiền của ba mẹ mình để đi du lịch được bởi vì đó chắc chắn là số tiền mà ba mẹ cô đã dành dụm rất lâu mới có được chứ không phải tự nhiên có trong khi liên thật sự có tiền bao nhiêu năm qua đi làm mỗi tháng cô đều để dành một ít để phòng thân đến nay số tiền nó đã lên đến con số hàng chục triệu rồi Cô có thể tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch trong nước mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Ông Cường nghe con nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Vậy cũng được, con cứ làm điều mình muốn đi, đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa, bao giờ có thiếu tiền thì ba mẹ cho thêm. Dạ. Nói rồi, không lâu sau là lên đi du lịch. Phải nói rằng, đây là lần du lịch đầu tiên trong suốt 25 năm qua của cô địa điểm liên chọn cho chuyến đi của mình là phú quốc lúc cô chọn địa điểm để du lịch chỉ đơn giản là cô nghe người ta nói ở phú quốc rất đẹp mà thôi khi đến nơi rồi cô mới biết là nó thật sự rất đẹp đẹp đến nao lòng là một địa danh đáng để người ta đi du lịch lần đầu đi du lịch mà còn đi một mình không có hướng dẫn viên du lịch hay bất cứ ai đi cùng mình liên sau một ngày rong chơi đã bị lạc đường về khách sạn trong lúc đang bối rối không biết làm sao mới về được khách sạn thì may sao lúc đó liên đã hỏi đúng một người đàn ông tốt bụng anh ấy khi nhìn thấy cô lúng túng hỏi đường không những chỉ đường mà còn tiện đường về khách sạn đó nên đã cho cô đi về cùng luôn lúc đã về tới khách sạn liên cảm ơn người đó không ngừng cảm ơn anh thật may vì hôm nay có anh đưa tôi về nếu không tôi còn đang dối trí không biết làm sao mới về được khách sạn người đàn ông đó lắc đầu tỏ ý không có gì không có gì đâu chỉ là tiện đường thôi nhưng liên đã đi nhờ anh ấy một đoạn đường xa nên cô ngỏ lời với anh ấy dạ vâng mà hình như anh cũng ở khách sạn này phải không ngày mai tôi có thể mời anh đi ăn sáng xem như là lời cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp đỡ tôi được không tính cách của liên trước nay vẫn như vậy là ai có ơn với cô cô nhất định sẽ trả nên cô muốn mời người đàn ông này ăn cơm để trả ơn cho anh ta nếu không có anh ta cô không biết phải làm sao để trở lại khách sạn người đàn ông thấy liên cứ muốn mời mình ăn cơm để trả ơn như vậy thì anh ta cũng đồng ý cũng được đó có điều là tôi còn một đứa con trai nhỏ nữa cô có thể mời hai cha con tôi luôn không liên nhìn vậy mà không biết người đàn ông này đã có vợ con rồi nghe anh ấy nói xong cô mới biết có chút ngạc nhiên dù vậy cô vẫn muốn mời dạ được anh đi cùng con trai chắc là cũng có đi cùng vợ anh nữa nhỉ tôi mời cả chị nhà anh cùng đi ăn sáng luôn nhé dù sao tôi tới đây chỉ có một mình, kết bạn với mọi người càng thêm vui. Người đàn ông nghe Liên nói vậy thì bật cười. Không có, tôi không đi với vợ, chỉ có hai cha con tôi đi du lịch với nhau thôi. Bây giờ thì Liên mới hiểu ra vấn đề, cô à một tiếng rồi lại nói tiếp. Vậy sáng mai, mời hai cha con anh nhé. Lúc 7 giờ, tại sảnh khách sạn này. Được, hẹn cô 7 giờ. Cứ như vậy mà có được một cuộc hẹn, khi Liên chuẩn bị về phòng mình rồi, Cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô hỏi: "À phải rồi, anh tên là gì ấy nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên anh để dễ xưng hô." Nghe liền nói đến tên mình, Việt trả lời: "Tôi tên Việt." Sau đó anh ấy nói đùa: "Trời ạ, à, tôi còn nghĩ cô không muốn biết tên tôi. Bây giờ cô cũng hỏi rồi, tên tôi là Việt, còn cô tên là gì?" Liên trả lời: "Tôi tên Liên. Vậy ngày mai tôi hẹn hai ba con anh lúc 7 giờ nhé." Liên nói lại một lần nữa cho chắc chắn, còn Việt thì gật đầu. "Được, hẹn cô 7 giờ sáng mai." 6 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, Liên đã từ phòng mình đi thang máy xuống sảnh khách sạn để kịp cuộc hẹn 7 giờ sáng. Mặc dù cô không có thông tin gì khác ngoài cái tên Việt của người hôm qua, nhưng cô có niềm tin là người đó sẽ đến. Quả nhiên, niềm tin của Liên đặt đúng chỗ, khi cô vừa tới sảnh khách sạn liền thấy ba con việt đứng ở dành đợi cô dù chưa tới giờ hẹn nhìn thấy hai ba con họ cô chào trước tôi đến rồi đây hai ba con đến sớm quá việt nghe tiếng liên liền quay người lại anh nói hai ba con tôi mới xuống thôi vừa hay cô cũng vừa tới việt giới thiệu với liên một chút đây là con trai tôi tôi đã nói với cô ngày hôm qua đó rồi anh nói với con mình con chào cô liên đi con con của việt là một bé trai thằng bé tầm hai ba tuổi nghe ba mình nói vậy thì vâng lời ba lễ phép chào con chào cô liên liên nghe giọng non nớt rất đáng yêu của thằng bé trái tim cô liền tan chảy ngay lúc này cô rất muốn đến gần cưng nựng thằng bé một lúc nhưng không thể cô ngại mình thất thố nên chỉ có thể kìm nén cảm xúc khen thằng bé một câu chào con con ngoan quá con tên gì ý nhỉ? Lần này Việt lên tiếng thay cho con mình. Thằng bé tên Quốc An. Liền nghe thấy cái tên Quốc An rất hay, nhưng cô không khen nữa. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên trực tiếp mời hai ba con Việt đi ăn sáng, thay vì cứ đứng ở sảnh khách sạn mà lời qua tiếng lại. Được rồi, chúng ta đến nhà hàng để ăn sáng thôi. Tôi mời hai ba con nhé. Vậy là ba người bọn họ cùng nhau đi đến khu vực nhà hàng. Đến nơi, khi họ ngồi vào bàn ăn phục vụ có đưa hai tờ menu cho hai người lớn chọn thức ăn nhưng việt từ chối anh không chọn anh nói liên cứ chọn bất cứ món nào cũng được hai ba con anh không bị dị ứng với thứ gì cả về chuyện ăn uống hai ba con rất dễ tính anh còn nói cô là người trả tiền cho bữa ăn này thì cô cứ tùy ý định đoạt tất cả thấy vậy liên lựa chọn mấy món ăn nhìn có vẻ ngon ở trong menu và cô chọn thêm mấy món cho trẻ con ăn dễ tiêu hóa cùng với đồ uống xong xuôi tất cả trả lại menu cho người phục vụ việt mới bắt đầu trò chuyện với liên hình như cô đi du lịch một mình thì phải nếu không hôm qua cô đã không bị lạc đường một mình như thế liên nghe thế làm cô nhớ đến chuyện hôm qua cô cười nói đùa một câu đúng đó tôi đi du lịch một mình thôi đi du lịch một mình để xả stress mà hôm qua lạc đường làm tôi thấy stress hơn việt nghe vậy thì phì cười anh nói với Liên, "Khi không tìm được đường về khách sạn, cô có thể sử dụng Google Map để tìm về đó." Liên đến tận bây giờ mới nhớ ra điều này, làm cô thấy xấu hổ, trong khi cô có điện thoại trong tay mà lại không biết tận dụng. Hôm qua cô còn lúng túng như vậy khi biết được mình đã lạc đường. Liên cười ngượng ngùng nói với Việt, "Tôi quên mất điều này, lúc đó quá rối, tôi không suy nghĩ được gì cả. Tôi cứ sợ là mình không tìm được đường về khách sạn." nên mới cuống cuồng lên hỏi người dân như vậy tôi cứ nghĩ là những người ở đây đều biết đường đi đến khách sạn này nên tôi mới hỏi và tôi gặp được anh để anh cười rồi hôm qua anh nhìn tôi giống kẻ lừa đảo không mà anh còn cho tôi đi nhờ xe nữa việt nghe liên nói vậy anh sợ cô hiểu lầm ý của anh nên vội nói cho cô hiểu không có đâu cô suy nghĩ nhiều rồi tôi không hề có ý đó tôi nói ra chỉ vì muốn nhắc nhở cô lần sau nên bình tĩnh lại trong những trường hợp đó thôi thế nào rồi cũng có cách giải quyết chỉ có cách đi nhờ xe của người khác như hôm qua mới là cách nguy hiểm nhất cô dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm lỡ kẻ xấu lợi dụng chuyện cô là khách du lịch mà có ý định xấu với cô thì cô sẽ không phản kháng lại được bọn họ cô mới là người chịu thiệt thòi hôm qua việt vì sợ những điều anh vừa nói xảy ra nên mới cho liên đi nhờ xe của mình về khách sạn liên nghe vậy cô rất cảm động nói với anh cảm ơn anh anh thật tốt bụng tôi cũng nói thật với anh đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch nên mới như vậy những chuyện anh vừa nói tôi thật tình chưa bao giờ nghĩ đến đây là lần đầu tiên liên đi du lịch cô không có bất cứ kinh nghiệm gì cả nên cô chưa lường trước những chuyện rủi ro mà mình có thể gặp phải cô chỉ nghĩ đơn giản là mình đi đến địa điểm đó tham quan các cảnh đẹp ăn uống rồi nghỉ ngơi ở khách sạn vậy là xong chứ những trường hợp xấu như việt vừa nói cô chưa hề nghĩ đến thật may mắn cho cô là ngày hôm qua cô đã gặp được anh nếu không thì cô thật không dám nghĩ đến nữa việt sau khi nghe liên nói anh trả lời không sao đâu mọi chuyện bây giờ cũng ổn cô cứ xem đó là một kinh nghiệm cho bản thân khi đi du lịch là được những lời nói của việt khiến liên cảm thấy được an ủi cô thấy rằng thế giới này vẫn còn rất ấm áp sau đó để không phải nói tới chuyện trên liên đổi chủ đề hỏi việt tôi đi du lịch một mình cũng hơi lạ rồi mà sau hai ba con càng lạ hơn anh cùng con trai đi du lịch lại không có vợ đi cùng việt nghe liên hỏi anh thành thật trả lời vợ tôi mất rồi nên hai ba con tôi mới đi du lịch có hai người liên không biết rằng một câu hỏi vô tình của mình lại vô ý khơi gợi chuyện đau buồn của Việt, liền vội xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không biết nên mới hỏi, anh đừng để bụng vì sự nhiều chuyện của tôi nhé. Tất nhiên là Việt không hề để bụng, bởi vì Liên không hề biết chuyện vợ anh đã mất, nên cô mới hỏi, anh cười. Đâu có chuyện gì mà cô phải xin lỗi, tất cả mọi chuyện cũng đã qua, hai cha con tôi bây giờ đang sống rất tốt. Nghe Việt nói như vậy, Liên mới cảm thấy an tâm mặc dù liên tò mò rất muốn biết tại sao việc còn trẻ mà vợ anh lại mất quá sớm nhưng cô không tiện hỏi thêm hai người chỉ nên ăn cơm cùng nhau một bữa để cô trả ơn cho anh chuyện ngày hôm qua là được rồi sau đó cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng không còn thoải mái như trước việt lên tiếng trước đổi chủ đề cuộc nói chuyện mà cô là người dân tỉnh ở đâu đến du lịch ở đây phải không tôi nghe giọng của cô không giống với những người ở khu vực gần đây liên từ nhỏ đến lớn chỉ ở tỉnh của mình cô chưa từng phải đi đâu xa sinh sống hay học tập nên giọng nói của cô rất đặc trưng nơi cô ở và vì ninh thuận quê hương cô là một tỉnh nhỏ ít được biết đến nên khi liên nói chuyện với việt bằng giọng địa phương mình việt mới không nghe ra cô là người ở đâu liên nghe hỏi thì vì cười tôi là người ninh thuận ở cách xa đây lắm đó nhưng tôi lại muốn đi du lịch ở đây nên tôi mới đến mà anh biết tỉnh ninh thuận quê tôi không nhớ đến ngày liên còn yêu đương với sơn anh ta đã từng gọi điện thoại về cho liên và nói rằng ninh thuận là một tỉnh nhỏ nên rất ít người biết đến trừ những người rất đam mê tìm hiểu địa lý hay là đã từng du lịch ninh thuận nên mới biết tới mà thôi không hiểu sao liên lại nhớ tới lời nói của sơn lúc này nên cô mới vô thức hỏi việt là anh có biết đến tỉnh ninh thuận nơi quê hương của cô hay không việt nghe liên hỏi thì anh lập tức trả lời ninh thuận sao tôi biết đó không hiểu sao khi nghe việt nói vậy liên rất vui mừng cô vui vẻ nói anh cũng biết tới quê tôi sao vậy mà ngày trước có một người bạn của tôi đã từng nói là những người ở tỉnh khác sẽ không biết tới ninh thuận đâu nhưng mấy địa danh nổi tiếng lân cận ninh thuận như nha trang đà lạt thì người ta biết liên như một đứa trẻ vô tư nói ra những lời nói làm việc cảm thấy ngạc nhiên anh nhìn cô anh đoán cô cũng đã hai mươi mấy tuổi anh không biết sao cô lại có những suy nghĩ non nớt đó nữa anh giải thích lời của bạn cô chỉ đúng vào mấy năm trước thôi còn bây giờ thì nó sai rồi có thể là mấy năm trước ninh thuận chỉ là một tỉnh lẻ ít ai biết đến thật nhưng bây giờ đã khác ninh thuận của hôm nay đang trên đà phát triển đang xây dựng thành phố biển và không bao lâu nữa ninh thuận sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của nước ta nghe việt nói liên như được mở rộng tầm mắt cô không biết việt là người ở đâu mà anh lại hiểu biết về nơi cô ở như vậy nên cô hỏi anh sao anh lại biết những điều này anh ở gần đó phải không việt nghe vậy thì lắc đầu không có tôi ở thành phố hồ chí minh nhưng tôi hay đọc báo nên biết được điều này với lại tôi đã từng có cơ hội được đến ninh thuận du lịch một lần tôi thấy nơi đó rất đẹp rất yên bình tôi rất muốn quay lại lần nữa liên nghe vậy thì càng vui cô trở nên niềm nở với Việt. Được đó, bao giờ anh có dịp thì hãy quay lại Ninh Thuận. Chừng đó nếu anh không chê, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Sẽ dắt anh đi tham quan, đi ăn hết đặc sản Ninh Thuận mới thôi. Việt nghe vậy cũng cười. Như vậy thì thật tốt. Vậy là tôi có động lực để thường xuyên đến Ninh Thuận đi du lịch rồi. Liền gật đầu. Quê hương chúng tôi luôn chào đón anh. Liền nói xong câu này, cũng vừa lúc phục vụ mang những món ăn mà cô đã gọi lên. Vì vậy mà cô và Việt không tiếp tục trò chuyện nữa, hai người tập trung vào thức ăn để chúng không bị nguội. Trong suốt buổi sáng đó, hai người nói với nhau mấy chuyện linh tinh nữa, và cũng trong suốt buổi ăn, Việt vừa ăn vừa cho con mình ăn rất khéo. Còn cậu bé Quốc An mới 2 tuổi, nhưng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ba cho mình ăn cái gì thì ăn cái đó, chứ không hề đòi hỏi, khen chê. Mà thằng bé còn ăn rất ngon lành, không kén, liên nhìn hai cha con họ như vậy, cô vô thức mỉm cười. cô có một niềm tin rằng việt là một người tốt. trong chuyến du lịch này của mình, cô đã gặp được một người tốt rồi. sau bữa ăn thì việt nói là ngay trong chiều nay hai cha con sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh luôn vì sáng mai anh còn phải đi làm. liên nghe vậy thì có chút tiếc nuối nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt chỉ tạm biệt hai ba con anh và mong rằng sẽ có dịp còn gặp lại tuy nhiên đến lúc chia tay thật sự rồi liên mới nhớ ra là mình chưa từng xin số điện thoại hay bất cứ cách thức liên lạc nào với việt lời hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch khi anh đến ninh thuận có thể là cô không thực hiện được rồi sau chuyến đi du lịch đó liên quay trở về nhà tâm trạng của cô hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều chuyến đi du lịch kia đã giúp cô giải tỏa được hết những điều tiêu cực liên đã thật sự quên đi được những chuyện không vui và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới ngay khi vừa về nhà là cô định làm hồ sơ xin việc mới để xin vào làm ở một công ty hay một xưởng khác lúc đó đang có kỳ nghỉ lễ hai đứa em gái của liên là linh và lan đang học ở sài gòn về nhà chơi hai đứa tuy đang học ở sài gòn nhưng biết hết những chuyện đang xảy ra ở nhà biết chị mình đã ly li hôn linh và lan rất buồn cho chị và khi hai người biết chị mình định bắt đầu công việc mới thì họ liền ngăn cản linh và lan ra sức khuyên nhủ chị mình linh là chị gái lớn hơn đã ra trường và có một công việc ổn định nên linh nói trước chị hai hay là bây giờ chị đi học lại đi em thấy chị ngày trước phải bỏ giờ giữa chừng để phụ ba mẹ lo cho tụi em trong khi chị còn muốn đi học nữa làm tụi em thấy rất có lỗi bây giờ chị đã không còn vướng bận gia đình mình rồi chị cũng có thời gian nữa Chị đừng đi làm mà hãy đi học lại đi chị Hai." Cả nhà đang nói chuyện của Liên thì đột nhiên Linh nhắc đến chuyện này làm Liên giật mình. Cô không bao giờ nghĩ rằng em mình sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy, nên cô tạm thời không biết phải trả lời làm sao. Chỉ là rất nhanh sau liền vội từ chối. "Làm sao mà chị có thể đi học lại được nữa, chị đã nghỉ học lâu quá rồi, làm sao có thể đi học lại?" "Thôi thôi, cỡ tuổi chị ai mà đi học nữa?" chị không đi đâu cả nhà nghe linh nói như vậy thì bừng tỉnh họ chợt nhớ đến điều gì đó rất quan trọng cả hai vợ chồng ông cường bà thoa đồng ý với linh họ lên tiếng đúng đó liên em con nói rất đúng đó con đi học lại đi bây giờ con mới đi học lại tuy hơi muộn nhưng vẫn được con à thấy ba mẹ đồng tình với mình linh có thêm lý do để thuyết phục chị mình cô nói tiếp tuy là chị đã lâu không đi học nhưng bây giờ đi học lại đâu có sao đâu chị rồi linh giải thích với liên hồi đó nhà mình nghèo chị phải nghỉ học để lo cho tụi em mà ngày đó tụi em còn quá nhỏ tụi em không thể làm gì khác còn nay đã khác xưa rồi tụi em đã lớn biết tự chăm lo cho bản thân bà mẹ đã đỡ khổ chị đi học lại cũng là điều nên làm thôi chị vậy nên chị hai à chị đi học lại đi em và lan sẽ lo cho chị về vấn đề tài chính còn nếu chị ngại mình đã nghỉ học quá lâu đã quên hết kiến thức không thể thi cử được nữa thì cũng không sao cả chị có thể dùng học bạ cấp 3 của chị để xét vào các trường cao đẳng sau đó mình đi học rồi lấy lại kiến thức sau cũng được chị ạ à. em thấy bây giờ chị nên đi học lại vẫn hơn là tiếp tục công việc cũ có một tấm bằng cao đẳng hay đại học trong tay thì sau này bản thân sẽ đỡ cực nhọc hơn đó chị nghe linh nói vậy lan cũng đồng tình với chị mình Tiếp lời Linh khuyên nhủ Liên Đúng đó chị hai Chị ba nói rất đúng Bây giờ em và chị ba đã lớn lắm rồi Tụi em có thể lo cho mình Và lo cho chị Như hồi đó chị đã từng vất vả vì tụi em Nên chị hai đừng ngại Chị hai hãy dùng kết quả học bạ 3 năm cấp 3 của mình Để xét tuyển vào trường cao đẳng nào đó Học tiếp đi chị Chứ em thấy chị cứ mãi lận đận như thế này Tụi em không yên tâm Có được không chị Những lời chân thành của mấy đứa em đã chạm đến trái tim của liên các em của cô bây giờ đã lớn thật rồi lớn đến mức có thể tự lo cho bản thân còn có thể lo cho cô nữa làm cô thấy thời gian trôi qua thật nhanh quá thật sự là ngày trước cô đã từng rất muốn đi học tiếp nhưng không thể làm cô thấy tiếc nuối cả một khoảng thời gian dài cô luôn có suy nghĩ là bao giờ mình có điều kiện mình sẽ đi học lại tiếp đến hôm nay khi liên đã có đủ điều kiện rồi cô có thể đi học tiếp thì cô rất ngại chuyện bản thân đã lớn tuổi, không thể học được nữa. Một phần là cô đã lớn tuổi, nếu có đi học lại sẽ khiến cô ngại với bạn bè trong lớp. Một phần là cô đã bỏ bê chuyện học hành đã 7, 8 năm nay, bây giờ cô không còn một chút kiến thức nào trong đầu thì làm sao có thể đi học lại được nữa. Liền nhận thấy rằng mình nên từ chối các em vẫn hơn, cô nói: "Chị rất cảm ơn vì hai đứa đã nghĩ cho chị, nhưng mà chị thấy mình không thể đi học được nữa." đã quá muộn để bắt đầu lại rồi hai đứa hãy quên chuyện này đi nhé nghe liên nói vậy là linh và lan biết được chị mình đang lo ngại vấn đề gì và hai người cho rằng đó không phải là vấn đề đủ lớn để chị mình từ bỏ giấc mơ học tiếp nên linh và lan ra sức thuyết phục liên cho bằng được linh nói chị hai đang ngại chị đã lớn tuổi phải không chị nếu đó là vấn đề thì chị không cần phải lo nữa đâu nó không còn là vấn đề nữa đâu chị bởi chuyện tuổi tác ở trường đại học hay cao đẳng là chuyện mà người ta không để ý đến nhất Khi vào học ở bất kỳ trường đại học hay cao đẳng nào chúng ta cũng có thể thường xuyên bắt gặp được rất nhiều người lớn tuổi vẫn đang theo học chị ạ à. Có người đã năm 60 tuổi vẫn còn học đó chị Nên chị đừng lo Lan nói thêm phần linh Em biết là chị hai vẫn còn muốn đi học đúng không chị Chỉ cần chị còn muốn đi học thôi Còn mọi thứ khác không quan trọng nữa chị ạ à. Bắt đầu ở thời điểm nào cũng chưa bao giờ là muộn đâu chị. Sau những biến cố, những chuyện không vui mà chị đã gặp phải, tụi em rất muốn chị đi học tiếp. Đến khi chị học hành xong, có một tấm bằng đại học hay cao đẳng để nó giúp chị sau này được nhàn hạ tấm thân. Dẫu biết là ngành nghề nào cũng rất đáng quý, rất đáng được tôn trọng, nhưng em vẫn mong là sau này chị được làm những công việc nhàn hạ. Chứ công nhân thì chị chỉ làm được lúc mình còn trẻ thôi, tầm 10 năm nữa khi sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc là chị không thể đảm đương nổi rồi. Bà Thoa nghe hai đứa con nói vậy, bà rất đồng tình với các con. Bà cho rằng đây là cơ hội để liên làm lại cuộc đời. Là cơ hội để cô có thể thực hiện hết những điều giang dở của mấy năm trước. Bà Thoa động viên liên. Hai đứa em con nói đúng đó. Khi mà nhà mình ai ai cũng được học hành tới nơi tối trốn khiến bà mẹ yên tâm lắm rồi. Chỉ còn mỗi con thôi Mẹ không bao giờ muốn ép con hay áp đặt con, nhưng mẹ nhìn ra được con vẫn còn muốn đi học, chỉ là con đang ngại chuyện này chuyện kia thôi phải không? Con đang ngại chuyện gì, hay là con cứ nói thẳng ra, để các em con giúp được gì cho con thì giúp. Không ai hiểu con bằng mẹ, ngay từ khi Linh vừa nói ra mấy câu đầu tiên về vấn đề đi học lại, bà thoa nhìn liên đã đã biết cô vẫn còn muốn đi học, cô vẫn còn muốn thực hiện ước mơ tuổi 18 chưa thực hiện xong có thể là con bà đang ngại vấn đề nào đó thôi chứ không phải con bà không có bất cứ ý niệm gì với chuyện học hành nữa qua những lời mẹ nói đã chạm tới điểm mềm yếu nhất trong liên thật sự là ngay lúc này cô như được bé lại khi cô được ba mẹ và các em che chở cho liên của bây giờ không phải là một người chị cả trong gia đình nữa càng không phải phụ giúp ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học mà cô được ba mẹ và các em khuyên đi học tiếp được các em nói rằng các em sẽ lo cho cô khi cô đi học tiếp lúc này đây liền xúc động không nói nên lời vì thế mà những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống trên gương mặt cô cô lâm nhìn thấy chị hai khóc thằng bé đến gần ôm lấy chị mình trong khi cả nhà ai cũng cho liên động lực để đi học tiếp chỉ có thằng lâm là chưa nói gì bây giờ thằng bé lên tiếng chị hai nghe chị ba và chị tư một lần đi chị chị cùng hai chị ấy vào Sài Gòn học tiếp đi. Có em ở đây, em ở nhà với ba mẹ, đợi đến khi nào em học xong lớp 12, chừng đó chắc chị cũng học xong rồi, mình sẽ tính tiếp. Lâm là con trai, Lâm không biết thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, nhưng Lâm cũng thương chị hai mình nhiều lắm. Thằng bé càng thương hơn khi chị mình đã phải chịu nhiều cực khổ, lại còn gặp phải một người chồng không tốt, vừa lấy chồng chưa được bao lâu lại phải về nhà như thế này. Lâm cũng như Linh và Lan, mong rằng chị Hai sẽ tiếp tục học hành, có được tấm bằng danh giá, rồi chị sẽ có nghề nghiệp ổn định, sau này cuộc đời chị sẽ không phải khổ vì bất cứ ai nữa. "Ừ, chị biết rồi mà, chị cảm ơn Lâm." Sau một hồi xúc động qua đi, liền đồng ý với ba mẹ và các em rằng sau này cô sẽ đi học tiếp. Nhưng có thể là cô chỉ dùng điểm trong học bạ để xét điểm vào trường cao đẳng nào đó thôi, bởi vì liên đã không động đến việc học hành bảy tám năm nay nên cô nghĩ rằng mình không đủ sức để học đại học nữa thôi thì bây giờ cứ học cao đẳng trước nếu còn thời gian hay muốn đi học tiếp cô sẽ học liên thông hay lên các cấp bậc cao hơn cả nhà sau khi thấy liên đồng ý chuyện sẽ đi học lại ai cũng dành phần sẽ chăm sóc cô khi cô đi học lại nhưng liên không đồng ý cô cho rằng mình đã không còn nhỏ nữa không cần ai phải chăm sóc cô cô sẽ tự mình vừa học vừa đi làm và tự chăm sóc tốt cho bản thân hơn nữa liên vẫn còn một số tiền mà mình đã tiết kiệm được từ lúc mới đi làm cho đến tận bây giờ số tiền đó đủ để cô trang trải một thời gian liên cảm thấy rằng lần này mình đi học tiếp chính ra là đang tự mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân mình sau này vì đã quyết định là sẽ đi học lại nên liên không tiếp tục làm hồ sơ xin việc và tìm công ty để nộp nữa mà cô lên mạng tìm kiếm các trường cao đẳng tốt, đáng học và chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết để xin vào đó học. Cô định là ngay mùa tựu trường sắp tới, cô sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào luôn. Nếu hồ sơ của cô đủ điều kiện, cô sẽ được đi học ngay. Sau khi đã tìm kiếm rất lâu, tìm hiểu rất kỹ thì Liên đã lựa chọn được một ngôi trường phù hợp với mình. Khi cô hỏi hai em Linh và Lan thì hai em cũng khẳng định là ngôi trường đó cũng rất tốt, chị có thể theo học ở đó đó là một ngôi trường cao đẳng ở sài gòn cũng có tiếng về khả năng đào tạo và trường có đào tạo rất nhiều ngành nghề khác nhau ngành học mà liên lựa chọn để học chính là ngành kế toán lúc liên nói ra những dự định đang ấp ủ với ba mẹ bà mẹ cô đã ủng hộ rất nhiệt tình bà thoa còn khen con tính như vậy là rất được đó liên bà mẹ rất ủng hộ con nên bây giờ con cứ đi sài gòn học đi đừng lo gì cho ba mẹ ở nhà hết nghe Mẹ đã dặn dò như vậy, nhưng Liên vẫn thấy rất lo khi mình và cả hai đứa em đều lựa chọn đi học ở Sài Gòn. Tùy ngày trước cô lấy chồng, phải theo chồng, nhưng nhà chồng cũ của cô cũng rất gần nhà ba mẹ của cô. Bao giờ cô nhớ hai người hay nhà có việc gì gấp, cô có thể về nhà ngay được. Bây giờ cô cùng hai em đi Sài Gòn hết như vậy, thành ra ở nhà chỉ có ba mẹ và cô Lâm thật hưu quạnh. Liên nói với mẹ Linh đã học xong nhưng em nó không về chọn ở lại Sài Gòn làm việc. Còn Lan thì đang học, mà con nghe đâu, con bé cũng giống như Linh, có ý định ở lại Sài Gòn làm việc luôn hay sao đó mẹ. Nhà bây giờ có con và cu Lâm, mà con lại sắp đi Sài Gòn học nữa. Thành ra ba mẹ ở nhà không có ai, con không lo làm sao được. Bà Thoa nghe con mình nói như vậy, bà mới suy nghĩ đến những lời của con. Nhưng bà Thoa không hề cảm thấy buồn, mà cảm thấy vui cho các con, vì các con này đã khôn lớn, đã có lối đi riêng cho bản thân. Bà nói, Con đi rồi, không phải ở nhà vẫn còn cu lâm ở với ba mẹ sao? Như vậy cũng đủ vui rồi chứ không phải lo gì nữa. Còn hai đứa em gái của con, nó chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp, là chuyện rất tốt. Mẹ và ba con luôn ủng hộ các em hết lòng. Ở đâu mà các con có thể phát triển một cách tốt nhất thì các con nên chọn ở lại nơi đó phát triển bản thân. Các con thành công đã là một cách báo hiếu với ba mẹ rồi. Chứ không cần, mỗi ngày các con đều phải lo cho ba mẹ từng miếng ăn giấc ngủ. Nên con cứ yên tâm đi học đi, bao giờ cu Lâm học xong lớp 12, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Ông Cường đồng ý với vợ mình, ông cũng giống như bà, luôn ủng hộ mọi quyết định của các con. Mẹ con nói đúng rồi đó Liên, bà mẹ ở nhà vẫn còn có cu lâm, thậm chí là nó đi theo các con vào hết Sài Gòn học luôn cũng được. Bây giờ ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh mà, bà mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân, Thời điểm này là lúc các con phải sống cho mình, phải được tự do phát triển một cách tốt nhất. Đừng vì mãi suy nghĩ cho ba mẹ mà gò bó tương lai của các con, con có biết không? Ba mẹ mình nói vậy là Liên cũng đã hiểu rồi. Vậy là từ bây giờ, cô không cần phải lo thêm bất cứ chuyện gì nữa, cô có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chuyện học hành của mình rồi. Vậy là đến năm 25 tuổi, Liên đã có thể thực hiện tiếp giấc mơ còn dang dở ở tuổi 18 rồi sau đó liên bận rộn với việc làm hồ sơ đăng ký các thủ tục thời điểm năm học mới diễn ra cũng là lúc hồ sơ xét tuyển của liên được duyệt cô được đi học như những gì bản thân đã dự định trước đó vì ngôi trường linh theo học gần nơi linh và lan đang ở nên cô ở cùng hai em của mình luôn ba chị em cô sẽ ở cùng nhau cho tiện liên tuy là chị lớn nhưng lần đầu vào sài gòn sinh sống và học tập cô chưa có chút kinh nghiệm sống nào ở đó cả nếu để cô phải ở một mình, hai đứa em gái của cô sẽ không yên tâm, vì có hai em lo hết mọi chuyện cho mình. Nên mãi sát tới gần ngày đi học, liền mới đi Sài Gòn, chứ cô không đi sớm như các bạn sinh viên khác. Hôm liền khăn gói đồ đạc lên xe để vào Sài Gòn, tâm trạng cô đã rất phức tạp, bởi nó có một chút gì đó của sự vui vẻ, háo hức, chờ mong, cũng có cảm xúc lo lắng, liên lo sợ là mình đã lớn tuổi đã bỏ bê chuyện học hành quá lâu. Cô sợ mình sẽ không theo kịp được chương trình đào tạo, sẽ đâm ra nản và không thể học nữa, phụ lòng mong đợi của ba mẹ và các em. Nhưng cũng vì điều này khiến cho Liên có suy nghĩ rằng cô phải cố gắng nhiều hơn, phải chăm chỉ học tập chứ không được bỏ cuộc. Khi vào tới Sài Gòn, Liên được hai em gái của mình chăm sóc cẩn thận, chu đáo. Ngày đầu tiên đến trường, làm Liên có cảm giác như mình được sống lại tuổi 18 như chưa từng có, 7 năm đầy thăng trầm và biến cố đã qua. Như Liên chưa hề có một cuộc tình lâu năm có cái kết thúc buồn với Sơn hay cuộc hôn nhân địa ngục của cô. Liên của hiện tại cứ như một thiếu nữ mới 18 tuổi, vừa học xong cấp 3 thì được tiếp tục vào đại học để viết tiếp giấc mơ, chinh phục kiến thức của mình vậy. Linh đi học được một tuần, cô đã làm quen được với môi trường nơi cô học tập và làm quen được một số bạn mới trong lớp. Mấy người bạn học chung với cô, ai cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, qua lắm là 21, 22. Tuy nhiên, bọn họ lại không lấy gì làm lạ khi liên lớn tuổi hơn họ nhiều. Cô đã 25 tuổi mới đi học, bởi vì đây không phải là chuyện hiếm gặp, mà đây là chuyện rất bình thường ở môi trường đại học cao đẳng. Có thể là vì lý do nào đó nên mới có những người lớn tuổi vẫn đi học. Chỉ là, cho dù có bất kỳ lý do gì thì đây cũng là một chuyện đáng quý chứ không phải là một chuyện đáng xấu hổ cần giấu giếm chị hai chị đi học một tuần nay chị thấy đã ổn chưa hay là có điều gì không ổn thì chị phải nói với tụi em nha chị đó là câu nói mà linh và lan muốn biết bởi hai người rất quan tâm đến chị hai của mình linh và lan rất sợ liên đi học chưa quen sẽ không có được người bạn nào để chơi chung hay là cô sẽ gặp trở ngại nào đó và kết quả ngoài sự mong đợi của hai người liên đi học thấy rất vui kiến thức của mỗi môn học cũng được cô tiếp thu rất tốt hiện tại thì không có gì trở ngại với liên cả cô nói với hai em không có chị đi học rất ổn mọi thứ đều đang trong khả năng của chị chị không gặp bất cứ trở ngại nào hết chị thật sự rất ổn nên hai đứa đừng quá lo lắng cho chị nhé rồi liên bắt đầu kể những chuyện vui vẻ đã diễn ra trong suốt một tuần qua để cho hai em của cô tin rằng cô thật sự ổn sau một tuần đi học khi chị đi học chị là người lớn tuổi nhất lớp luôn mà không ai quan tâm tới điều đó cả mọi người đều đối xử với chị rất bình đẳng ai ai cũng tôn trọng chị chứ không ai thắc mắc hay tò mò là tại sao ở tuổi này rồi chị mới đi học chị không ngờ là mọi người đều cởi mở về vấn đề tuổi tác như vậy nghe vậy thì hai em gái của liên mới cảm thấy yên tâm phần nào về chị của mình rồi nỗi lo trong lòng của linh và lan thực sự đã được giải tỏa đây được xem là một sự khởi đầu rất thuận lợi của chị hai nên hai người hy vọng rằng những ngày tháng sau này của chị hai mình sẽ thật sự vui vẻ sẽ không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến chị hai phải chịu thiệt thòi ấm ức cứ như vậy thời gian trôi qua liên đã đi học được một tháng hôm nay lớp cô có một môn học mới thì liên vô tình gặp lại người quen ở giữa giảng đường người đó là giảng viên của môn học này. Giây phút người đó bước vào lớp, lấy laptop và tập sách ra, bắt đầu giới thiệu với cả lớp rằng thầy sẽ giảng dạy môn học này và một số môn học khác cho lớp mình nữa. Hy vọng các em sẽ hợp tác cùng thầy để chúng ta tạo nên những buổi học thú vị, hữu ích. Liên đã rất ngạc nhiên, cô ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra mấy giây làm người giảng viên chú ý đến cô. Và rồi, người giảng viên đó cũng rất ngạc nhiên khi cô ở trong lớp học mà mình sẽ dạy môn này dù vậy cả hai người không ai dám nói với ai tiếng nào khi lớp học đang diễn ra mà cả hai người ai cũng kiên nhẫn đợi đến lúc buổi học kết thúc khi mọi người đều chuẩn bị mọi thứ để đi về rồi hai người mới ở lại về sau cùng người giảng viên lên tiếng trước liên là cô phải không liên thấy gặp lại người quen cũ cô thật sự rất vui nên người kia vừa mở lời cô lập tức thừa nhận dạ phải là tôi sao anh lại là giảng viên môn học này à không đúng anh là giảng viên sao việt đã từng nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại giữa đất nước việt nam rộng lớn này nữa vì hai người chỉ biết tên của nhau chứ không hề biết thêm bất cứ thông tin nào của đối phương vậy mà hôm nay gặp lại được nhau trong một tình huống không ngờ như thế này làm liên lẫn việt cảm thấy rất kỳ lạ việt nói với liên tôi không thể ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây thế này đấy. Cô có thấy là quá kỳ diệu rồi không? Liên cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này bao giờ. Nếu khi nãy không phải là đang ở trên lớp học, cô chắc chắn rằng sẽ đến gần tay bắt mặt mừng với anh từ giây phút đầu gặp lại anh. Thật sự là gặp lại Việt làm cô vui lắm. Không hiểu sao giữa thế giới rộng lớn này hai người lại có thể gặp nhau một lần nữa trong khi không có bất kỳ cuộc hẹn nào cả thậm chí còn không có bất kỳ phương thức nào liên lạc với nhau như vậy cảm thấy quá diệu kỳ liền nói tôi cũng không thể ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau khi không hẹn nhau như thế này ngày trước tuy là có hẹn bao giờ anh tới quê tôi du lịch tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh nhưng sau đó lại quên không xin cách thức liên lạc làm tôi dần quên đi cuộc hẹn đó vậy mà bây giờ chúng ta lại được gặp lại nhau anh còn là giảng viên của tôi nữa mọi nhân duyên trên đời này cũng diệu kỳ quá nhỉ. Việt gật đầu, anh cũng cảm thấy như vậy, anh nói với cô. Tôi càng không dám tin, một cô gái quê ở Ninh Thuận bây giờ đang đi học ở đây đấy. Đang học trong lớp này, chắc cô là sinh viên năm nhất thôi nhỉ. Vậy mà tôi cứ nghĩ, cô đã đi học xong lâu rồi mới phải. Trước đây, qua cách nói chuyện của mình, liền tạo cho Việt một cảm giác là cô đã đi làm, đã bươn trải ngoài xã hội rồi chứ không còn đi học nữa vậy nên hôm nay khi nhìn thấy cô ở đây anh mới ngạc nhiên như vậy anh đã đi từ sự bất ngờ này đến sự ngạc nhiên khác trong khi liên cũng không khác biệt là bao chuyện học hành này chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến như một sự sắp đặt của định mệnh cô đã quyết định đi học lại sau một đêm chứ không nhiều sau chuyến du lịch kia cô trở về nhà và đã từng nghĩ sẽ tiếp tục đi làm chứ cô chưa bao giờ biết trước được tương lai của mình sẽ đi học tiếp liên trả lời một cách qua loa khi anh hỏi đến vấn đề đi học của mình cô nói chuyện của tôi cũng dài dòng lắm bao giờ có cơ hội tôi sẽ kể với anh sau còn bây giờ thì tôi muốn nói đến chuyện chúng ta tình cờ gặp lại nhau hôm nay tình cờ gặp lại anh như thế này làm tôi vui thật đấy càng vui hơn khi biết anh là người giảng dạy mình mấy môn học liên nói như vậy làm việt cảm thấy tò mò về những chuyện đã xảy ra với cô sau chuyến đi du lịch kia vì vậy mà anh đưa ra một lời đề nghị với cô cô nói vậy làm tôi thấy tò mò về những chuyện đã xảy ra sau khi chúng ta gặp nhau ở lần đi du lịch đó quá hay là như thế này đi chiều nay cô có bận gì không chúng ta cùng đi ăn cơm và nói chuyện việt hồn nhiên đưa ra lời đề nghị đó làm liên lúc đầu nghe hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liên đồng ý cũng được chiều nay tôi không có việc bận chúng ta cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện việt nghe vậy liền gật đầu cứ chốt như vậy nhé mà này lần này tôi sẽ trả tiền rất vui vì lần gặp lại này của chúng ta việt nói một câu bông đùa như vậy làm liên bật cười cô trả lời được mà anh trả tiền tôi lại càng vui việt và liên không được tính là bạn bè vì hai người chỉ gặp nhau và tình cờ quen biết nhau từ lần đi du lịch đó họ chỉ là những con người xa lạ với nhau thôi nhưng không hiểu sao khi một lần nữa gặp lại nhau cả hai đều cảm thấy vui và có một cảm giác rất thân thiết với người kia như hai người bạn đã lâu ngày không gặp nhau vậy cứ như vậy mà họ quyết định sẽ ăn cơm trưa với nhau một cách nhanh chóng việt hẹn cô đứng đợi ở trước cổng trường để anh đi lấy xe liên thì cho tập sách và đồ đạc của mình vào túi rồi rời khỏi lớp học ra cổng trường chờ anh xong xuôi Việt đến đón cô và cả hai cùng nhau đến một nhà hàng gần trường ăn trưa cho tiện. Trong suốt buổi ăn trưa, Việt và Liên nói với nhau rất nhiều chuyện. Liên cũng đã thành thật với Việt một số chuyện như sau. Thật ra thì cái lần chúng ta gặp nhau tại Phú Quốc là tôi đang đi du lịch để giải khuây và tôi không hề có ý định đi học. Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, đã qua khỏi cái độ tuổi phải đi học rồi. Chỉ là sau khi tôi về nhà, có một số chuyện xảy ra khiến tôi suy nghĩ thông suốt nên tôi đi học. Chứ tôi đã bỏ học từ lâu lắm rồi. Ngày đó, tôi vừa học xong cấp 3 thì tôi nghỉ học. Chuyện mình đã từng kết hôn và ly hôn, Liên không nói với Việt vì cô ngại rằng hai người chưa đủ độ thân thiết, không phù hợp để nói ra lúc này. Còn những chuyện còn lại thì cô chia sẻ với anh. Có những người sẽ mang đến cho ta những cảm giác rất lạ, vừa gặp đã cảm thấy thân thiết như hai người có quen biết từ lâu việt và liên chính là như vậy từ lần đầu gặp nhau khi liên bị lạc đường tại phú quốc cô có một cảm giác rất quý mến anh rất muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn anh đến khi ai trở về nhà người nấy liên đã rất nuối tiếc vì cô quên xin phương thức liên lạc với anh nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận vì cuộc sống chính là như vậy có những người chỉ để ta gặp một lần trong cuộc đời rồi thôi không bao giờ gặp lại nữa Vậy mà hai người có thể gặp lại nhau lần thứ hai này, còn gặp lại trong một tình huống không ngờ như hôm nay. Đây có thể nói như là hai người có duyên phận với nhau và mối nhân duyên này hy vọng sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp. Lần này gặp lại sau khi ăn cơm xong, Việt đã xin số điện thoại của Liên, còn cô thì không cần xin vì anh là giảng viên giảng dạy môn học của cô, nên mọi cách thức để liên lạc với anh, cô đã có ở buổi học sáng nay chỉ có anh là không biết chút gì về cô. Vì vậy mà lần này anh phải xin cô xem như là anh có thêm một người bạn đáng quý. Lúc ăn cơm xong, trên đường đưa lên về nơi cô sống, Việt có dặn cô, "Cô ở đây có gặp chuyện gì khó khăn, cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, cô đừng ngại." Liền nghe vậy liền xua tay, "Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà sẽ không có chuyện gì với tôi đâu, bởi vì tôi sống ở đây cùng với hai đứa em của tôi." hai đứa sẽ chăm lo một cách chu toàn mọi chuyện cho tôi việt nghe vậy thì thấy yên tâm nếu được như vậy thì quá tốt anh chỉ lo liên mới vào đây một mình lạ nước lạ cái chưa có kinh nghiệm sống ở nơi đông đúc phức tạp như sài gòn sẽ gặp phải những khó khăn không ai giúp đỡ tuy anh không biết mình có thể giúp đỡ được cô hết mọi chuyện khi cô cần hay không nhưng anh có thể đỡ đần cô một phần nào đó liên tuy lớn tuổi nhưng cô mới vào đây những người ở ngoài quê mới vào Sài Gòn thường hay tin người khác quá mức, không hề phòng bị chuyện gì, rất dễ bị người xấu lôi kéo. Và khi Liên nói, cô ở cùng người thân ở đây, Việt cảm thấy yên tâm rất nhiều rồi. Không hiểu sao, khi nghe những câu chuyện của Liên làm anh thấy rất quý cô. Thật hiếm có cô gái nào có thể bắt đầu đi học ở tuổi 25, đặc biệt là sau khi đã bỏ học lâu như vậy. Tuy là anh không nắm rõ quá khứ của Liên, đã từng trải qua những chuyện gì nhưng anh luôn có một cảm giác thân quen muốn lại gần khi gặp liên anh càng muốn che chở cho cô cho một người anh vừa mới quen biết duyên phận của con người chính là một trong những điều diệu kỳ nhất trong cuộc sống này sau khi việt chở liên về nhà trọ cô chào tạm biệt anh trước lúc anh về cô nói với anh bao giờ có dịp anh có thể cho tôi gặp quốc an được không tôi quý thằng bé lắm rất muốn được gặp lại thằng bé một lần việt nghe thấy thì ngạc nhiên nhưng rồi anh gật đầu tất nhiên là được bao giờ có thể tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp cô thằng bé chắc cũng còn nhớ đến cô đó như vậy thì không còn gì bằng nữa liên cảm thấy rất vui vậy được cảm ơn anh về bữa cơm hôm nay tạm biệt anh liên nói xong việt gật đầu chào cô rồi lái xe về lúc anh đi rồi cô vẫn nhìn theo tự nhiên nhắc đến quốc an làm liên thấy nhớ thằng bé quá đó là một đứa bé đáng yêu nhưng có phần đáng thương vì phải xa mẹ quá sớm làm bản năng người mẹ trong liên trỗi dậy cô nhìn quốc an mà thầm nghĩ rằng nếu như cuộc đời cô gặp được những chuyện suôn sẻ cô không gặp phải một cuộc hôn nhân bất hạnh không phải dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài thì có khi con của cô cũng đã bằng tuổi của quốc an rồi cũng nên chứ không phải là mãi đến tận giây phút này khi các bạn bè ở quê đã một lúc bế hai đứa con, cô vẫn chưa có một đứa nào cả. Nhiều đêm, chị có thể ao ước rằng mình có được một đứa con thì cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, Liên đi học bình thường. Mỗi tuần, cô sẽ gặp Việt một lần khi lúc cô có tiết học của anh. Mỗi lần đến tiết học của anh, cô đều chăm chú nghe giảng và chủ động ghi chép lại những điều quan trọng cần lưu ý một cách cẩn thận. Nhờ tinh thần ham học hỏi có trí cầu tiến mà Liên chưa bao giờ bị bỏ lại trong lớp học, dù cô học môn học của Việt hay là môn học của bất cứ giảng viên nào khác. Đôi lúc, Việt có giao những bài tập khó, cô đều giải được, khiến anh rất khâm phục tinh thần ham học của cô. Tuy Việt không biết rõ tại sao, ngày trước Liên lại bỏ học giữa trường, không học tiếp đại học hoặc cao đẳng sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhưng anh tin chắc rằng nếu ngày đó cô đi học, chắc chắn cô sẽ học rất tốt có khi bây giờ cô đã học xong thạc sĩ Có thể ngang hàng với anh Sau lần hứa với Liên Bao giờ có cơ hội Việt sẽ cho Quốc An đến chơi cùng với cô Cũng có dịp anh đưa con trai mình Cùng đi ăn cơm với cô Có một điều không thể ngờ tới Là Quốc An vẫn còn nhớ Liên là ai Trong trí nhớ của một đứa bé mới 2 tuổi Là Quốc An Còn nhớ đến một người Mình chỉ mới gặp một lần cách đây mấy tháng về trước là Liên quốc an ngay từ lúc mới gặp liên đã nhận ra cô và cất tiếng gọi cô ơi liên nghe giọng nói bé xíu rất đáng yêu của quốc an gọi mình lòng cô thật sự tan chảy liên rất muốn bế cục bột đã khiến mình tan chảy rất nhiều lần là quốc an trên tay để cô cảm nhận được rõ sự rung động mà thằng bé mang lại cho mình cô xin phép việt anh cho tôi bế quốc an một lúc có được không việt tôi thật sự rất muốn bế thằng bé việt không trả lời liên mà anh trực tiếp đưa Quốc An cho cô bé rồi anh mới nói, "Thật không thể tin là con tôi còn nhớ tới cô rõ ràng như vậy đấy. Tôi cứ nghĩ thằng bé đã phần nào quên đi cô rồi." Liên cũng không ngờ cô nói, "Tôi cũng không biết sao Quốc An còn nhớ tôi, trong khi chúng ta chỉ gặp nhau một lần khi đó, nhưng thời gian đã mấy tháng trôi qua rồi, thằng bé còn nhớ đến tôi, làm tôi thấy vui lắm." Cả Việt và Liên không biết phải giải thích chuyện này ra sao cả. Là do Quốc An có trí nhớ rất tốt hay là do Liên để lại ấn tượng quá sâu sắc với Quốc An nên thằng bé vẫn còn nhớ đến cô sau khoảng thời gian dài không gặp. Chỉ là cả hai lý do trên đều không khả thi cho lắm với một đứa bé sắp 3 tuổi như Quốc An. Nhưng Việt và Liên tạm thời không nói đến điều kỳ diệu này nữa, bởi vì từ lần đầu hai người gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến họ không thể lý giải được rồi, bây giờ còn có thêm chuyện này nữa khiến cho hai người có niềm tin hơn vào thứ gọi là duyên phận giữa bọn họ. Dù vậy, cả hai người đều là những người từng gặp phải những chuyện bất hạnh trong quá khứ, nên họ đã thôi nhiệt tình, không còn quá nhiều cảm giác nhiệt huyết muốn tìm hiểu những điều mới mẻ như thời còn non trẻ nữa. Những chuyện có thể lý giải được thì họ sẽ giải thích, còn những chuyện họ không cách nào lý giải được, họ sẽ mặc kệ và để nó qua đi. Việc đợi cho Liên Bế Quốc An một lúc rồi, cũng đợi cho cô cưng nựng thằng bé xong mới nói, được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi đi ăn cơm rồi sau đó chúng ta có thể đi dạo lần này họ vẫn chọn địa điểm ăn uống là nhà hàng gần trường học hôm trước họ đã đi ăn sau mấy tháng mới gặp lại quốc an liên thấy thằng bé có lớn hơn một chút lần đi ăn này như đã trở nên thân thiết hơn với việt rồi nên cô không cần phải kiềm chế lòng mình nữa cô đã nhìn quốc an lâu hơn một chút việt nhìn ra ánh mắt của liên dành cho con trai của mình rất ấm áp rất dịu dàng mà trước nay chưa có người phụ nữ nào nhìn con anh với ánh mắt đó cả anh không nhịn được hỏi cô một câu cô thích trẻ con lắm sao liên không kịp nghĩ ngợi nhiều cô liền gật đầu đúng vậy tôi rất thích tôi cực kỳ thích trẻ con việc nghe xong thì không suy nghĩ nhiều mà nói đùa một câu nhưng hình như là câu đùa này của anh đã vô tình chạm phải vết thương lòng của liên anh nói vậy cô sinh một đứa cho mình đi tuổi của cô có thể lập gia đình được rồi Việt là giảng viên nên anh có hồ sơ học tập của Liên và anh biết được năm nay cô đã 25 tuổi, bằng tuổi của Liên, có một số người phụ nữ, đã có đến hai đứa con rồi cũng nên, nên anh mới nói một câu như thế. Vì đã vô tình khơi gợi lại câu chuyện mà Liên đã chôn cất đi thời gian qua. Trong một giây phút yếu lòng, cô không nhịn được đã tâm sự. Tôi rất muốn có một đứa con của mình, nhưng tôi không biết cách nào để có cả. Thật ra thì tôi đã từng lập gia đình, nhưng sau đó có một số chuyện xảy ra khiến tôi và chồng cũ phải ly hôn bây giờ tôi cảm thấy hơi sợ chuyện yêu đương còn hôn nhân với tôi mà nói thì nó như một nấm mồ khiến tôi cảm thấy ám ảnh anh nói xem tôi của hiện tại không muốn lập gia đình nữa thì làm sao có con của mình được đúng không chỉ với một hai câu nói ngắn ngủi mà việt có thể cảm nhận được nỗi đau của liên một cách rõ ràng có thể cuộc hôn nhân của cô đã từng rất đen tối nên bây giờ cô mới có cảm giác sợ hãi và ám ảnh như vậy việt an ủi cô tôi xin lỗi tôi không nên nhắc đến chuyện đó nhưng cô đừng nghĩ nữa mọi chuyện đều đã qua cả rồi cô bây giờ đang có cuộc sống rất tốt đúng không đúng thật là liên của hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt khi cô được đi học tiếp được tự do thực hiện những mong muốn của mình được sống trong sự yêu thương không giới hạn của ba mẹ và các em cô không còn phải sống trong chuỗi ngày nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà liệu cơm gắp mắm. Càng không phải chịu đựng sự tra tấn của chồng cũ mỗi đêm. Cuộc sống của cô bây giờ thật sự tốt, vậy nên cô không nên nhớ đến những chuyện đen tối đau buồn trong quá khứ nữa mới đúng. Mà bây giờ cô phải cố gắng học hành để theo kịp các bạn trẻ, tốt nghiệp đúng hạn, để còn về quê nhà xin việc làm cho gần ba mẹ, gần gia đình. Liền đã nghĩ đến những điều tích cực đó nên cô đồng ý với Việt. Đúng là cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt, nên tôi sẽ không nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ nữa đâu. Vừa rồi tôi kể ra câu chuyện của tôi, vì tôi xem anh là bạn nên tôi mới chia sẻ những câu chuyện đó. Nói tới đây, liền chuyển sang một chủ đề khác. Có điều là tôi thực sự rất thích Quốc An, bao giờ có cơ hội, anh có thể cho tôi chơi với thằng bé được không? Việt nghe vậy liền đồng ý không cần suy nghĩ, tất nhiên là được chứ. Quốc An từ nhỏ đã không có mẹ hay người phụ nữ nào bên cạnh rồi trong khi tôi có đôi lúc rất bận cứ giao con cho bà nội có lẽ cháu sẽ thấy hơi buồn chán mà tôi nhìn ra được thằng bé rất thích cô nếu được chơi cùng cô hẳn là quốc an cũng vui lắm nghe đến đây liên không giấu được sự tò mò hỏi việt tôi hỏi anh chuyện này có được không việt gật đầu chuyện gì cô cứ hỏi đi liên được sự cho phép của việt cô mới dám hỏi vợ của anh làm sao mà mất vậy chị ấy bị bệnh hay là tai nạn mà qua đời khi tuổi còn quá trẻ như vậy? Sau khi hỏi xong, Liên chợt thấy hối hận nên cô vội sửa. Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy câu hỏi của tôi quá vô duyên. Nếu anh không muốn trả lời thì xem như tôi chưa từng nói gì nhé. Liên cũng chỉ là một người bình thường. Cô cảm thấy tò mò về lý do tại sao vợ của Việt lại mất sớm như vậy. Nhưng sau đó thì cô liền nhận ra mình có hơi nhiều chuyện. Hỏi vào câu chuyện không nên, cô lập tức sửa lại, cô hy vọng rằng sau chuyện này việt sẽ không có cái nhìn khác với cô vẫn đối xử tốt với cô nhưng việt không có suy nghĩ hẹp hòi như liên lo lắng sau khi anh nghe thấy cô thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình anh cũng chia sẻ lại anh thấy chuyện cô hỏi là một chuyện hết sức bình thường nên anh cũng nói thật với cô vợ tôi mất vì khó sinh ngày đó vợ tôi sinh quốc an xong thì mất ngày quốc an chào đời là ngày vui nhất của gia đình tôi nhưng lại là ngày buồn nhất với gia đình cô ấy vì vợ tôi mãi mãi ra đi vào ngày đó hít một hơi thật sâu rồi việt tâm sự tôi và vợ tôi không yêu nhau chúng tôi chỉ đơn giản là đã đến tuổi lập gia đình thì cần phải lập gia đình cho hai gia đình yên tâm tôi và cô ấy quen biết nhau qua sự mai mối sau đó không lâu thì trở thành vợ chồng tôi và cô ấy sống với nhau không bao lâu thì có quốc an điều làm tôi không thể ngờ cô ấy vì khó sinh nên mới mất lúc cô ấy đang đứng trước danh giới sinh tử Gia đình chúng tôi có chọn mẹ bỏ con Nhưng vẫn không thể cứu được cô ấy May mắn thay Sau cấp cứu Các bác sĩ vẫn còn cứu được quốc an Chuyện về người vợ đã mất Cứ như là một cái kim nhọn sẽ đâm vào tim Việt Khi lâu lâu anh nhắc về nó Ngày đó tuy là anh không có quá nhiều tình cảm với vợ mình Hai người cũng không cùng nhau trải qua Các giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như bao cặp đôi khác Nhưng hai người cũng từng là vợ chồng Từng sống chung dưới một mái nhà còn có với nhau một đứa con là quốc an làm sự gắn kết ngày vợ mất việt cũng đau đến nghẹn lòng nghe câu chuyện của việt liên cảm thấy bản thân mình may mắn hơn anh rất nhiều tuy là cô phải trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc gặp phải một người chồng không tốt như khởi nhưng ít ra cô vẫn còn sống vẫn còn cơ hội để bắt đầu cuộc đời mình lại một lần nữa còn vợ của việt mất rồi cô ấy không còn cơ hội nào nữa hơn nữa là câu chuyện âm dương cách biệt thế gian chắc chắn sẽ không còn câu chuyện nào tồi tệ hơn nữa đâu trong khi việt và vợ mình đang sống với nhau hạnh phúc chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới trong gia đình niềm vui đáng lý ra phải được nhân đôi nhưng lại tan biến trong một ngày đẹp trời hai người phải chịu cảnh chia cắt không mong muốn như thế lúc đó lòng anh chắc rất đau liên nói với việt thành thật chia buồn với anh hẳn là lúc đó anh đã đau lòng lắm nghe xong câu chuyện của anh tôi mới thấy mình thật may mắn xem ra thì câu chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện rất nhỏ so với chuyện anh từng trải qua việt nghe vậy thì lắc đầu anh không đồng ý với câu nói của cô sẽ không có câu chuyện nào là quá nhỏ và cũng không có câu chuyện nào là quá lớn chuyện chỉ nhỏ khi chúng ta là người ngoài cuộc chỉ là những người chứng kiến và không can dự vào còn câu chuyện sẽ lớn khi bản thân ta là người ở trong hoàn cảnh khốn khổ đó ta mới cảm nhận được nỗi đau do câu chuyện đó gây ra nó khủng khiếp như thế nào thôi một việc mà người khác nhìn vào cảm thấy nó rất nhỏ. Có khi người ở trong cuộc, người tự mình phải trải qua nó mới biết nó khủng khiếp đến mức nào thôi. Nên tôi mong rằng cô đừng xem nhẹ câu chuyện của mình chỉ vì sợ người khác nói đó là chuyện nhỏ, chuyện còn con. Việt rất biết cách an ủi người khác. Từng câu nói của anh nói ra để an ủi liên. Nó lôi cuốn như bài giảng của anh trên lớp khiến cô đắm chìm không cưỡng lại được. Anh mang đến cho cô một cảm giác là anh rất dễ gần rất dễ tâm sự cô thật muốn mang hết những lời tâm sự của mình ra nói cho anh nghe thật muốn kể cho anh hết tất cả những chuyện trong quá khứ của mình để anh an ủi xoa dịu tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương của cô chỉ là bây giờ liên vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng mình không thể làm như vậy hai người thực sự chưa thân thiết để tâm sự như hai người bạn tri kỷ cô nói lời cảm ơn với anh cảm ơn anh vì đã thấu hiểu như vậy anh thật khác với những người tôi đã từng gặp trước đây Việt nghe Liên nói vậy thì anh cười. "Đương nhiên là tôi khác với những người cô đã từng gặp trước đây, vì tôi không chỉ là bạn của cô thôi đâu, tôi còn là thầy của cô nữa mà." "Cũng đúng." Liên nghe Việt nói vậy thì cô cũng cười. "Đúng thật là anh quá khác với những người trước đây cô gặp, bọn họ chỉ có thể là bạn cô thôi, còn anh vừa là bạn vừa là thầy của cô nữa, và vì anh là thầy giáo của cô nên anh mới mang tới cho cô những suy nghĩ mới và tư duy tích cực như vậy." nghĩ cũng là có ai lại làm bạn với thầy của mình như cô không và cũng vì liên đã quen xưng hô với việt là anh tôi rồi nên ngoại trừ những lần anh đứng lớp giảng dạy cô phải gọi anh là thầy ra còn lại cô đều xưng hô anh tôi như ngày đầu hai người mới gặp cách xưng hô thầy em liên chỉ dùng được trên lớp học mà thôi sau đó hai người bắt đầu ăn cơm liên thường xuyên gắp thức ăn cho quốc an cô chăm sóc cho thằng bé trong bữa ăn cũng rất cẩn thận không thua kém gì việt ăn cơm xong việt lái xe đưa cô về chỗ ở của mình rồi hai ba con anh cũng về chứ không đi dạo như dự định vì việt đột nhiên có việc gấp đành phải hẹn lại với liên vào dịp khác sau bữa ăn hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường nhật liên vẫn vì mục tiêu của mình mà phấn đấu trong học tập thi thoảng việt sẽ đưa quốc an đi ăn cơm cùng với cô như lời anh đã nói mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn lúc trước một chút nhưng cũng chỉ đang dừng ở mức độ bạn bè chứ không hơn bởi vì liên hiểu rõ được rằng giới hạn của hai người là ở đâu cả cô và việt đều không nên có tình cảm với đối phương cứ như vậy cho đến một ngày liên nhận được tin nhắn hỏi thăm của người quen cũ liên dạo này có ổn không sơn nghe nói là liên đã ly hôn còn đi học lại liên học ở sài gòn phải không hiện tại thì sơn vẫn đang ở sài gòn chúng ta gặp nhau một lúc có được không liên đọc tin nhắn đó xong cô không biết sao sơn lại biết rõ từng thông tin một của cô như thế nữa trong khi cô chưa từng nói với bạn bè hay bất cứ ai về những chuyện này và hình như là ngoại trừ những thành viên trong gia đình của cô ra không ai biết được hiện nay cô đã đi học lại còn học ở sài gòn còn về các nguồn tin qua mạng xã hội liên tuy có sử dụng mạng xã hội nhưng cô không hay đăng bài về những vấn đề cá nhân của mình để chia sẻ lên đó để sơn có thể đọc được và biết chuyện này quá lạ sơn vẫn luôn theo dõi cô hay là đã có ai đó nói cho anh ta biết cho dù có là gì thì với liên đều không quan trọng quan trọng là cô bây giờ không có lý do gì để gặp lại sơn nữa cô trả lời tin nhắn để từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh ta liên thấy giữa chúng ta không có gì để nói nên không cần phải gặp nhau đâu sơn sau khi nhận lại được một lời từ chối mà không trở lại cho anh ta chút mặt mũi nào như vậy anh ta thấy rất buồn nhưng càng buồn, anh ta lại càng muốn gặp Liên cho bằng được. Anh ta không từ bỏ, nhắn tiếp. Sao vậy Liên? Chúng ta đã chia tay hơn 4 năm nay, Liên vẫn chưa hết giận Sơn hay sao? Nếu Liên đã hết giận rồi, thì bây giờ chúng ta gặp nhau như những người bạn cũng được mà. Mặc kệ là Sơn có cố gắng thuyết phục mình bao nhiêu, Liên cũng không đổi ý. Cô trả lời. Liên xin lỗi, Liên không muốn gặp lại Sơn. Sơn sau khi nhận được tin nhắn đó của Liên thì anh ta tức giận ném phong cái điện thoại của mình đi khiến nó vỡ tan nát thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà liên vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã chia tay với anh ta ngược lại thì chỉ có anh ta cảm thấy hối hận bứt rứt điều này làm sơn cực kỳ khó chịu nên muốn gặp lại liên cho bằng được sau khoảng thời gian chia tay lúc đầu sơn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vẫn thoải mái ăn chơi vui vẻ với bạn bè và với mấy cô người yêu tạm bợ của mình anh ta không hề thấy có lỗi hay hối tiếc như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì anh ta luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày liên hối hận muốn quay lại ngày đó anh ta sẽ bắt liên xin lỗi mình nhưng đợi mãi mà liên vẫn bật vô âm tín anh ta liền thấy nôn nóng lo sợ rằng liên đã thật sự buông tay đã có nhiều lúc sơn muốn chủ động liên lạc với liên để mong cô quay lại với mình chỉ là cái tôi quá lớn anh ta không chịu hạ mình năn nỉ liên trước không một lần chịu về quê rồi đến nhà cô nói lời xin lỗi một cách chân thành để cô suy nghĩ lại sơn sau khi mất đi liên anh ta rất tiếc cộng với việc anh ta đã chán ngán mấy cô gái hay vòi vĩnh tiền bạc quả cáp xung quanh mình nên rất mong có một ngày được quay lại với liên nhưng anh ta nghe lời gia đình nghe lời mẹ nói rằng liên không xứng với anh ta rồi cô sẽ tự quay về chứ không cần sơn phải hạ mình năn nỉ trước có hai luồng ý kiến cứ như vậy mà khiến sơn trần trừ mãi trần trừ đến tận mấy năm sau đến lúc anh ta hay tin liên đã lấy chồng lòng dạ bản thân lúc đó dù có không cam tâm đến đâu thì anh ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn việc nhắn tin chúc phúc cho cô với hy vọng cô sẽ nói những lời gì đó với mình như ở trên phim và đáp lại sự chờ mong của mình thứ anh ta nhận được là một lời cảm ơn xã giao có cũng như không chứ cô không hề hỏi han anh ta bất cứ điều gì, dù chỉ một câu. Bẵng đi một thời gian thì Sơn lại có được tin Liên đã ly hôn, còn đi học lại, cô đang theo học tại một trường cao đẳng trong Sài Gòn. Không hiểu sao, Sơn có một cảm giác rung động mãnh liệt, anh ta muốn được gặp lại cô một lần. Lấy hết can đảm, từ bỏ cái tôi để nhắn tin cho Liên, muốn gặp lại cô một lần. Vậy mà, cô từ chối thẳng thừng ngay từ những tin nhắn đầu tiên không cho anh ta chút mặt mũi nào thế này đây nhưng sơn sẽ không bỏ cuộc tuy không biết mình có thể yêu đương một lần nữa với liên hay không nhưng anh ta nhất định phải gặp lại cô một lần về phía liên sau khi nhận được tin nhắn của sơn cô đã suy nghĩ đôi chút cô nhất thời không đoán được là sơn đang có ý đồ gì khi anh ta cứ cố chấp muốn gặp lại cô như thế nhưng cô không bao giờ muốn gặp lại người đã từng tổn thương sâu sắc mình trong quá khứ là anh ta Chính anh ta là người đã giết chết đi tất cả niềm tin và sự hy vọng của cô. Anh ta giết chết đi tín ngưỡng tình yêu mà cô luôn tôn thờ. Để sau mối tình đó, Liên không còn quá nhiều cảm xúc với tình yêu. Càng ngày, cô càng trở nên lãnh cảm. Đến cuối cùng, hậu quả cô phải gánh lấy chính là một cuộc hôn nhân địa ngục mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ đến. So với tình yêu năm 17 tuổi cùng Sơn thì Liên không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào khởi nữa. Cô cũng không yêu khởi quá nhiều như thời còn trẻ. Đồng ý nhận lời làm bạn gái và sau đó trở thành vợ của anh ta một cách nhanh chóng. Chỉ vì có những định kiến cho rằng cô đã tới tuổi phải lấy chồng, có gia đình riêng. Bà mẹ cô chỉ yên tâm sau khi cô đã có một mái nhà riêng của mình. Liên sau khi trải qua một mối tình dành hết tâm huyết nhưng không có một kết cục tốt. Cô không còn quá quan trọng tình yêu Cô chỉ đơn thuần muốn cùng một người phù hợp với mình lập nên một gia đình nhỏ của cô. Cô chỉ có những mong muốn tầm thường rằng sau này sẽ có một nơi gọi là nhà, sẽ có một hai đứa con trong căn nhà ấy. Cô với chồng mình không yêu nhau cũng được, chỉ cần cả hai cùng nhau chăm sóc mấy đứa con thật tốt là được. Vậy mà mọi dự định của cô đã tan tảnh ngay trong đêm tân hôn. Ngàn lần, Liên cũng không dám ngờ là người mình lấy lại quá bảo thủ và có những suy nghĩ cực đoan như vậy trong chuyện đó cũng có một phần lỗi của cô khi quá hấp tấp và vội vã chỉ vì nghe theo những định kiến chạy theo ý kiến số đông mà không suy tính kỹ lưỡng cho bản thân không tìm hiểu kỹ hết con người họ liên không hề muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai mà sự thật chính là như vậy nên cho dù bây giờ dù sơn có muốn gặp lại cô với bất cứ lý do gì liên cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ta bẵng đi một thời gian khi mỗi ngày trôi qua một cách êm dịu không có quá nhiều sự thay đổi thì trong lớp học của liên đang theo học có một sự kiện bất ngờ đó là việc trở thành cố vấn học tập chính của lớp cô tức là anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô trong thời gian tới vì giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp cô phải chuyển công tác sang nước ngoài đây là chuyện vui chung của lớp cô chứ không phải chuyện vui của mỗi mình cô vì được một người thầy giỏi như việc chủ nhiệm hướng dẫn học tập trong thời gian tới vì việc trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp liên nên hai người tự nhiên có thêm việc trao đổi với nhau không chỉ là chuyện trong cuộc sống mà cả trong học tập anh đều giúp đỡ cô khi cô cần và đưa ra cho cô những lời khuyên hữu ích sau khi hai người dần dần trở nên thân thiết Việt và Liên thường xuyên đi ăn cơm với nhau hơn đôi lúc còn có Quốc An đi cùng với hai người nữa địa điểm mà hai người lựa chọn để ăn uống là nhà hàng gần trường mà hai người vẫn hay đi có một số bạn học vô tình nhìn thấy Liên cùng thầy giáo chủ nhiệm đi ăn cơm riêng với nhau một hai lần thì họ chỉ tò mò một chút rồi cho qua nhưng khi thấy việt và liên cùng nhau đi ăn cơm ở nhà hàng gần trường rất nhiều lần thì mấy người đó đã không bỏ qua nữa mà họ rất tò mò đến lý do liên đi ăn cơm cùng thầy nhiều như vậy người này nói với người kia người kia chuyển tay người khác nữa nên đã có rất nhiều những câu chuyện được thêu dệt nên ban đầu chỉ là những câu hỏi của bạn học dành cho liên như thế này chị liên ơi chị và thầy việt chủ nhiệm lớp mình có mối quan hệ gì mà mọi người thường xuyên bắt gặp chị cùng thầy ấy đi ăn cơm sau buổi học thế ạ à? liên nghe một người bạn học chung với mình hỏi vậy thì cô thấy ngại cô thành thật trả lời à mọi người thường thấy chị và thầy việt đi ăn cùng nhau sao chị và thầy việt là những người quen cũ của nhau nên sau giờ học chị và thầy hay đi ăn cơm chung đó mối quan hệ của việt và liên trong sáng nên cô trả lời một cách hồn nhiên như vậy với câu hỏi kia chị là người nghe được câu trả lời của cô thì suy nghĩ không được hồn nhiên cho lắm. Người đó cho là Liên và Việt đang có chuyện gì đó với nhau nên giấu giếm, bảo là người quen cũ của nhau. Mà bản thân Liên thì không hề biết là chỉ với một câu trả lời như vậy của mình lại mang đến cho mình những câu chuyện rất phiền phức sau này. Cụ thể là sau ngày hôm đó đã có rất nhiều tiểu thuyết ra viết ra những câu chuyện hoang đường của Việt và Liên. Có người cho rằng Liên đang theo đuổi Việt nên cô lớn tuổi rồi còn phải đi học lại có người nói rằng liên và việt là người yêu cũ của nhau ngày trước bây giờ gặp lại nhận ra bản thân còn tình cảm với đối phương nên nối lại tình xưa đó là nguyên nhân liên nói họ là người quen cũ của nhau còn có người điên cuồng hơn khi cho là việt và liên cứ lén lút quan hệ mờ ám với nhau để việt nâng đỡ liên trong học tập cho cô đi cửa sau sự thật là việt và liên không hề lén lút như lời mọi người vẫn hay đồn đại nếu họ lén lút với nhau thì họ đã không chọn nhà hàng gần trường kia để ăn uống mà họ sẽ chọn một địa điểm nào đó cách xa trường để không ai nhận ra họ mới phải với liên hay việt chuyện đi ăn cơm cùng với nhau một hai bữa là chuyện bình thường trong cuộc sống và họ chỉ xem đối phương là một người bạn thân một người chi kỷ chứ không hề có những chuyện như mấy lời đồn đoán thất thiệt đó ban đầu những lời đồn kia dù có vô căn cứ thế nào họ cũng không để ý đến họ vẫn tiếp tục làm ngơ và không thẹn với lòng, nhưng càng ngày các tin đồn càng lan rộng và mức độ nghiêm trọng cũng nhiều hơn, nên họ không thể làm ngơ được nữa. Tình điểm là đã có một bạn hỏng nào đó không chịu được sự tò mò nữa, đến hỏi thẳng Liên. "Chị và thầy Việt có mối quan hệ gì đấy? Chị hãy nói thật đi chị." Tự Dưng từ đâu lại rơi xuống đầu mình một câu hỏi thô kịch như vậy, làm Liên rất bực mình. Cô không biết bản thân đã làm gì sai để bị các bạn học nhìn ngó bằng ánh mắt dò xét tra hỏi cô như hỏi cung tội phạm vậy trong khi trước đây liên đã từng quý mến bạn học của mình ra sao thì nay mọi thiện cảm cô dành cho các bạn mất hết chuyện rõ ràng chẳng có chút liên quan hay dính líu đến bất cứ cá nhân nào cớ sao họ lại cảm thấy tò mò và muốn đào sâu một cách bất lịch sự như vậy trong lúc liên rất bực mình chưa nghĩ ra câu trả lời để trả lời bạn nữ vô duyên kia thì có một giọng nói trầm ấm vang lên thay cô trả lời câu hỏi đó chúng tôi đang yêu nhau các em có việc gì sao bạn nữ đó bị Việt hỏi ngược lại thì xấu hổ còn sợ thầy giáo không thích mình nên ấp a ấp úng trả lời trái ngược lại với dáng vẻ rất ngạo nghễ khi hỏi liên dạ không không có chuyện gì ạ à. em em chỉ hỏi thôi ạ à. Việt gật đầu vậy được điều em muốn biết em cũng đã biết sau này đừng làm phiền đến người yêu của tôi được chứ bạn nữ nghe xong thì chị cúi gầm mặt vì hổ thẹn ngay sau đó là những câu hỏi của những sinh viên vang lên thật vậy sao thầy và chị liên đang yêu nhau thì ra họ đang yêu nhau họ đang yêu nhau đấy thấy tôi đoán đúng chưa họ là người yêu của nhau chứ không phải người yêu cũ đâu mỗi người một câu làm ồn cả một lớp học trả lời bạn nữ kia xong thì đến lượt cả lớp xì xầm to nhỏ với nhau Việt nghiêm giọng nói với cả lớp: "Câu trả lời các bạn vừa nhận được rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể trật tự và lấy sách vở ra học bài được chưa? Còn bạn nào vẫn muốn bàn luận tiếp về vấn đề này thì tôi mời bạn đó ra ngoài để không ảnh hưởng đến những bạn sinh viên đang muốn học khác." Nhìn thấy thái độ nghiêm khắc của Việt, đám sinh viên trẻ người nhiều chuyện, còn muốn tiếp tục xì sầm bàn tán thêm cũng không dám. Không ai bảo ai, nhưng ai nấy đều tự động im lặng và lấy sách vở ra để học tiếp. Mà quá trình của chuyện này xảy ra nhanh chóng trong khi liên còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì lớp học đã im phăng phắc và việt bắt đầu trình chiếu bài giảng của anh ngày hôm nay lên máy chiếu rồi liên nhìn thấy không khí lớp học như vậy cô cũng gạt chuyện này sang một bên và lấy sách vở ra học tiếp hiện tại là thời điểm cô không tiện hỏi anh sao lại trả lời như thế cô sẽ đợi đến khi buổi học này kết thúc cô nhất định sẽ hỏi anh đến khi buổi học kết thúc mọi người đều nhanh chóng thu xếp sách vở để đi về thì Liên cố ý nán lại, đợi Việt ra về cô mới hỏi anh. Việt nhìn thấy Liên đang đợi mình thì anh biết ngay cô đang muốn nói tới vấn đề gì, anh không cần cô mở lời trước, anh nói luôn với cô. Không có gì cả, nếu tôi không nói như vậy, tin đồn sẽ còn lan rộng ra một cách đáng sợ hơn. Chỉ bằng để bọn họ đạt được ý nguyện là có khi họ sẽ không nói nữa. Nói đến đây, bỗng nhiên Việt nhìn thẳng vào Liên, anh cười rồi nói thêm nếu chuyện đã như vậy chỉ bằng chúng ta biến giả thành thật nhìn việt cười như vậy liên thật không biết là anh ta nói thật hay chỉ đang đùa nhưng dù là thật hay đùa thì cô cũng phải từ chối khéo vì hai người không thể cô cười trả lời anh anh nói đùa gì vậy chứ đùa không vui chút nào cả không hiểu là lúc này việt đang nghĩ gì mà anh đang cười rồi im lặng anh không phản hồi gì nữa với liên khiến cô phải nôn nóng cô hỏi anh sao vừa rồi anh lại nói là chúng ta đang yêu nhau như vậy giữa lớp học lỡ lần này liên chưa nói xong việt chen ngang anh giải thích cô biết không có một điều vô lý thế này đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta đó là con người ta thích nghe những điều tiêu cực hơn tích cực và họ chỉ muốn tin vào những gì mình muốn tin thôi chứ sự thật mà không phải điều họ muốn tin thì sự thật đó với họ cũng không có giá trị vừa rồi tôi chỉ nhìn thái độ của bạn nữ kia cũng như thái độ của các bạn trong lớp là tôi có thể đoán được họ đã khẳng định chúng ta chắc chắn có chuyện gì mờ ám với nhau rồi nếu tôi lại từ chối hay làm ngơ họ càng làm tới sau này sẽ còn có những người khác tới hỏi cô những câu hỏi khiến cô khó chịu hơn hôm nay nữa còn nếu tôi trả lời như vừa rồi bọn họ đã có được đáp án như họ mong đợi rồi họ sẽ không làm khó cô nữa bằng chứng là cô cũng đã thấy rồi đó đúng không đúng như những lời việt đã nói anh vừa thừa nhận mối quan hệ của hai người xong là mọi người đều im lặng không ai đề cập gì nữa liên nghĩ lại mà thấy thật buồn cười chuyện của cô có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến những người đó cớ sao họ lại tò mò và muốn bới móc tìm hiểu như vậy trong khi ngày trước liên đã từng khen ngợi là các bạn học không tò mò đến chuyện cô đã lớn tuổi rồi còn đi học thì bây giờ họ lại tò mò chuyện của cô và việt chỉ vì cô cùng ăn cơm với anh ấy một hai bữa cơm có phải là vì anh là thầy giáo của cô các bạn học quan ngại rằng cô sẽ được anh ưu ái hơn trong học tập hay sao mà bọn họ phải cực đoan như thế liên gật đầu nói với việt tôi hiểu rồi nhưng mà hôm nay anh đã nói như vậy liệu anh có bị ảnh hưởng gì không tôi chỉ lo anh sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng liên lo sợ cho danh dự của việt cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh vì anh đang là giảng viên nếu giảng viên có mối quan hệ yêu đương với sinh viên của mình thì ít nhiều gì cũng có những lời bàn tán tiêu cực như vậy với anh sẽ không tốt việt nghe liên nói anh lắc đầu sẽ không có những chuyện như cô lo lắng đâu bởi vì chúng ta đâu làm chuyện gì phạm pháp chưa nói đến chuyện chúng ta không có yêu đương với nhau mà cho dù là chúng ta đều là những người đang độc thân có quyền được tìm hiểu và yêu nhau chúng ta không phạm pháp nên tôi nói ra những lời như vậy cũng không sao cả nên cô yên tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi đâu chuyện liên lo lắng không phải việt chưa suy nghĩ tới anh đã suy nghĩ rồi và anh cảm thấy mình đang làm đúng chứ không sai vì hai người đều đã trên độ tuổi kết hôn còn đang độc thân nên có quyền yêu nhau nếu anh có yêu đương với liên cũng không sợ bị nhà trường kỷ luật càng không sợ mấy lời đàm tiếu của sinh viên liên nghe vậy thì an tâm rất nhiều cô chỉ lo cho anh thôi còn bản thân mình thì cô không ngại bất cứ chuyện gì cả cô gật đầu vậy là được rồi tôi thấy rất yên tâm thôi thì xem như chuyện đã giải quyết từ đây chúng ta xem như chưa có chuyện gì nhé cảm ơn anh vì lúc nào cũng giúp đỡ tôi việt gật đầu nhận lời cảm ơn của cô sau đó thì anh không biết phải nói gì nữa đã có một chút tiếc nuối trong anh bỗng nhiên anh có suy nghĩ rằng nếu liên nghĩ rằng anh đang nói thật chứ không phải lời nói để giúp đỡ cô có phải là đã tốt hơn không sau lần đó mối quan hệ giữa việt và liên vẫn ở mức tình bạn chỉ là có nhiều lúc liên vô thức nhớ lại những lời việt đã nói khi đó và cô suy nghĩ rất nhiều nếu những lời anh nói là sự thật thì sao nhỉ liệu cô sẽ trả lời như thế nào tất nhiên là cô sẽ từ chối anh vì cô không xứng đáng với anh nhưng nếu sau khi bị cô từ chối rồi anh có buồn không đã từng có nhiều lúc liên có suy nghĩ như vậy nhưng rồi cũng chính cô đã gạt bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn đó của mình vì cô cho rằng đó là điều không nên một lần khi lên cùng việt và quốc an đi ăn cơm và đi dạo về lúc anh đưa cô về chỗ nhà trọ cô đang ở em linh của cô đã nhìn thấy người đưa chị mình về con bé đã hỏi chị hai ơi người đã đưa chị về đây là ai vậy đây không phải lần đầu việt đưa liên về tận nhà trọ mà anh đã từng đưa cô về rất nhiều lần rồi mỗi lần hai người đi ăn chung với nhau thì anh đều đưa cô về tận nơi ở của cô như thế anh mới an tâm chỉ là lần nào cũng không có hai đứa em gái của cô ở nhà trọ nên chúng không thấy bây giờ chúng thấy liền hỏi liền bị em hỏi cô cây ngay không sợ chết đứng vô tư trả lời à đó là một người bạn của chị cũng là thầy giáo chủ nhiệm của lớp chị đó linh nghe chị mình nói xong liền thấy khó tin đã là bạn sao còn là thầy giáo được chứ cô ấy hỏi lại chị có nói thật không đấy ạ à? sao thầy giáo của chị lại là bạn của chị chuyện này khiến em cảm thấy khó tin quá liền cũng biết là khó tin nên cô đã thành thật kể hết tất cả mọi chuyện của cô với việt cho em mình nghe liền nghe chị mình kể xong thì rất bất ngờ nhưng cô không dám tin vào sự thật trên đời này thật sự có những chuyện kỳ diệu như thế xảy ra trước giờ trái đất tuy tròn nhưng rất rộng lớn xác suất để gặp lại một người giữa biển người mênh mông gần như là không phần trăm vậy mà chị cô lại có thể gặp lại người chị cô không hẹn liệu có phải là duyên của hai người không linh nói với liên chị hai chị có thấy duyên phận của hai người rất kỳ lạ không ạ đã lướt qua nhau một lần rồi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nhưng lại có lần gặp lại này chị hai có nghĩ đây chính là một thông điệp nào đó dành cho chị và thầy ấy không liên hiểu những gì em mình nói cô không cần suy nghĩ đã lắc đầu mỉm cười trả lời em không đâu, là thông điệp gì chứ? Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Với lại bọn chị không thể nào đâu. Làm bạn vẫn hơn, chứ đừng nên có những suy nghĩ quá phận nào khác. Đây là liền biết trước được cô và Việt không nên, cô và anh dụ hiện tại có đang độc thân đi chăng nữa, có thể tự do đến với nhau đi chăng nữa thì cô thấy mình không xứng với anh. Và cho dù cô có dũng cảm hơn, tự tin đến với anh thì hai người cũng không cách nào vượt qua được những định kiến của xã hội và những lời dị nghị rẻ bỉu Khi mà vợ của Việt mới mất 3 năm, còn Liên vừa ly hôn chồng chưa bao lâu. Hơn nữa, Việt là giảng viên. Còn Liên là sinh viên của anh. Giữa hai người có xảy ra những chuyện tình cảm thì chắc chắn cũng phải đón nhận những lời đồn thổi khó nghe. Linh nghe chị mình nói vậy. Cô ấy biết là chị mình đã có chút tình cảm nào đó với người giảng viên kia. Nhưng chị vẫn còn ngại nhiều vấn đề lắm. Chị chưa đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau cuộc hôn nhân sai lầm của mình nếu lần này chị gặp được người thật sự yêu thương và trân trọng chị thì linh sẽ rất vui chỉ là linh chưa thể khẳng định được việt là người tốt hay người xấu chị hai của linh cũng đã lỡ một lần đò lần này chị nên thận trọng chứ không lại đi vào vết xe đổ là đau khổ gấp nhiều lần lần trước nên linh không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa linh nói dạ em không biết rõ được tình trạng của chị hai hiện tại như thế nào nhưng em muốn nói rằng chị xứng đáng được hạnh phúc em mong chị sẽ có được hạnh phúc thật sự sau này bao giờ có cơ hội chị mở lòng thêm một lần nữa để được thực sự hạnh phúc trọn vẹn chị biết rồi chị cảm ơn em một khoảng thời gian nữa lại trôi qua mới đó mà liên đã học hết năm nhất vậy là khoảng thời gian học tập của cô đang được rút ngắn lại liên chỉ còn hai năm nữa là học xong chương trình học tập tuy nhiên nếu cô cố gắng học vượt chương trình có khi một năm rưỡi nữa là xong hiện tại liên đã theo kịp được với các bạn trong lớp có khi cô còn xuất sắc hơn cả bọn họ khi mà cô nắm vững kiến thức cơ bản có thể vận dụng được tất cả các kiến thức chuyên sâu bây giờ liên mới biết tuổi tác là một vấn đề không hề quan trọng trong việc học tập nếu cô chủ động trong việc tìm tòi học hỏi thì đầu óc cô vẫn có thể nhanh nhạy như những bạn trẻ chứ không khác họ là bao trước đây liên đã từng quan ngại vấn đề này bao nhiêu thì bây giờ cô lại xem nhẹ nó bấy nhiêu Liên học xong năm nhất cũng đồng nghĩa với việc cô đã quen biết và làm bạn với Việt được hơn một năm rồi. Một năm này, mối quan hệ của hai người rất tốt. Họ vẫn là những người thân, người bạn tri kỷ của nhau. Cùng nhau đi ăn cơm, thì thoảng sẽ cùng nhau đi dạo một vòng Sài Gòn vào buổi tối cho khuây khỏa tâm trạng, giải tỏa những áp lực. Quốc An bây giờ đã hơn 3 tuổi rồi. Ngay từ lần đầu gặp Liên, thằng bé đã rất thích cô. Cho đến bây giờ, sau chuỗi ngày dài tiếp xúc với cô, thằng bé lại càng thích hơn. Có đôi lúc, hai người giống như hai mẹ con vậy. Nhân duyên của bọn họ, tuy chỉ đơn giản là một người chưa có con, còn một người thì mẹ mất sớm, nên rất muốn có mẹ. Nhưng nó chân thành và ấm áp như hai mẹ con thật sự của nhau. Hôm nay vẫn như mọi lần, hai ba con của Việt cùng Liên vừa đi ăn tối về. Anh chở cô về tới chỗ trọ của cô như bình thường. Nhưng khi đi tới đầu ngõ, tự nhiên Linh nhìn thấy bóng hình của một người mà đã từ lâu rồi cô chưa từng thấy bốn năm năm trời không gặp như vậy mà liên khi ở từ khoảng cách khá xa đã nhận ra thật kỳ lạ sao anh ta lại biết tôi ở đây còn tìm đến tận nơi thế này trong vô thức liên đã bật ra một câu như vậy cô rất bất ngờ vì sự xuất hiện của sơn tại chỗ trọ của mình liên từng cho rằng anh ta đã từ bỏ ý định gặp lại cô sau lần bị cô từ chối gặp mặt qua tin nhắn kia rồi anh ta là người quen của cô sao tuy là câu nói của liên rất nhỏ nhưng việt nghe được những gì cô nói anh đã nhìn theo hướng mắt của liên đang nhìn và anh thấy một người đàn ông việt đã không nhịn được sự tò mò của mình anh hỏi liên một câu như thế liên nghe việt hỏi cô trả lời đó là một người bạn cũ đã lâu tôi không liên lạc khoảng thời gian trước anh ta có liên hệ lại muốn gặp lại tôi nhưng tôi đã từ chối vậy mà không biết tại sao hôm nay anh ta có thể tìm đến tận chỗ ở của tôi nữa việt nghe vậy anh hiểu được rằng đây là một người đã từng rất thân thiết với Liên, nhưng nay cô không muốn gặp lại anh ta nữa. Chỉ là việc không tiện hỏi nhiều thêm nữa, vì anh đã nghe ra được sự khó xử của cô qua các câu từ khá mâu thuẫn cô nói. Anh tinh tế hỏi cô, "Vậy cô có cần tôi chở cô đi đâu đó tránh mặt anh ta không, hay cô vẫn muốn về phòng trọ ngay bây giờ?" Liên nghe Việt hỏi, cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cô trả lời anh, "Không cần phải đưa tôi đi đâu đâu, anh cứ dừng xe ở đây." để tôi về là được. Anh đưa Quốc An về nhà trước cho thằng bé ngủ đi. Chúng ta đi chơi cũng lâu, thằng bé cũng đã mệt rồi đấy. Liên không biết là Sơn tìm đến tận chỗ ở của cô với mục đích gì. Đáng lý ra, Liên sẽ tránh mặt đi để không phải chạm mặt anh ta. Nhưng cô suy nghĩ lại và nhận thấy rằng mình không làm gì sai với anh ta, không cần phải trốn tránh. Còn nếu vì cô không muốn gặp anh ta thì cô nên trực tiếp giải quyết một lần cho xong. Chứ cô cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách hôm nay hãy xem như là một cơ hội cô sẽ giáp mặt với anh ta một lần xem xem anh ta có gì muốn nói sau đó hai người sẽ giải quyết mọi chuyện một lần cho xong việt luôn tôn trọng liên cô nói vậy là anh gật đầu anh không có ý kiến gì nữa anh lái xe nhích thêm một chút đến gần chỗ ở của liên rồi để cho cô xuống đó còn hai ba con anh quay đầu xe chuẩn bị đi về cô về nhé quốc an chào tạm biệt con lúc việt đã quay đầu xe và chuẩn bị đi về liên mới xuống xe và chào tạm biệt quốc an như thế sở dĩ liên chưa vội xuống xe khi đó là vì cô muốn tận mắt thấy việt quay đầu xe lại một cách thuận lợi rồi cô mới an tâm đi về liên vừa đi được một đoạn rất ngắn sơn đã nhận ra cô ở một khoảng cách khá xa bằng ánh đèn đường anh ta nhìn thấy cô rồi không nói không rằng chạy lại ôm gỉ chặt lấy cô hành động này của sơn quá nhanh quá bất ngờ khiến liên không lường trước được cô không kịp chuẩn bị tâm lý bất ngờ cộng thêm với giật mình nên liên theo phản xạ tự nhiên đã xô sơn ra. Sơn bị liên xô ra, ngã xuống đất. Anh ta vừa ngại vừa không cam tâm liền đứng phát dậy ôm ghi lấy liên một lần nữa. Lần này liên không đẩy anh ta ra được nữa. Cô càng đẩy, anh ta càng ôm chặt. Khiến liên không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể đấm vào lưng anh ta và nói lớn. Sơn làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Sơn không những không thả ra mà còn ghi lấy liên chặt hơn anh ta ghi chặt như muốn dùng hết lực kìm chết Liên trong vòng tay cứng rắn của mình. Nghe Liên cứ luôn miệng nói thả ra, anh ta trả lời. Để Sơn ôm Liên một lúc đi. Sơn rất nhớ Liên, lâu như vậy rồi. Sơn rất nhớ Liên, rất nhớ Liên. Liên nghe Sơn nói mấy lời đó, cô không một chút cảm động. Ngược lại còn thấy ghê tởm, như Sơn là một tên biến thái đang có những hành vi biến thái với cô, chứ không phải người trước đây cô từng yêu sâu nặng. Và rồi cảnh này đã bị Việt nhìn thấy. Việt cảm thấy không an tâm khi Liên đi một mình như vậy nên anh quay đầu xe. Anh đã không đi mà lái xe rất chậm. Anh vừa lái xe vừa quan sát gương chiếu hậu vì muốn xem xem Liên có ổn không. Và khi Việt nhìn thấy Liên bị Sơn tấn công như vậy thì anh rất sốt ruột. Mặc kệ tất cả, anh đạp mạnh chân ga và cho xe mình lùi về sau với tốc độ rất nhanh. Anh lùi xe một đoạn là đến chỗ Liên cùng Sơn đang đứng. Anh vội bước xuống xe nhưng không quên dặn con mình an ngoan ở trên xe đợi ba một lúc nhé. Ba xuống xem cô Liên có đang ổn không. Quốc An còn nhỏ, nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Thằng bé nhận ra tình hình hiện giờ nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với ba mình là mình sẽ ở yên trên xe chứ không dám nói hay hỏi bất cứ điều gì cả. Việt xuống xe, đóng cửa xe lại rồi anh đến bên cạnh Liên tách sơn ra khỏi Liên rồi kéo cô về phía của mình. Anh nắm tay cô với ngụ ý rằng anh sẽ bảo vệ không để người đàn ông kia tổn hại đến cô. Anh gần giọng với Sơn. Cô ấy bảo thả ra mà anh điếc à. liền đã bị Sơn ghi chặt một khoảng thời gian nên cô đã có phần sợ hãi. Đến khi được Việt giải cứu, cô rất mừng. Cô liền lúc sau lưng người anh. Tay của mình đã chủ động ôm lấy cánh tay anh. Cô tin anh sẽ bảo vệ cô. Sơn không biết là tự nhiên ở đâu xuất hiện một người đến phá đám chuyện tốt của anh ta nên rất tức giận. Anh ta giơ tay lên định đấm Việt. Chỉ là nắm đấm của Sơn đã bị Việt chụp lấy bằng một tay sau đó anh còn dừng sức mạnh bóp chặt tay của sơn khiến anh ta đau điếng định đánh người mà không thành đã đành lại còn bị người ta quay chụp lại vừa đau vừa quê nên sơn vội rút tay về sau đó chỉ ngón tay của mình vào mặt của việt anh ta làm ra vẻ rất hung dữ mày là ai mày là đứa nào có biết tao là gì của cô ấy không mà mày cản tao nghe đến đây việt thấy nực cười không biết tại sao trên đời này lại có một người ngu dốt không chịu nói lý lẽ như sơn nên việt không cần câu nệ không cần phải lịch sự với sơn như những người bình thường mà anh tiếp xúc anh nói thẳng với sơn tôi là người yêu của cô ấy còn anh anh nên hỏi mình câu hỏi đó thì đúng hơn anh là gì của cô ấy mà anh lại tấn công cô ấy hay để tôi trả lời cho anh anh là tên hung tợn biến thái là người cô ấy không muốn gặp việt nói như vậy làm sơn cứng họng không nghĩ ra được câu nào để phản kháng lại được anh ta nhục nhã chuyển hướng nhìn sang liên với hy vọng cô sẽ nói gì đó cứu vớt lại một chút danh dự cho mình nhưng đáp lại sự kỳ vọng của anh ta là liên nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét sợ sệt cô còn nói đúng vậy anh ấy là người yêu của tôi còn sơn sơn mới là kẻ không nên xuất hiện ở đây tôi đã nói là không bao giờ muốn gặp lại sơn nữa rồi sao sơn lại tìm đến tận chỗ ở của tôi và làm ra chuyện đáng sợ vừa rồi vậy hiện tại liên đã lấy lại được bình tĩnh hơn một chút tuy nhiên cô vẫn chưa dám đối diện với sơn cô vẫn còn trốn ở đằng sau lưng của Việt. Và Liên nhìn Sơn bằng ánh mắt kiên định. Cô nói rõ cho anh ta biết. Tôi đã từng nói, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa mà. Tôi thực sự không muốn gặp lại Sơn. Chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Nhưng sao Sơn cứ muốn gặp lại tôi để làm gì vậy? Hôm nay còn hành động thế kia, khiến tôi thấy sợ hãi Sơn lắm đấy. Sơn cũng không biết là tại sao hôm nay tự nhiên mình lại có những hành động kỳ quặc với Liên như vậy. Nhưng giây phút Sơn vừa thấy Liên là anh ta không kiểm soát được bản thân chỉ có một ý muốn lại gần ôm lấy liên để cô thuộc về anh ta như mấy năm về trước sơn trả lời liên anh ta mong cô hiểu cho mình tại tôi thấy nhớ liên tôi thấy nhớ liên quá nên mới làm như vậy sơn chưa nói hết thì liên cắt ngang lời anh ta cô nói không sơn đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi tôi không muốn nghe chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi thời gian qua tôi không rõ cuộc sống của sơn như thế nào nhưng tôi cũng đã có chồng đã từng có gia đình của mình cũng đã từng ly hôn nhưng trong suốt khoảng thời gian dài đó tôi chưa một lần nào hối hận vì đã chia tay sơn càng không có ý định muốn liên lạc hay quay lại với sơn nên tôi mong sơn đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa đặc biệt là những hành động của sơn hôm nay chỉ khiến tôi cảm thấy đáng sợ và kinh tởm sơn chứ không hề động lòng đây chính là sự thật là những lời mà liên muốn nói cho sơn được rõ ngày đó dù cô đã từng độc thân rất nhiều năm rất cô đơn hay thậm chí là khi cô kết hôn với khởi trải qua một cuộc hôn nhân sai lầm nhưng liên chưa bao giờ có suy nghĩ muốn kết nối lại với sơn sơn chỉ có thể là một đoạn ký ức của cô chứ không bao giờ được làm người mà cô yêu thương thêm một lần nào nữa sơn nghe liên nói bà cảm thấy đau đớn những lời cô nói bây giờ quá tuyệt tình rất khó nghe còn khó nghe hơn lúc cô từ chối anh ở tin nhắn nữa liên đã thật sự hết tình cảm với anh ta từ lúc hai người vừa chia tay rồi sao Sơn tự hỏi bản thân và cảm thấy không cam tâm, không chấp nhận được sự thật, anh ta điên cuồng hỏi Liên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại từ chối Sơn? Vì thằng này đúng không? Vì nó mà Liên từ chối tôi đúng không? Sơn vừa nói to tiếng vừa chỉ tay vào mặt Việt rất thô lỗ. Anh ta bây giờ như một kẻ kém văn hóa, làm Liên hoài nghi rằng 4 năm mà anh ta nói mình ở Sài Gòn học đại học là anh ta có học hành đàng hoàng hay không. Nếu có Sao nhân cách lại suy thoái như hiện tại, đi ngược lại với sự phát triển của loài người, gọi việc là thằng này thằng kia, trong khi không biết một chút gì về anh như vậy, làm liên thấy không thoải mái, cô nói cho anh ta được rõ. "Sơn, tôi cấm Sơn chỉ tay vào người này, càng không cho phép Sơn gọi anh ấy là thằng này thằng kia một cách vô hỏng như vậy." Sơn nghĩ, mình lớn tuổi hơn ai mà được quyền chỉ trỏ vào người khác và gọi người ta là thằng như vậy? Sơn được dạy dỗ và ăn học đàng hoàng, Chứ có phải một người thất học không được dạy dỗ đâu. Hãy thể hiện làm sao để người ta thấy được mình là một người có văn hóa. Chứ không phải là kẻ chuyên giải quyết vấn đề bằng nắm đấm và những câu từ thô tục của bản thân. Sơn có làm những hành động thiếu chừng mực với Liên khiến cô sợ hãi và kinh tởm thế nào cô cũng không để ý có thể bỏ qua cho anh ta. Nhưng khi anh ta nói năng xúc phạm đụng chạm tới việc như thế này lòng cô thấy rất khó chịu không thể bỏ qua cho anh ta. Liên của hiện tại đã quên đi cảm giác sợ sệt khi bị Việt ghì chặt mình, mà bây giờ cô chỉ thấy tức giận cho Việt, liền nhấn mạnh với Sơn, tôi nhắc lại một lần nữa cho Sơn được rõ, chuyện của chúng ta đã chấm dứt thật sự từ rất lâu rồi và tôi không bao giờ muốn gặp lại Sơn, nên Sơn đừng như thế này nữa, như thế này là Sơn đang làm phiền và quấy rối tôi đấy. Tôi không muốn nói lời tổn thương Sơn, nhưng mọi chuyện Sơn nữa làm ngày hôm nay đang ép buộc tôi phải nói như vậy. Hiện tại và sau này, tôi không còn gì để nói với Sơn và cũng không muốn gặp lại sơn thêm bất cứ lần nào nữa nên mong sơn đừng có suy nghĩ và hành động khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nói với sơn như vậy xong liền nắm tay việt cô kéo anh đi về hướng chiếc xe hơi của anh đang đậu đi chúng ta đi thôi vậy là việt cùng liên vào trong xe cô không đi về hướng nhà trọ của mình nữa bỏ lại sơn còn đứng ở nguyên vị trí nhìn theo hai người liền vào lại trong xe rồi nhìn thấy quốc an đang đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô Tuy cô không biết vừa rồi thằng bé có nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia không, nhưng cô ôm lấy Quốc An, cô nói với thằng bé. Không sao, cô Liên đây, con đừng có nhớ những chuyện vừa rồi nhé. Quốc An không trả lời lại Liên, nhưng thằng bé gợt đầu rồi rụi đầu vào lòng cô, tận hưởng vòng tay ấm áp như người mẹ của cô. Viện nhìn thấy cảnh tượng này, anh không hỏi ý kiến của Liên, xem cô muốn đi dạo hay về nhà trọ mà anh nổ máy của mình. Khi chiếc xe lăn bánh chuyển động, anh mới nói để tôi chở cô đi dạo một chút cho khuây khỏa liên không trả lời nhưng có gật đầu đồng ý với việt với tâm trạng hiện tại cô cũng không muốn về nhà trọ cô không biết sơn đã đi chưa nữa làm cô vô thức nghĩ tới anh ta chuyện của ngày hôm nay khiến liên không còn chút thiện cảm nào với anh ta nữa ngày đó rõ ràng là sơn sai anh ta không tôn trọng mối quan hệ của hai người lừa lọc cô đủ chuyện vừa yêu cô vừa yêu thêm vài người nữa ở trong sài gòn trong khi liên đang mải mơ mộng về ngày sơn trở về nhà hai người cùng nắm tay nhau tiến về nơi người ta gọi là khán đài lễ cưới thì sơn lại không hề nghĩ gì đến tương lai của hai người mãi vô tư hồn nhiên với những cuộc vui của mình nhưng chuyện mà liên mãi mãi không quên được là sơn đi giới thiệu với cô gái kia cô là em họ của anh ta điều này chỉ để thấy trong lòng anh ta cô không quan trọng bằng cô gái kia anh ta thà làm tổn thương cô chứ không muốn để cô gái kia biết được sự thật đây chính là lý do làm liên bỏ về ngay lập tức sau đó thì đi đến quyết định nói ra lời chia tay ngày đó liên dành tình cảm cho sơn rất nhiều nhưng chính anh ta là người tự tay hủy hoại đi điều đó chứ không phải liên là người tuyệt tình dứt khoát đó là một người tôi đã từng yêu là mối tình đầu của tôi khi việt đã chở liên đi được một đoạn đường khá xa liên nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy nặng lòng cô nhìn quốc an đã ngủ trong vòng tay của mình rồi cô mới chủ động nói chuyện về Sơn cho Việt nghe. Không hiểu sao, ngày lúc này cô rất muốn tâm sự với anh. Cô muốn nghe anh nói, muốn anh khuyên cô hoặc là an ủi tâm trạng nặng nề của cô. Việt nghe Liên nói, anh tình ý nhận ra chuyện gì đó. Anh hỏi cô, anh ta từng tổn thương cô nhiều lắm nên cô mới không muốn gặp lại anh ta phải không? Liên suy nghĩ một chút rồi cô mỉm cười trả lời anh. Tôi cũng không rõ là mình có bị tổn thương nhiều không chỉ biết là sau khi chia tay thì tôi không bao giờ muốn gặp lại người đó. Tôi đã từng nói sau khi chia tay sẽ làm bạn, nhưng tôi không làm được như những lời đã nói. Tôi không làm bạn với anh ta được. Ngày đó chúng tôi đã từng yêu nhau hơn 5 năm, nhưng hết 4 năm là khoảng thời gian yêu xa rồi. Liên bắt đầu hồi tưởng và kể lại mọi chuyện có liên quan đến cuộc tình của cô và Sơn cho Việt nghe. Sau khi kể hết ra rồi, gánh nặng như được chút hết, cảm thấy nhẹ lòng rồi. Liên mới nói, sau khi chia tay, tôi đã dành 3 năm để tự chữa lành vết thương cho mình rồi mới đến với chồng cũ của mình. Tôi không yêu và đặt niềm tin ở chồng cũ nhiều như ở người đó. Nhưng tôi thật lòng muốn cùng chồng cũ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ban ngày, chúng tôi sẽ cùng nhau đi làm. Khi đêm về, sẽ cùng nhau dạy dỗ các con. Đó chính là cuộc sống mà tôi mong mỏi sau lần tôi yêu đương thất bại. Có điều là một lần nữa, mọi chuyện không như ý tôi mong muốn. Ngay trong đêm tân hôn, tôi và chồng cũ xảy ra vấn đề chúng tôi bằng mặt không bằng lòng gắng gượng sống với nhau được nửa năm thì đi đến quyết định ly hôn giải thoát cho bản thân tự nhiên nhắc lại mọi chuyện làm liên tự nhận thấy rằng mình cũng lận đận quá chỉ có một mưu cầu về một tình yêu đơn giản và chân thành sao khó với cô trong khi nhiều người ngoài kia ai ai cũng hạnh phúc chỉ mình cô hết gặp phải chuyện xui rủi này rồi đến chuyện không may kia khiến cô chạnh lòng hôm nay phải nói những lời tuyệt tình đó với sơn cô không biết anh ta cảm thấy thế nào nhưng lòng cô cũng không phải dễ chịu chỉ là bây giờ có thể tâm sự chuyện này được với việt khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn không còn cảm giác đau lòng như ngày đó nữa việt vừa lái xe vừa nghe liên tâm sự tất cả mọi chuyện bây giờ thì anh đã biết được lý do tại sao cô đi học quá muộn như vậy cũng biết được là trong quá khứ cô đã cực khổ và tổn thương ra sao hiện tại anh thực sự rất khâm phục cô vì cô có thể đứng dậy được sau những chuyện đó đúng thật là ai cũng có những câu chuyện của riêng mình chứ không phải không có và câu chuyện của ai cũng là cả một vấn đề lớn chứ không ai là tầm thường việt không biết phải nói với liên như thế nào để xoa dịu cô anh chỉ có thể nói với cô như thế này mọi chuyện đều đã qua cả rồi cô đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa mà hãy quên hết đi để bắt đầu cuộc sống mới bây giờ bắt đầu lại từ đầu vẫn là kịp lúc liên bây giờ mới nhớ đến một chuyện cô nói tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa đâu tôi chỉ thấy biết ơn anh thôi à phải rồi vì bảo vệ tôi mà một lần nữa anh phải thừa nhận rằng chúng ta là người yêu của nhau việt đã không còn nhớ đến chuyện này nữa chỉ khi liên nhắc lại thế này anh mới nhớ mà thôi lúc đó nói ra câu đó với việt như là một loại bản năng chứ không đơn thuần đó chỉ là mấy lời nói ra để bảo vệ liên trước sơn nữa Việt không hiểu sao khi anh nhìn thấy Liên giãy ruộng trong vòng tay của người đàn ông đó. Anh đã rất khó chịu. Chỉ muốn đi về phía cô để giải thoát cho cô khỏi cái ôm của người đàn ông kia. Chứ anh không có cách nào mà kệ cô được. Và nếu hôm nay, nếu Liên rung động lại một lần nữa, cô ngã vào vòng tay của Sơn luôn, thì Việt không biết được là mình sẽ có suy nghĩ gì. Anh nói những suy nghĩ của mình với cô. Tôi không biết tại sao vừa rồi tôi lại một lần nữa nói ra những lời đó. Hình như với tôi bây giờ nói ra những lời đó không chỉ đơn thuần là để bảo vệ cô mà còn vì một chuyện khác nữa thì phải liên nghe việt nói vậy cô có hơi ngạc nhiên cô không dám khẳng định chuyện anh đang muốn nói đến là chuyện gì có phải là chuyện mà cô đang nghĩ đến không liên hỏi anh anh còn có chuyện gì nữa sao việt nghe liên hỏi anh không trả lời cô mà hỏi cô một câu hỏi không liên quan đến chủ đề hai người đang nói chúng ta đã quen biết nhau hơn một năm rồi có phải không liên vẫn chưa hiểu ý việt sắp nói ở đây là gì nhưng cô gật đầu vì đúng thật là hai người đã quen biết nhau hơn một năm nhìn thấy liên gật đầu việt như có thêm động lực để nói ra những điều anh sắp nói anh không rõ là tại sao lại có những cảm xúc mãnh liệt như bây giờ và anh quyết định nói thẳng vấn đề chứ không vòng vo hơn một năm qua sau những lần gặp gỡ và tiếp xúc tôi không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào tôi đã có một thứ tình cảm với cô mà tôi không biết gọi tên nó là gì Tôi cứ luôn mù mờ, không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô. Cho tới tận hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông đó tấn công cô, tôi mới biết là mình thích cô. Việc của hiện tại đã ngoài 30 tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương của anh gần như bằng không. Thật sự là từ trước đến bây giờ, anh chưa một lần được trải qua chuyện yêu đương. Từ thời còn đi học, cho đến khi anh đã hoàn thành xong chương trình đại học, học cao học rồi trở thành giảng viên anh chưa từng có cảm giác yêu thích hay rung động với bất kỳ người phụ nữ nào dù cho anh đã từng có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ nhưng với những người cùng giới thì anh lại càng không có cảm xúc nên không ai dám xác định xu hướng giới tính của anh đó chính là lý do mà gia đình anh phải sắp xếp để anh đến với người vợ đã mất của mình việt là con trai lớn trong nhà nhưng vì anh quá lãnh cảm với chuyện tình cảm của mình không lo lắng gì đến chuyện vợ con nên cả nhà ai cũng đâm ra lo lắng và mai mối cho anh như thời xưa chuyện càng khó hiểu hơn khi việt không hề có cảm giác bài xích người vợ quá cố của mình anh lấy cô ấy tuy không vì tình cảm nhưng họ đã từng có thời gian sống hạnh phúc với nhau cho tới khi có sự cố đáng tiếc kia sau khi vợ mất việt có suy nghĩ rằng vợ mình mất rồi bản thân anh lại không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào với ai nên anh sẽ tiếp tục sống lãnh đạm không tình cảm yêu đương gì như thời trước khi vợ anh xuất hiện cứ như vậy mà gà trống nuôi con cho đến già thì bỗng một ngày có một người phụ nữ mang tên lên xuất hiện mang đến cho anh một làn gió mới mẻ khiến anh có cảm xúc đặc biệt với cô mặc dù cô chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người anh đã từng gặp nhưng mỗi lần cô xuất hiện cô luôn mang cho anh một cảm giác rung động khiến anh không biết phải làm sao còn nhớ ngày đó ở phú quốc là cô chủ động mời anh đi ăn cơm trước nên anh đã không để ý gì đến cô cũng không xin phương thức liên lạc với cô vì sợ cô là loại người toan tính tiếp cận anh có mục đích gì đó bẵng đi mấy tháng khi Việt đã dần quên mất bữa ăn hôm đó thì liên lại xuất hiện một lần nữa trước mặt anh vào một ngày anh không ngờ tới ở một thời điểm anh càng không thể ngờ hơn đây có được xem là duyên phận của hai người sau lần gặp lại này cả hai trở nên cởi mở hơn với nhau còn sẵn sàng kể cho nhau nghe những câu chuyện những vết thương trong quá khứ những thứ tưởng chừng đâu là bình thường chỉ đơn thuần là bạn bè thì chia sẻ cho nhau nghe vậy mà có ngày những thứ bình thường đó lại trở thành một hạt giống, bén dễ rồi phát triển thành một cái cây tình cảm Việt không biết là hiện tại mình có đang làm sai gì với người vợ đã mất của mình hay không anh càng không biết anh có làm gì sai với Liên khi bây giờ lại thổ lộ tình cảm với cô như vậy nhưng anh muốn được thử một lần muốn một lần được sống với cảm xúc mà ba mươi mấy năm nay anh chưa từng có sau khi Việt Can Đảm nói ra ba từ, "Tôi thích cô", anh suy nghĩ một chút rồi dùng hết dũng khí nói tiếp. Tôi nhìn thấy anh ta ôm chặt lấy cô qua gương chiếu hậu, cũng thấy được cô đang cố gắng vùng vẫy khỏi anh ta. Tôi đã không suy nghĩ được gì, chỉ biết mình phải quay lại với cô. Tôi đã đạp ga thần mạnh cho chiếc xe lùi về phía cô một cách nhanh nhất, để bảo vệ cô và cũng để bảo vệ cảm xúc của bản thân mình. Cảm xúc của tôi lúc đó rất mãnh liệt, tôi cảm thấy rất khó chịu khi cô bị gỉ chặt trong vòng tay của người đàn ông khác việt nói tới đây liên liền hiểu là anh định nói tiếp chuyện gì nữa cô muốn ngăn anh không cho anh nói những lời khả năng khiến cô rung động chỉ là cô không biết bây giờ mình nên ngăn anh như thế nào thôi trong khi trước đây liên không phải người kiệm lời vậy mà bây giờ miệng cô chỉ có thể ú ớ mấy tiếng chứ không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh tôi 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 việt nhìn thái độ của liên như vậy anh không biết phải làm sao. Anh muốn cô trả lời gì đó với mình nhưng lại sợ cô từ chối mình nên anh nói, "Tôi biết tự nhiên mình nhắc đến chuyện này là quá đường đột, nhưng mà em có thể từ từ suy nghĩ về những gì tôi đã nói và cho tôi một cơ hội để tôi có thể chữa lành những vết thương của em trong quá khứ được không?" Mặc dù tôi biết là trong quá khứ em đã gặp phải rất nhiều chuyện bất hạnh khiến em không muốn mở lòng, tin tưởng thêm bất cứ một ai, nhưng tôi hy vọng mình sẽ trở thành một ngoại lệ của em thật ra thì không hề có sự đường đột nào ở đây việt đã có tình cảm với liên từ lâu lắm rồi nhưng phải đến hôm nay khi gặp chuyện này anh mới hiểu rõ lòng mình tình cảm của mình và anh thổ lộ nhưng dù cho với việt là như vậy còn với liên thì khác cô chưa có sự chuẩn bị cô không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nhận được một lời tỏ tình từ một người xuất sắc như việt vì cô luôn có một suy nghĩ mình không xứng đáng với anh hai người có quá nhiều rào cản nếu muốn phát triển từ tình bạn thành yêu anh với cô có thể làm bạn được với nhau là đã tốt lắm rồi liên sau một hồi ấp úng vẫn chưa biết phải nói gì trong trường hợp này nên cô luôn giữ im lặng và sau một hồi bình tĩnh lại liên mới nói chuyện này với tôi quá bất ngờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả nên tôi không biết phải trả lời anh như thế nào cho phải anh hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ thêm rồi tôi sẽ trả lời có được không Liên thật sự cần thời gian để suy nghĩ, cô muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định là sẽ chấp nhận hay từ chối việc. Cô không muốn mình lại có những quyết định khiến bản thân sau này hối hận. Chỉ cần Liên không từ chối ngay là Việt thấy vui rồi, anh bằng lòng đợi cô, đợi cho đến khi cô suy nghĩ thông suốt. Anh đồng ý với cô ngay lập tức, được mà, em cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội. Liên gật đầu, thật ra thì ngay lúc này, trong lòng Liên đã có đáp án của mình. Chỉ là sau khi bản thân đã trải qua nhiều chuyện bất hạnh rồi, cô của hôm nay làm việc gì cũng muốn thận trọng hơn, muốn suy nghĩ kỹ càng hơn một chút. Hiện tại, Liên không muốn mình phạm phải bất cứ sai lầm nào trong chuyện tình cảm nữa, bởi vì bây giờ cô đã 27 tuổi, sắp sang ngưỡng 30 tuổi cả rồi. Ở độ tuổi này, khi mà rất nhiều phụ nữ đã có được một gia đình viên mãn của riêng mình, thì Liên vẫn còn lận đận, đến một người có thể bầu bạn bên cô lúc cô cần cũng không có. Liên có tình cảm vượt mức tình bạn với Việt. Cô không phủ nhận điều này. Cô thích anh vì anh tài giỏi, anh luôn giúp đỡ cô, còn thích anh vì anh có một đứa con trai rất đáng yêu. Và hơn tất cả, cô biết mình rung động với anh rồi. Chỉ là những thứ này không là gì so với cảm giác rè chừng anh. Liền lo sợ anh rất giỏi, mình không xứng đáng với anh. Cô không thể vì anh luôn giúp đỡ cô mà yêu anh được. Còn việc anh có một đứa con trai, cô rất yêu thương thằng bé, Thằng bé cũng rất thích cô nhưng Liên sợ mình mãi mãi không thể thay thế được mẹ của thằng bé. Và vẫn còn một vấn đề nữa là cô đã từng có một đời chồng là người phụ nữ đã từng lỡ một lần đò. Việc chấp nhận cô nhưng gia đình anh liệu có chấp nhận một người như cô không? Liên không dám nói trước. Ở độ tuổi này Liên vẫn mong mình có thể gặp được một tình yêu một chỗ dựa để cô tựa vào mỗi khi cô khao khát nhưng cũng vì đã ở độ tuổi này rồi liên không còn đủ sức mạnh và bản lĩnh để đối mặt với một tình yêu đầy trắc trở ngang trái cô càng không có đủ niềm tin để cùng người yêu mình vượt qua mọi khó khăn thử thách mà thứ liên cần là sự bình yên cô cần một cuộc sống bình thản êm dịu trôi qua mỗi ngày nên chuyện này hay bất cứ chuyện nào liên cần phải suy nghĩ cho thật kỹ và cô cũng cần thời gian để xem lại tình cảm của mình dành cho việt có đủ lớn hay không sau đó là một khoảng thời gian lắng đọng có phần cứng nhắc hơn so với lúc đầu. Bởi vì đã nói ra những lời bày tỏ tình cảm với nhau, làm chủ đề của câu chuyện đi vào bế tắc, nên bây giờ cả hai không biết phải nói gì nữa. Việc chuyển hướng nhìn sang đồng hồ của mình để tránh sự ngượng ngùng khó xử cho cả hai. Tuy như vậy, nhưng anh nhìn thấy kim đồng hồ của mình đang chỉ đến con số 11. Đã hơn 11 giờ đêm, anh hỏi Liên. Bây giờ em đã muốn về chưa? Tôi sẽ đưa em về. Còn nếu em chưa muốn Tôi sẽ chờ em đi đến một vài nơi nhé. Sài Gòn về đêm thật đẹp, càng đẹp hơn khi có người mình thích ở bên cạnh với mình. Sau khi đã trải qua một chuyện tồi tệ với Sơn, khiến Liên cảm thấy không thoải mái, nhưng nhận lại được lời bày tỏ tình cảm của Việt khiến cô sao xuyến. Tâm trạng hiện giờ của Liên rất phức tạp, khó nói, nên cô chưa muốn về nhà ngay. Cô muốn đi dạo thêm một lúc nữa. Cô trả lời Việt, vậy anh đưa tôi đi dạo thêm một chút nhé, tôi chưa muốn về nhà ngay việt đồng ý với liên anh sẽ đưa cô đi dạo chứ không chở cô về nhà chỉ là trước khi đi dạo anh có dừng xe anh chỉnh lại cái ghế của quốc an đang nằm để thằng bé có một chỗ nằm thoải mái trước quốc an đã ngủ say từ lâu rồi sau khi đã xong xuôi tất cả việt trở về vị trí lái xe chiếc xe tiếp tục lăn bánh anh đưa liên đi dạo thêm một vòng việt là người sài gòn mọi ngóc ngách ở đây anh rất rõ anh đã trở liên đến những nơi mà suốt một năm sinh sống ở đây cô chưa một lần được đặt chân tới sài gòn ngoài những nơi đông đúc phồn hoa thì vẫn có nhiều nơi tĩnh mịch bình yên mà liên chưa một lần được đặt chân tới cô còn không biết là giữa lòng sài gòn còn có một nơi như vậy nhờ có hôm nay mà cô biết thêm được cảnh đẹp ở nơi đây ở đó đến tận khuya việc mới đưa liên về chỗ ở của cô khi tận mắt nhìn cô đã đi vào bên trong rồi Việt mới yên tâm lái xe rời đi mà không biết rằng Liên đã ở một nơi góc khuất nhìn chiếc xe của Việt từ từ rời khỏi mà hành động này của Liên đã bị cô em vô tình nhìn thấy em gái cô nhỏ tuổi hơn cô nhưng hiểu được tâm trạng của cô Linh hỏi Liên chị thấy anh ta là người thật sự tốt chứ Liên về nhà khi trời đã rất khuya cứ nghĩ các em đã ngủ rồi nhưng thành lình bị Linh bắt gặp hành động kỳ quặc của mình như vậy thì tự nhiên trột dạ Cô chối. Người tốt hay không thì có liên quan gì đến chị đâu chứ, chị không biết, bọn chị chỉ là bạn bè thôi." Linh thấy vậy thì nói thẳng, cô ấy muốn một lần tâm sự nghiêm túc với chị mình. Em nhìn ra, chị rung động rồi. Ban đầu, Liên Định phủ nhận tất cả mối quan hệ cũng như tình cảm của bản thân dành cho Việt, chỉ để cho tất cả mọi người đều tin cô và anh chỉ là bạn bè, nhưng khi cô bị em gái mình nhìn trúng, Liên đã thay đổi suy nghĩ quyết định nói thật chị không dám chắc nữa đã hai lần chị nhìn sai người rồi lần này chị không thể khẳng định mình sẽ đúng một lần liên còn có thể vững tin ở bản thân dám lựa chọn lại và bước tiếp nhưng khi tới hai lần như vậy thì cô cảm thấy hoài nghi mình nhiều lắm cô không biết được là do duyên số đưa đẩy hay là do bản thân cô không có mắt nhìn người mà lần nào cô cũng có một cảm giác rằng người ta rất tốt với mình lần này đã đúng người rồi rồi người ta sẽ bù đắp hết những thiệt thòi tổn thương trong quá khứ cho cô vậy mà từng người một lại tổn thương cô một cách tàn nhẫn người thì bóp nát tình yêu dẫm đạp lên sự chân thành của cô còn người thì tra tấn thể xác của cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân linh nghe chị mình nói vậy tự nhiên tâm trạng của cô xuống dốc linh là đứa em gần kề với liên nhất nên mọi chuyện của chị hai mình linh đều nắm rõ được và linh rất hiểu chị đang có cảm nhận gì chuyện của chị mình và mối tình đầu với Sơn, Linh biết, ngày đó Linh còn tận mắt chứng kiến chị mình đã khóc lóc thương tâm đến mức nào khi chị nói chị đã chấm dứt tình cảm với Sơn rồi. Còn về chuyện của chồng cũ của chị, Linh lúc đó không có ở nhà, nhưng khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện qua điện thoại, Linh thấy rất bất bình thay cho chị. Cô ấy không thể ngờ là ở thế kỷ 21 hiện đại này vẫn còn tồn tại một người đàn ông lạc hậu như người của thế kỷ trước như vậy. Thế là bao nhiêu thiện cảm của mình dành cho anh rể cũ tự nhiên trở thành ác cảm linh cho rằng thật may mắn khi chị mình thoát ra khỏi người đàn ông đó sớm và linh còn nhận định là sau này nếu có người phụ nữ nào va phải người đàn ông đó thì kết cục của họ sẽ chẳng khác chị mình là bao linh suy nghĩ về những lời liên đã nói một lúc rồi lựa lời an ủi chị mình chị hai à chị đừng bi quan như vậy cuộc đời này dài lắm ai ai cũng phạm phải sai lầm một vài lần mà chị cũng chỉ là một người bình thường thôi phạm sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi nên chị đừng vì một hai lần đó của mình mà chấp nhận tin vào những điều tiêu cực tin rằng mình không thể hạnh phúc được nữa liền biết rõ em mình đang lo lắng cho mình khiến em phải lo cho mình như vậy cô thấy không thoải mái nên cô không tiếp tục nói về chuyện không vui này nữa cô gật đầu đồng ý với em mình chị biết rồi mà lần này chị sẽ cân nhắc thật kỹ thôi chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui này nữa nhé rồi liên nhắc nhở em mình thôi trời cũng khuya rồi em đi ngủ sớm đi ngày mai còn phải đi làm linh đồng ý với chị không nhắc đến chuyện buồn khiến cho tâm trạng cả hai chị em nặng nề thêm dạ vậy em đi ngủ sớm đây chị cũng thay đồ ra rồi đi ngủ đi ạ à. chúc chị hai ngủ ngon liên cũng chúc em mình ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy thoát cái thêm mấy tháng đã trôi qua Kể từ lúc Việt tỏ tình với Liên đến bây giờ đã được mấy tháng. Nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ xong để cho anh một câu trả lời như cô đã nói. Trong khi Liên cứ suy nghĩ mãi rồi chần chừ thì Việt luôn kiên nhẫn chờ đợi cô chứ không một lần hối thúc. Anh luôn để cô thoải mái mà suy nghĩ. Thời gian này, hai người vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè với nhau. Thường xuyên đi ăn cơm, đi dạo cùng nhau. Nhưng cả hai đều không mở lời trước vì sợ mình khiến đối phương không thoải mái cho đến một ngày đã có một chuyện xảy ra. Lúc đó còn nhớ rõ là buổi học có tiết của Việt, nhưng cả lớp đã đợi anh 15 phút mà anh chưa đến lớp. Trong khi anh là một giảng viên luôn đi dạy đúng giờ, thậm chí là tới sớm hơn cả sinh viên, hôm nay tự dưng không thấy anh khiến cả lớp nháo nhào lên bàn tán. Tầm 25 phút trôi qua thì có thầy Đức, một giảng viên cũng giảng dạy lớp học của Liên đến lớp báo cho cả lớp rằng Các em về lại nhà đi nhé, buổi học hôm nay chúng ta tạm nghỉ vì không có giảng viên dạy thầy việt gặp tai nạn khi đang trên đường đi đến trường một tin tức chấn động như xét đánh bên tai liên cô gần như không thể đứng vững được khi nghe tin đó mà các bạn học chung lớp với liên cũng rất hoang mang không tin vào tin tức mà thầy đức mang đến vội vàng hỏi lại thầy đức thầy việt bị tai nạn trên đường đến dạy rồi thầy ấy có sao không thầy thầy việt bị tai nạn có nặng lắm không thầy thầy việt bị tai nạn nghiêm trọng lắm hay sao mà không thể đi dạy được vậy thầy thầy việt bị tai nạn ở đoạn đường nào vậy thầy rất nhiều các câu hỏi được đặt ra khiến cho thầy đức không trả lời kịp các bạn sinh viên thầy ấy chỉ có thể trả lời qua loa cho các bạn thông tin mà nhà trường nhận được từ gia đình của thầy việt là thầy ấy bị tai nạn khi đang trên đường đi dạy và thầy đang được cấp cứu ở bệnh viện ngoài ra thì thầy không biết thêm nữa thầy chỉ có thể thông tin đến các em như vậy thôi tạm thời thì buổi học ngày hôm nay các em được nghỉ, vì không ai có thể dạy thay thầy Việt, còn những thông tin khác có liên quan đến thầy Việt và môn học thì nhà trường sẽ thông tin tới các em sau. Mấy bạn sinh viên nghe giảng viên nói vậy thì thôi, họ không tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều gom hết đồ đạc của mình để ra về và thầm cầu nguyện cho thầy Việt sẽ không sao. Riêng Liên, cô đứng như trời trồng ở một góc lớp, đến khi các bạn đã đi về hết rồi, cô mới suy nghĩ đến một chuyện và chạy theo thầy Đức cô chạy theo thầy ấy ở cự ly rất gần với thầy cô níu cánh tay của thầy ấy cô hỏi thầy ơi thầy việt đang cấp cứu ở bệnh viện nào thầy cho em biết được không thầy đây là vấn đề mà thầy đức cho rằng mình không thể giải quyết được nên thầy ấy khéo léo từ chối liên thầy cũng không biết thầy việt đang ở bệnh viện nào nên không cho em biết được câu trả lời đã có nhưng liên không tin cô van xin thầy đức thầy biết mà thầy ơi thầy cho em biết bệnh viện thầy việt đang cấp cứu để em đến đó đi thầy, em phải đi đến đó, nếu bây giờ em không đến đó ngay, em sợ mình sẽ ân hận cả đời mất. Không hiểu sao mà ngay lúc này, trong đầu Liên toàn suy nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất có thể xảy ra với Việt. Cô lo anh gặp tai nạn nặng lắm, mới phải vào cấp cứu trong bệnh viện, cô càng lo hơn là việc anh có mệnh hệ gì, cô không thể gặp lại anh được nữa. Bao nhiêu lời cô còn giấu nhẹm trong tim, chưa kịp nói, chưa kịp bày tỏ với anh nữa mà giây phút này liền ân hận rất lo sợ nếu thật sự không gặp lại anh nữa cô sẽ phát điên lên mất và khi liên thành khẩn van xin thầy đức một cách bất thường như vậy thầy ấy mùi lòng không biết có nên nói cho liên biết những thông tin cô đang cần hay không nếu thầy nói ra thì trái với yêu cầu của gia đình việt còn không nói thì liên sẽ tiếp tục van xin thầy đức thầy đức suy nghĩ một chút rồi quyết định được rồi thầy nói cho em biết bệnh viện thầy việt đang cấp cứu cũng được nhưng em đừng nói với ai để tránh gây phiền phức cho gia đình của thầy việt nhé liền thấy thầy đức chịu nói cô có hy vọng thì liên tục gật đầu chỉ cần thầy ấy chịu nói thôi thầy ấy có ra điều kiện gì cô cũng chấp nhận dạ em hứa là sẽ không để ai biết thêm nữa thầy cho em biết bệnh viện thầy việt đang cấp cứu là bệnh viện nào đi thầy em không vào thăm rồi làm phiền đến gia đình thầy ấy đâu ạ à? em chỉ muốn đến bệnh viện tìm hiểu và em muốn biết thầy ấy có ổn không thôi thầy ơi em sẽ không gây phiền phức gì cho thầy đâu mà. Thầy Đức trả lời cô. Là bệnh viện trợ giấy em nhé. Thầy Việt đang cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy. Thầy nghe nói lúc thầy Việt bị tai nạn, có cấp cứu ở bệnh viện gần đoạn đường ấy. Nhưng hình như vết thương của thầy Việt quá nặng nên phải chuyển sang trợ giấy. Nghe đến đây, liền cảm thấy bất an hơn. Linh cảm xấu của cô đang trở nên mãnh liệt. Hai tử trợ giấy thật đáng sợ làm sao. Bởi vì ở Sài Gòn này có rất nhiều bệnh viện bệnh viện tư nhân lẫn bệnh viện công nhiều vô số kể. Việt có thể cấp cứu ở bất kỳ bệnh viện nào khi anh gặp tai nạn. Trong khi trợ dẫy là một bệnh viện tuyến đầu của miền nam nước ta, những trường hợp cấp cứu được chuyển vào đó hẳn là rất nguy kịch, có khi là không cứu được nữa. Không cần thấy Đức phải nói đến câu sau, chỉ cần nghe đến hai từ trợ dẫy thôi, liền cũng biết Việt đang nặng như thế nào rồi. Cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh để xem xem anh có đang ổn không tinh thần của cô hiện giờ suy sụp hoàn toàn tuy nhiên sau khi nghe thầy đức nói xong liên dáng sử dụng một chút bình tĩnh cuối cùng để cảm ơn thầy rồi cô mới đi dạ em cảm ơn thầy em cảm ơn thầy đã cho em biết thông tin ạ à? thầy đức gật đầu rồi liên vội vàng đến bệnh viện cô không muốn mình chậm chế thêm bất cứ giây phút nào khi cô đến nơi bệnh viện trợ giấy thật sự rộng lớn nên cô không biết làm sao có thể tìm được việt đang cấp cứu cả và sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng liên mới nghĩ đến việc tìm đến cô y tá đang trực tại quầy hỏi thông tin về bệnh nhân đang cấp cứu có tên là vũ việt cô y tá tìm kiếm thông tin một hồi cũng tìm ra được là việt đang cấp cứu ở vòng nào nhận được thông tin là liên tức tốc đến đó khi cô đến nơi cô định chạy nhào vào trong xem xem tình hình như thế nào nhưng cô nhìn thấy người nhà việt đang đứng đợi kết quả ca cấp cứu trước cánh cửa phòng phẫu thuật thì cô đã dừng lại không dám lại gần bởi vì cô và anh không có chút quan hệ nào cả bây giờ cô muốn vào trong hỏi han tình trạng của anh bị người nhà của anh hỏi thì cô không biết phải trả lời như thế nào với họ cô không thể nói mình là học trò của anh đến thăm anh vì sinh viên và giảng viên bình thường sẽ không có khái niệm thân thiết như vậy còn người yêu của anh thì cô không phải cô không dám thừa nhận vậy nên liên mới trùn bước cô lùi lại đứng ở phía sau âm thầm chờ đợi kết quả ca cấp cứu của anh liên đứng khá xa nhưng quốc an đã nhìn thấy cô thằng bé định gọi cô thì cô vội vàng nép sau cánh cửa để thằng bé gọi cô thì cũng không ai nhìn thấy cô liên đứng ở một góc khuất nhưng không giây phút nào rời mắt khỏi căn phòng việt đang ở bên trong cấp cứu cô nhìn thấy được người nhà của việt rất nôn nóng rất lo lắng cho anh có hai người phụ nữ đang chờ đợi ca phẫu thuật của anh hình như là mẹ và em gái của anh thì phải ngoài ra còn có quốc an thằng bé cũng được hai người bế lên đây nên liên dễ dàng nhận ra đây là người nhà của việt sau đó là khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn không biết là cuộc phẫu thuật diễn ra trong bao lâu nhưng liên đã đứng yên ở một vị trí đó đợi rất lâu cô đợi từ lúc trời vẫn còn cái nắng gay gắt của buổi trưa đến khi chuyển sang ánh dịu nhẹ của buổi chiều tà mới có một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra và nói với người nhà của việt cả phẫu thuật thành công bệnh nhân đã không sao cả một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức sau phẫu thuật. Cả Liên lẫn người nhà của Việt khi nghe bác sĩ nói vậy đều cảm thấy nhẹ nhõm, người nhà của Việt còn liên tục cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ đã vất vả rồi. Sau đó thì bác sĩ đi vào trong, người nhà của Việt thì tiếp tục đợi xem bao giờ anh được chuyển ra ngoài. Còn Liên từ đầu đến cuối vẫn ở mãi một vị trí đó, chứ cô không hề đi đâu cả cho đến khi việt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật bác sĩ cùng người nhà của anh đưa anh sang phòng bệnh khác liên tận mắt nhìn thấy anh bình yên ra khỏi phòng phẫu thuật rồi cô mới yên tâm tuy nhiên nói là đã yên tâm nhưng thật ra liên vẫn lo lắng cho anh rất nhiều bởi vì quanh đầu anh phải quấn quá nhiều băng gạc y tế điều này đủ để biết anh bị thương ở đầu rất nghiêm trọng sau này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hẳn là giây phút anh ở trong kia anh một mình chiến đấu với tử thần rất vất vả anh đã phải chịu đựng đau đớn nhiều lắm nhưng chỉ cần anh còn sống chỉ cần ca phẫu thuật của anh thành công anh qua khỏi cơn nguy kịch là đã tốt lắm rồi sau khi anh phẫu thuật xong cứ nghĩ là liên sẽ về phòng nhưng không cô không về mà còn nán lại xem xem anh được chuyển đến phòng bệnh nào để khi anh ở một mình không có người nhà của anh ở cùng cô có thể len lén vào thăm anh mà không bị ai phát hiện tình yêu của cô dành cho anh chỉ có thể thể hiện một cách hèn nhát như vậy đến khi liên đã làm xong hết những gì cô mong muốn cô mới trở về nhà liên về nhà là lúc trời đã tối nhìn trời tối đến như vậy cô mới biết rằng mình đã ở trong bệnh viện lâu như vậy ngày hôm nay là một ngày thật dài đối với liên khi cô phải đón nhận một chuyện mà cả đời này cô không bao giờ mong muốn như vậy và cũng thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công việt tuy có nặng nhưng vẫn cứu được anh vẫn không sao nữa rồi sau này cô sẽ lại được nhìn thấy anh chứ anh không bỏ cô đi mất như những điều cô suy nghĩ con người ta cứ phải đến lúc sắp mất đi thứ quan trọng nhất với mình rồi mới biết trân trọng khi mà ngày thường cô luôn đè nén tình cảm của mình muốn giữ khoảng cách với anh chỉ muốn xem anh là bạn chứ không muốn hơn thì cô còn ngần ngại rất nhiều vấn đề xoay quanh hai người vậy mà khi bản thân đứng trước nguy cơ đánh mất anh cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa cô mới nhận ra anh quan trọng với mình đến mức nào quan trọng đến mức khi nghe tin anh xảy ra chuyện không may là trong đầu cô liên tục suy nghĩ đến những điều tiêu cực nhất cô rất sợ hãi rằng sau này mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa anh và cô sẽ âm dương cách biệt bất hạnh như anh và người vợ trước của anh cô luôn luôn suy nghĩ đến những điều đen tối nhất như vậy đấy cũng trong giây phút mang tính chất quyết định đó liên mới biết được là mình đã yêu anh đã dành tình cảm cho anh rất nhiều mất anh là điều cô tuyệt đối không muốn liên sau khi trải qua chuyện này thì nhận ra rằng thì ra cô vẫn còn khát khao được yêu đương được anh yêu thương và che chở cho cô suốt phần đời còn lại dù cho quá khứ của cô có như thế nào đi chăng nữa cô đã gặp phải những người tồi tệ ra sao thì trái tim của cô vẫn còn dung cảm với anh và tình yêu của anh cô muốn đặt niềm tin ở nơi anh một lần nữa muốn một lần nữa tin tưởng anh, muốn cùng anh yêu nhau và nếu có thể thì cùng anh xây dựng nên một gia đình. Sau khi từ bệnh viện trở về, những ngày sau đó Liên đều đến bệnh viện để thăm cũng như nghe ngóng về tình trạng của Việt một lần. Vẫn như lần cô chờ ca phẫu thuật của anh, cô chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn vào phòng bệnh của anh để xem xem anh đã tỉnh lại chưa, đã khỏe lại chưa. Chứ cô chưa từng một lần đi vào bên trong phòng bệnh anh đang nằm vì sợ làm phiền đến gia đình anh vì chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn vào bên trong như vậy thôi nên liên không có cách nào rõ được tình hình cụ thể của anh đang như thế nào cô chỉ thấy một việc là đã hai ngày sau phẫu thuật anh vẫn chưa tỉnh lại và lần nào liên đến cũng có người thân của anh túc trực bên cạnh khiến cô không thể nào vào trong xem anh cho đến một lúc liên nhìn thấy có một cô y tá vừa thăm khám cho anh từ trong phòng bệnh đi ra cô đánh liều đến hỏi cô ấy cô y tá ơi cô cho tôi hỏi tình hình của bệnh nhân vũ việt trong căn phòng đó thế nào rồi vậy cô tôi là người quen của anh ấy tôi rất muốn biết tình hình của anh ấy nhưng tôi không tiện vào thăm anh ấy cô ạ à? cô y tá nghe liên hỏi cô ấy thành thật trả lời bệnh nhân phòng đó sao anh ấy bị tai nạn rất nặng phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch nhưng đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại chúng tôi cần theo dõi tiếp vừa rồi tôi chỉ vào thay dịch truyền cho anh ấy thôi chứ tôi không phải bác sĩ trực tiếp khám cho anh ấy nên tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho chị được trả lời xong vấn đề thì cô y tá hỏi liên chị là người quen của anh ấy sao không trực tiếp vào thăm mà phải đứng ngoài này vậy chị đã đến đây rồi có không tiện thì cũng nên vào thăm anh ấy sẽ tốt hơn bị hỏi một cách bất ngờ khiến liên không biết phải trả lời sao cho hợp lý cô đành nói với cô y tá chuyện này hơi khó nói nhưng đại khái là tôi không thể trực tiếp vào thăm anh ấy nên mới phải hỏi cô để biết tình hình của anh ấy cô y tá à tôi làm phiền cô rồi tôi cảm ơn cô nhiều nhé cô y tá nhìn liên và cho rằng cô không phải người xấu nên cô y tá không tiếp tục hỏi nữa cô ấy gật đầu và đi làm tiếp công việc của mình liên sau khi biết được tình hình của việt qua lời cô y tá kia một chút an tâm trước đây của cô biến mất giây phút này cô cảm thấy lo lắng cho anh nhiều hơn tại sao ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp anh được cứu qua khỏi cơn nguy kịch rồi, anh còn chưa chịu tỉnh lại. Liệu có phải đã có hậu chứng sau phẫu thuật nên anh vẫn chưa tỉnh không? Nghĩ vậy nên liên thấy lo lắng nhiều hơn cho anh. Bình thường sau khi đến bệnh viện xác minh được Việt vẫn còn ở phòng bệnh cũ xem được tình hình của anh hôm nay như thế nào. Nhìn thấy người nhà anh đã ở đó với anh thì liên sẽ đi về để tiếp tục làm những công việc còn dang dở của mình, như là đi đến trường học vậy mà hôm nay sau khi biết được tin tức này từ người y tá kia liên không còn tâm trí đâu mà quay về nhà cô lại đứng ở một góc khuất đợi cô muốn đợi xem trong hôm nay việt có tỉnh lại không cô thật sự rất lo lắng cho anh khi mà biết được tình trạng có phần xấu của anh như vậy liên đứng ở đó thêm một lúc thì cô thấy mẹ của việt từ phòng bệnh đi ra khi bà ấy đi có cầm trên tay một cái bình thủy tinh cô đoán là bà ấy đang đi lấy nước nóng Liên vẫn luôn lặng lặng quan sát như vậy. Cô còn nghĩ là mẹ Việt đi lấy nước nóng rất nhanh sẽ quay lại thôi. Trong thời gian này thì cô ở đằng xa trong anh vậy. Nhưng đã 10 phút trôi qua, bà ấy chưa trở lại, khá bất thường. Cô lại sợ Việt có khi sẽ tỉnh lại ở thời điểm này. Anh tỉnh lại khi chỉ có một mình, sẽ không có ai gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho anh. Trong khi Liên cũng muốn được vào trong, để mình được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần nhất. Cô muốn nhìn rõ xem anh đã bị thương nặng thế nào ngoài vết thương ở đầu ra thì anh còn bị thương ở đâu nữa không mà sau phẫu thuật đã hai ngày trôi qua rồi anh vẫn chưa tỉnh lại chỉ là nếu bây giờ cô bước vào không may gặp phải mẹ anh trở về thì cô không biết phải làm như thế nào hai suy nghĩ đó cùng xuất hiện khiến cho liên dối trí không đưa ra quyết định được sau một hồi nội tâm đấu tranh rất mãnh liệt liên quyết định sẽ đi vào phòng bệnh của anh cô nghĩ rằng nếu cô vào mà lỡ chạm mặt mẹ anh thì cô cứ bảo là mình đang đi tìm phòng bệnh của người thân thì đi nhầm vào phòng của anh cứ như vậy mà liên đi vào phòng bệnh vào trong phòng bệnh của việt rồi đây là lần đầu tiên liên được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này kể từ sau khi anh bị tai nạn và cũng vì ở khoảng cách rất gần này liên mới nhìn rõ việt đã bị thương nghiêm trọng như thế nào trên đầu anh ngoài những đường băng gạc y tế răng kín của cuộc phẫu thuật thì còn mấy vết nứt nho nhỏ ở vị trí chán mũi giống như vụn kính xe ô tô đã văng trúng đầu anh mặt anh lúc này liên mới nhớ đến một chuyện anh là người đi xe ô tô rất cẩn thận luôn an toàn chạy đúng tốc độ quy định cớ sao anh lại bị tai nạn nghiêm trọng như thế này là anh đã có giây phút lái xe bất cẩn hay là đã có ai đó đụng phải xe anh rất nhiều những câu hỏi được cô đặt ra nhưng rất nhanh sau đó là bác bỏ đi chúng cô không quan tâm đến chuyện nguyên nhân anh bị tai nạn nữa chỉ quan tâm đến vết thương của anh thôi trong lúc anh nằm im bất động thế này cô lại hỏi anh dù biết rằng anh sẽ không thể trả lời cô được chỉ là nếu không hỏi anh thì cô không biết phải hỏi ai nữa đã phẫu thuật được hai ngày rồi cả phẫu thuật cũng thành công sao anh vẫn chưa tỉnh lại anh khiến mọi người lo lắng cho anh nhiều rồi cả tôi cũng lo lắng cho anh nữa không hiểu sao nói đến đây khiến liên rất muốn khóc nước mắt cũng đã trực trào ra ở khóe mắt cô phải ngước mặt lên trần nhà để ổn định lại tâm trạng không để cho mình khóc trước mặt anh sau đó liền hỏi tiếp anh tỉnh lại đi có được không anh tỉnh lại đi tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh tôi muốn nói cho anh biết giây phút tôi biết anh bị tai nạn tôi đã lo lắng và sợ hãi như thế nào tôi muốn nói cho anh biết là trong giây phút không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân đó tôi mới phát hiện ra mình thích anh nhiều ra sao tôi thích anh nhiều nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều đến mức tôi rất mong anh tỉnh lại để tôi có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với anh. Vậy nên, anh hãy nhanh chóng tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại thì tôi mới có thể thực hiện những điều đó được. Và tôi cũng muốn anh nhanh chóng tỉnh lại để tôi xin lỗi anh. Xin lỗi vì mãi tận đến giây phút này tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ mới nhận ra cũng chưa muộn. Khi Liên còn chưa nói hết những điều mình muốn nói, Việt đã tỉnh lại và yếu ớt trả lời cô một câu như vậy. Anh tỉnh dậy quá bất ngờ như thế làm liên thấy rất vui cô mong đợi như vậy cuối cùng anh cũng tỉnh lại và xen lẫn niềm vui là một chút xấu hổ khi anh trả lời cô câu vừa rồi điều này cho thấy anh đã nghe được hết tất cả những gì cô liên thuyên từ khi đó đến giờ liên quên đi xúc động cô ngượng ngùng hỏi anh anh tỉnh lại rồi sao anh đã nghe những lời tôi nói hết rồi sao nhưng cũng chính liên nhớ đến một chuyện quan trọng hơn là hỏi anh câu hỏi đó cô nói anh vừa tỉnh lại còn chưa ổn định để tôi chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của anh xem xem anh như thế nào nói xong liên quay người định đi thì việt dùng một tay của mình yếu ớt níu cô lại giọng anh vẫn thều thào nhưng cô nghe rõ anh nói là đừng đi ở lại với anh một lúc anh muốn em ở lại với anh anh không sao không cần gọi bác sĩ ngay liên nghe việt nói như vậy thì rất mềm lòng càng thấy thương anh cổ thuận theo ý anh không đi gọi bác sĩ nữa mà ở lại với anh cô quay người lại nắm lấy bàn tay anh cô nói được rồi em không đi đâu em ở lại cùng anh vẫn không yên tâm nên cô hỏi anh nhưng anh đã thực sự ổn chưa anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi anh không cần em gọi bác sĩ đến khám cho anh lại sao việt mỉm cười lắc đầu anh không sao không cần gọi bác sĩ anh chỉ cần em ở lại với anh thêm một lúc anh thấy rất nhớ em Mấy ngày qua, Việt đã mơ một giấc mơ dài thật dài. Trong giấc mơ u ám của mình, anh bị lạc đường. Anh cứ tìm mãi, tìm mãi một con đường để ra, nhưng anh vẫn bị lạc trong một khoảng không gian vô định. Ở trong khoảng không gian đó, anh không có cách nào tìm được lối về nhà mình. Cũng chính là ở trong giấc mơ, anh chờ trọi chỉ có một mình rất đáng sợ. Anh càng nôn nóng tìm đường về nhà, thì anh lại càng không tìm được lối ra. Mọi thứ trong mơ với anh rất u ám, một màu xám xịt cho đến khi anh nhìn thấy liên xuất hiện trong giấc mơ của mình cô đưa tay ra với anh cô bảo anh hãy về thôi để cô đưa anh về cô có chuyện cần nói với anh khi đó việt mới lờ mờ tỉnh lại và anh đã nghe được những lời bộc bạch bày tỏ tình cảm với anh của cô nghe những lời nói của việt trái tim của liên tan chảy cô xúc động khi một người vừa mới từ cõi chết trở về mà vẫn không quên đi cô luôn nhớ đến cô anh nhớ cô nhiều hơn việc quan tâm đến sức khỏe của mình trong khi cô cũng nhớ anh rất nhiều một người đang bình thường và mạnh khỏe như vậy bỗng một ngày tai nạn với nhiều vết thương rất nặng làm cô không thể chấp nhận được mỗi ngày tuy là liên đều đứng ở một góc khuất để nghe ngóng tình hình hôm nay của anh thế nào sau phẫu thuật nhưng anh mãi không có động tĩnh gì khiến cô vừa lo cho anh vừa thấy sợ hãi sau khi đã trải qua những chuyện không may làm liên sợ hãi rồi cô lúc này không muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân phải phủ nhận chuyện mình yêu anh thêm bất cứ giây phút nào nữa cô nói với anh em cũng rất nhớ anh mấy ngày qua vừa nhớ anh em vừa lo sợ nhiều thứ khi mà ca phẫu thuật của anh đã thành công nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại khiến em liên tục suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực em sợ có sai sót sợ anh có di chứng sau phẫu thuật sợ anh có chuyện gì em sẽ mất đi anh không bao giờ được gặp lại anh nữa Chúng ta có thể không yêu nhau, không ở bên nhau cũng được. Nhưng đừng có chuyện gì xảy ra khiến chúng ta âm dương cách biệt. Trải qua chuyện lần này, Liên mới nhận ra được mình đã thích anh nhiều đến nhường nào. Và trong suốt khoảng thời gian hai ngày chờ đợi Việt tình lại, trong đầu cô toàn nhớ đến những kỷ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua. Đó là cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo. Anh bảo vệ cô khỏi những lần cô bị tấn công vô cớ cô và anh đã gặp nhau vào một dịp tình cờ nhất sau đó đã gặp lại nhau vào một tình huống không ai ngờ hơn như một sự sắp đặt sẵn của số phận để rồi từng ngày từng tháng từng năm trôi qua cô có tình cảm với anh nhưng luôn ngộ nhận tình cảm của mình dành cho anh là tình bạn mỗi ngày đều ở bên cạnh một cách vô tư thoải mái đến khi bản thân nhận ra mình có tình cảm với anh thì cô lại e ngại quá khứ của mình mà không dám tiến tới với anh mãi đến khi có chuyện không may xảy ra, cô lại sợ mình bỏ lỡ anh, cả đời này sẽ sống trong tiếc nuối. Việt nghe liên bầu bạch nỗi lòng, anh vô tình biết được chuyện từ lúc anh phẫu thuật đến tận bây giờ, cô đã túc trực bên ngoài phòng bệnh của anh vì muốn biết anh đã tỉnh lại chưa, nhưng cô lại không dám vào thăm anh. Nghĩ vậy, Việt thấy xót xa cho cô, anh hỏi cô: sao mấy ngày qua em không trực tiếp vào đây với anh mà lại ở ngoài kia? em có thể vào đây thăm anh mà liên nghe việt hỏi vậy cô ngạc nhiên cô không biết tại sao anh lại biết chuyện mình đã lén lút làm đó nên cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại anh sao anh lại biết những chuyện này vậy em chưa nói cho anh mà với lại lúc em đang ở ngoài kia đâu có ai phát hiện ra em làm sao mà anh biết việt cười trả lời cô không phải em vừa mới nói sao em vừa nói nên anh mới biết chỉ cần tinh ý một chút là ai ai cũng có thể nhận ra được việc liên luôn đến bệnh viện mỗi ngày để xem xem bao giờ anh mới tỉnh thông qua mấy lời cô nói. Cô nói đã mấy ngày sau phẫu thuật anh vẫn chưa tỉnh. Nếu cô không đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày cô sẽ không biết được chuyện đã hai ngày sau phẫu thuật mà anh chưa tỉnh lại. Hơn nữa, Việt rất hiểu tính liên. Cho dù cô không nói ra chuyện này trong lúc vô ý thì anh cũng đoán được việc cô luôn đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày vì quan tâm đến anh chỉ là với tính cách nhút nhát của cô, cô chắc chắn sẽ không dám vào trong phòng bệnh của anh để thăm anh, mà chỉ dám đứng bên ngoài quan sát anh ở trong này. Đây là điều anh thấy sót cho cô. Sau khi Việt nói như vậy, liền mới ý thức được là mình vừa vô ý, nói năng không cẩn thận, để anh biết chuyện cô đang che giấu, sợ anh sẽ sót cho cô, cô chối. Không có như anh nghĩ đâu, em chỉ là mới đến bệnh viện thăm anh, rồi biết được đã hai ngày sau phẫu thuật mà anh vẫn chưa tỉnh thôi liên nói là một chuyện còn việt có tin không lại là một chuyện khác dù vậy anh không vạch trần cô tại đây mà thay vào đó những chuyện cô đã làm vì anh anh sẽ nhớ thật kỹ sau này có cơ hội anh sẽ yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cô đúng lúc này thì mẹ của việt mới đi từ bên ngoài về tay bà có sách thêm một cái bình thủy như lúc bà rời khỏi bà thúy nhìn thấy con trai mình đã tỉnh lại khiến bà rất mừng nhưng trong phòng bệnh của con còn có thêm một người phụ nữ nữa làm bà rất ngạc nhiên. Bà hỏi con trai mình Việt, đã tỉnh lại rồi hả con? Con tỉnh từ bao giờ đấy? Còn đây là ai? Nãy giờ cứ lo nói chuyện với Việt mà liên quên mất chuyện quan trọng này. Quên chuyện mẹ của anh chỉ ra ngoài một lúc thôi. Bây giờ bà ấy từ đâu đi về và hỏi cô làm cô có hơi giận mình. Trong khi cô không biết nên trả lời mẹ của anh như thế nào, cô định bụng sẽ nói với mẹ anh rằng mình là bạn của anh thì việt đã nhanh hơn cô anh trả lời mẹ mình trước cô ấy là bạn gái của con mẹ ạ à. hôm nay cô ấy đến thăm con bà thủy rất ngạc nhiên khi nghe con mình giới thiệu như vậy bà hỏi lại con trai bạn gái của con thật sao liên không lường trước được chuyện việt sẽ trả lời mẹ anh như vậy nên cô ngớ người trong giây lát sau đó vội phủ nhận những lời của anh dạ không không phải như vậy đâu bác anh việt nói đùa đấy bác ạ à con chỉ là bạn của anh ấy thôi mà. Nghe Liên nói vậy, bà Thúy rất tinh ý, nhận ra có điều gì đó lạ lùng ở đây. Khi mà lời nói của hai người không khớp nhau như vậy, bà cho rằng đôi trẻ này đang có khúc mắc gì đó chưa thể giải quyết được với nhau. Nên bà Thủy tạm thời lánh mặt đi Để cho Việt và Liên tiện nói chuyện với nhau Bà chào Liên rồi nói Ừ, chào con nhé Còn Việt mới tỉnh dậy Nên vẫn chưa có bác sĩ nào đến kiểm tra cho con phải không Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé nói rồi bà thúy đặt bình nước xuống bàn rồi đi ngay trước khi ra khỏi phòng bệnh bà thúy nói với liên bác đi một lúc hai đứa cứ nói chuyện đi một lát nữa bác sĩ tới rồi con hãy về nhé liên thấy vậy thì rất cảm kích cô lễ phép đáp lại dạ con chào bác con sẽ ở đây đến khi bác quay lại ạ à? rồi bà thúy đi ra ngoài sau khi mẹ mình đi khỏi rồi việt hỏi liên sao vậy sao em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta đến lúc này em vẫn chưa sẵn sàng yêu anh sao việc cứ nghĩ là giây phút cô bày tỏ tình cảm của mình với anh thì cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội chấp nhận làm người yêu của anh rồi nên anh mới giới thiệu với mẹ mình như vậy anh muốn giới thiệu người con gái mình yêu thương với mẹ mình anh không biết là có phải mình vì quá vui mừng đã làm sai chuyện gì đó khiến cô không thích cô mới phủ nhận mối quan hệ của hai người không liên nghe hỏi cô vội lắc đầu cô không hề có ý nghĩ đó không có, không như anh nghĩ đâu. Không phải em chưa sẵn sàng, mà em ngại với mẹ anh. Chúng ta vừa mới xác nhận tình cảm không bao lâu đã giới thiệu em ngay với mẹ anh. Có phải là chúng ta hấp tấp quá rồi không? Từ sau khi sống chung với một người mẹ chồng khó tính hay bắt lỗi, tìm lỗi sai để hoạnh hoẹ cô là bà Hương, liền đâm ra sợ hãi những người mang tên mẹ chồng. Có câu nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng liên đã từng sống với một người mẹ chồng như vậy nên bây giờ cô rất sợ là mẹ của việt cũng giống như vậy trong khi hai người chỉ mới xác nhận tình cảm có thể đi được với nhau lâu dài hay không hiện đang còn là một ẩn số nếu bây giờ liên gây ấn tượng xấu với mẹ của việt đây là điều cô thật sự không mong muốn khi liên nói đến đây việt hiểu cho nỗi lòng của cô anh không biết là cô đã từng gặp chuyện gì trong quá khứ khiến cô trở nên nhút nhát như bây giờ anh vẫn nên tìm hiểu thật kỹ rồi đợi đến khi nào cô sẵn sàng mới đưa cô về ra mắt gia đình để cho cô có cảm giác an toàn sẽ tốt hơn anh trả lời cô được rồi là anh suy nghĩ chưa chú đáo anh đã quá hấp tấp anh xin lỗi nhé chuyện này chúng ta từ từ sẽ nói tiếp liên nghe vậy thấy nhẹ nhõm anh lúc nào cũng hiểu cho cô cô gật đầu với anh dạ được chuyện này sau này chúng ta sẽ nói tiếp hai người đã giải quyết xong vấn đề mà mẹ của việt cùng bác sĩ vẫn chưa quay lại liền đã hứa với mẹ anh là sẽ không rời khỏi trước khi bà ấy cùng bác sĩ quay trở lại nên cô chưa thể đi về bỏ lại anh ở đây một mình cô ở lại cùng anh tiếp tục nói chuyện với anh nhưng mà anh làm sao lại bị tai nạn nghiêm trọng như thế bình thường anh lái xe rất cẩn thận cơ mà anh có còn nhớ làm sao mình bị tai nạn không anh còn nhớ những gì anh kể cho em nghe đi việt nghe liên hỏi anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước lúc anh bị tai nạn anh nói hôm đó hình như anh đang trên đường đi dạy khi đang đi trên đường một chiều thì có một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ rất nhanh nhưng ngược chiều với anh tông thẳng vào xe anh sau đó thì anh không nhớ bất cứ chuyện gì nữa chuyện là vào cái ngày hôm xảy ra tai nạn khi việt đang lưu thông trên đoạn đường một chiều thì có một chiếc xe tải chở hàng cấm đang bị công an truy đuổi chạy ngược chiều lại với việt đoạn đường đó là đường một chiều xe tải lưu thông ngược chiều với xe của anh như vậy là sai luật còn rất nguy hiểm nếu chiếc xe đó không tông trúng xe của việt thì nó có thể sẽ tông trúng vào những chiếc xe khác và vì chiếc xe đó đã tông vào xe của việt một cách trực diện với tốc độ rất nhanh anh mới bị thương nặng như vậy lúc việt được đưa đến bệnh viện gần đoạn đường đó nhất để cấp cứu thì các bác sĩ ở bệnh viện đó chỉ có thể sơ cứu tạm thời cho anh rồi vội vàng chuyển anh lên tuyến trên là bệnh viện trợ giấy vì tình trạng của anh quá nguy kịch nghe việt kể lại sự tình mà liên thấy thương cho anh đúng thật là như những gì cô đã nghĩ chỉ có người ta tông phải anh chứ anh lái xe trước nay luôn chậm rãi cẩn thận sẽ không có chuyện anh gây ra tai nạn nhưng dù thế nào thì chuyện cũng đã qua cả phẫu thuật của anh đã thành công sau này rồi anh sẽ bình phục trở lại cô nói với anh thật đen đủi nhưng vẫn còn may mắn vì anh không sao Nếu không em không biết bây giờ em sẽ ra sao nữa Liên thật không biết là nếu Việt có mệnh hệ gì Cô còn có thể bình tĩnh ngồi đây như thời điểm hiện tại không Hay cô sẽ vì đau lòng mà trốn ở một góc nào đó khóc đến điên dại Việt nghe vậy thì cười Anh nói đến một chuyện tích cực hơn Thật may là chiếc xe đó tông phải anh và anh vẫn không sao. Nếu nó tông trúng người khác thì thật là nguy hiểm biết người ta có phúc lớn mạng lớn mà vượt qua được như anh không việt đã bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật cả một vùng đầu mà anh vẫn còn lạc quan đi lo cho người khác làm liên vừa tức vừa thương nhưng anh nói không phải là không có lý chiếc xe tải kia chạy với tốc độ kinh khủng như vậy nếu tông phải người khác sợ là họ lành ít giữ nhiều liên thầm cảm ơn ông trời vì ông vẫn còn thương xót cô đã không mang anh đi nếu không Cô không biết sau này mình sẽ trở nên thế nào nếu không còn anh trên cõi đời này nữa. Và ngay trong lúc này thì bà Thúy cùng một bác sĩ đã quay lại phòng bệnh, liền thấy mẹ anh đã quay lại, cô không tiện ở lại thêm, cô nói với anh, "Để bác sĩ kiểm tra lại cho anh rồi anh nghỉ ngơi đi nhé, em phải về rồi." Việt gật đầu đồng ý với cô, liền sau đó có chào mẹ của Việt rồi cô mới về. "Dạ, con chào bác, con về." hôm khác con lại đến thăm anh việt ạ à. bà thúy rất hiền từ gật đầu với liên chào con sau đó liên ra về ngày hôm sau liên lại đến thăm việt cô cứ nghĩ là anh sẽ vui lắm khi thấy cô lại đến bệnh viện với anh vậy mà không hiểu sao thái độ của việt hôm nay so với hôm qua rất khác anh không còn vui vẻ và mong chờ cô đến thăm mình nữa nhìn thấy cô đến anh không những không vui mà anh còn hỏi một câu với thái độ có vẻ cọc cằn làm cô cảm thấy rất buồn hôm nay em lại đến à việc dùng câu hỏi có cộng với thái độ hiện tại của anh khiến liên cảm thấy khó chịu giống như là anh không mong cô đến thăm anh vậy trong khi vừa mới hôm qua hai người còn đang vui vẻ với nhau lúc cô về anh không nỡ mà tại sao hôm nay anh lại trở nên như vậy chỉ mới một đêm trôi qua mà anh đã thay đổi rồi sao và rồi liền tự cho là cô nhạy cảm quá Không phải là anh thay đổi thái độ với cô Không muốn cô đến thăm anh đâu Mà có thể là vết thương làm anh đau Làm anh không thoải mái Nên anh không thể dịu dàng với cô Mới nói năng với cô cọc cằn Cứng nhắc như vậy Có thể là anh đang đau Nên mới trở nên như thế Liền thông cảm cho anh Bỏ qua cho anh Cô trả lời câu hỏi của anh Em muốn đến thăm anh Anh đã thấy khỏe hơn chút nào so với hôm qua chưa? hôm qua bác sĩ khám lại cho anh bác sĩ nói thế nào rồi việt trả lời cô vẫn một tông giọng lạnh lùng không thay đổi sức khỏe của anh tốt rồi sau ca phẫu thuật anh hồi phục rất tốt vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi liên nghe vậy thì tạm thời quên đi những chuyện khiến cô buồn cô vui mừng cho anh cô nói vậy thì tốt quá rồi anh không có vấn đề gì sau phẫu thuật là rất tốt vậy mỗi ngày em đều đến bệnh viện thăm anh bao giờ anh xuất viện thì thôi có được không việt nghe vậy nếu là bình thường anh sẽ vui lắm nhưng hôm nay anh không vui còn thẳng thừng từ chối không cần đâu em đừng mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm anh tốn thời gian em dành thời gian đó lo học hành đi với lại anh muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục không muốn em đến thăm anh mỗi ngày những lời từ chối thẳng thừng của việt như một con dao cứa vào tim liên cô không biết là tại sao anh lại đột ngột thay đổi thái độ với cô như vậy có thể nhẫn tâm nói ra mấy lời đuổi khéo đó trong khi vừa mới hôm qua thôi hai người vừa hiểu được lòng mình vừa bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết liên bây giờ có thể khẳng định rằng anh thay đổi thái độ với cô chứ không phải do cô nhạy cảm hiểu nhầm anh không chịu được khi người yêu mình thay đổi một cách bất ngờ cô hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra với anh mà anh thay đổi thái độ với em vậy anh thực sự không muốn em đến thăm anh nữa sao việt nghe liên hỏi vậy anh không trả lời cô mà lảng tránh sang một chuyện khác không có em suy nghĩ nhiều rồi anh không thay đổi thái độ gì cả anh chỉ muốn được nghỉ ngơi liên nghe tới đây thì không thể chịu được nữa rõ ràng là việt đã thay đổi cô không thích anh trở nên như vậy có chuyện gì anh có thể trực tiếp nói với cô anh im lặng nhưng lại tỏ thái độ này làm cô không chịu được nếu là bình thường cô sẽ hỏi anh cho ra lẽ nhưng vì anh vừa phẫu thuật xong sức khỏe còn đang yếu nên cô không muốn tiếp tục chủ đề nói chuyện này sợ giữa hai người có thể xảy ra tranh cãi căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến anh liền bỏ qua nói với anh vậy được anh nghỉ ngơi đi em sẽ về em nghĩ là đã có chuyện gì giữa chúng ta rồi chúng ta cần phải giải quyết nó một lần cho rõ ràng nhưng bây giờ anh đang bệnh chúng ta không tiện nói chuyện bao giờ anh bình tĩnh lại muốn nói chuyện với em thì hãy liên lạc cho em em đợi anh nói rồi liên không đợi việt trả lời mình mà cô đi về luôn sau khi về rồi liên đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ vừa rồi của việt cô càng nghĩ càng không tin anh có thể đột ngột thay đổi thái độ với cô nhanh chóng đến mức cô không tin được nhất định là hôm qua sau khi cô về đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh lại không muốn nói với cô quen biết anh hơn một năm cũng tính là lâu rồi cô tự tin là mình hiểu được tính cách của anh con người của anh anh thích cô như vậy anh đã suy nghĩ thật lâu mới đi đến quyết định tỏ tình với cô và khó khăn lắm phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để cô nhận ra tình cảm của mình hai người mới chính thức yêu đương với nhau với tính cách của anh anh sẽ trân trọng mối quan hệ của hai người lắm chứ anh không phải kiểu người sau khi có được liền không muốn trân trọng nữa vậy mà mới yêu đương được một ngày đã gặp phải cảnh tượng đau lòng này liên không cam tâm cô suy nghĩ một hồi cô quyết định quay trở lại bệnh viện cô phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng lần này khi quay trở lại bệnh viện liên không vào trong phòng bệnh của việt nữa mà cô đứng ở ngoài liên đã đứng ở ngoài đợi rất lâu đợi đến khi bà thúy mẹ của việt từ phòng bệnh của anh đi ra ngoài để đi đâu đó cô mới xuất hiện trước mặt bà và lễ phép chào hỏi dạ con chào bác bác còn nhớ con không ạ hôm qua mới gặp liên trong phòng bệnh của con trai mình nên bà thúy đương nhiên còn nhớ cô bà ấy gật đầu trả lời cô bác còn nhớ con sau đó bà thúy hỏi liên hôm nay con đến đây nhưng không vào thăm việt mà lại tìm bác là vì con có chuyện muốn nói với bác sao liên nghe hỏi cô trả lời dạ phải con có một chút chuyện muốn hỏi bác ạ nên bác có thể ra ngoài ghế đá ngồi nói chuyện với con một chút được không bác con sẽ nói nhanh không tốn nhiều thời gian của bác đâu ạ à. không biết là bà thúy dễ tính hay bà cũng có chuyện muốn nói với liên mà khi cô vừa mở lời là bà đồng ý ngay cũng được chúng ta ra ngoài ghế đá nói chuyện một chút liên thấy vậy thì vui mừng dạ con cảm ơn bác nói rồi bà thúy cùng liên ra ngoài ghế đá của bệnh viện để ngồi họ ngồi ở một chỗ cách phòng bệnh của việt khá gần nhưng anh chắc chắn sẽ không biết được họ đã gặp nhau và đang nói chuyện với nhau dạ thưa bác xin bác thứ lỗi cho con vì con không biết phải giới thiệu bản thân mình với bác ra làm sao nữa nhưng mà bác có thể cho con hỏi là ngày hôm qua sau khi con đã về rồi bác sĩ vào khám cho anh việt thì đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy không bác vừa ngồi xuống ghế đá là liên đánh liều hỏi bà thúy cô đã gom hết tất cả dũng khí của mình lại mới dám hỏi mẹ của việt một chàng dài như vậy cũng may cho cô là mẹ của việt rất hiền lành bà ấy nghe cô hỏi xong thì chẳng những không khó chịu còn mỉm cười dịu dàng rồi nói với cô bà thúy không trả lời câu hỏi của liên ngay mà bà ấy hỏi cô hai đứa đang yêu nhau nhưng ngại không dám giới thiệu với bác đúng không nên dẫn đến việc ngày hôm qua một người thừa nhận một người phủ nhận liên thấy mẹ của việt rất hiền bà ấy rất giống mẹ mình làm cô thấy có thiện cảm có cảm giác rất thân thuộc với bà ấy bà ấy còn cho cô một cảm giác dễ chịu làm cô có niềm tin là mình có thể nói tâm sự thật được với bà ấy nên liên quyết định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho mẹ anh nghe trước rồi cô sẽ xin phép mẹ anh cho hai người được yêu nhau còn nếu sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện mẹ anh không đồng ý cho cô yêu anh vì cảm thấy cô không xứng đáng hay vì bất cứ nguyên nhân nào khác cũng được cô sẽ rút lui khỏi cuộc tình này không bao giờ để anh phải khó xử giữa cô và mẹ anh liên nói dạ thưa bác con là sinh viên lớp anh việt chủ nhiệm ạ à. con và anh việt có tình cảm với nhau từ lâu nhưng vì giữa tụi con có quá nhiều vấn đề khiến con không dám tiến tới với anh ấy ạ à. này con muốn xin phép bác nghe con kể một số chuyện trong quá khứ và con mong bác sau khi nghe xong sẽ định đoạt giúp tụi con xem con và anh ấy có thể nào yêu nhau ở bên nhau được không nói rồi liên bắt đầu nói rõ những vấn đề của cô và việt đang gặp cho mẹ anh nghe cô kể rõ ràng từng chuyện mình là một người dân tỉnh lẻ mình đã từng lỡ một lần đò sau khi ly hôn với chồng cũ cô mới bắt đầu làm lại từ đầu mới vào sài gòn học tập tiếp bác rất khâm phục con cô gái nhỏ kiên cường nghị lực sau khi nghe liên kể rõ mọi chuyện câu đầu tiên mà mẹ việt nói là câu này bà thúy thật sự rất khâm phục liên sau những gì cô kể bởi bà chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ như cô cả cô là một người kiên cường mạnh mẽ dám yêu cũng dám bỏ vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó chứ không vì sợ tai tiếng sợ những lời lẽ thị phi mà trở nên cam chịu không dám đứng dậy làm lại cuộc đời mình một người phụ nữ nhỏ bé nhưng có lý tưởng sống lớn lao như vậy khiến bà thúy rất khâm phục rất quý mến nếu có thể bà muốn cô trở thành con dâu của bà chỉ là với tình trạng hiện tại của con trai mình bà thúy không biết là con trai và liên còn có thể đến với nhau được không bà không chắc nữa và sau khi thấy liên đã thẳng thắn như vậy bà thúy thấy mình cũng nên thẳng thắn nói ra vấn đề giữa cô và con trai bà sau đó hai người sẽ cùng nhau giải quyết tìm ra một lối đi cho mình bà thúy không vòng vo nữa bà nói thẳng với liên bác rất quý mến con và muốn yêu thương con vì trong quá khứ con đã chịu nhiều thiệt thòi nhiều thương tổn nhưng con vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chứ không bị gục ngã luôn đây là một điều mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được về chuyện con và việt nhà bác có tình cảm với nhau yêu nhau thậm chí là muốn về sống chung với nhau bác không phản đối bao giờ hai đứa có thể tiến tới trở thành vợ chồng của nhau thì cứ nói với bác bác sẽ cùng việt sang nhà con hỏi cưới nên con đừng lo ngại bất cứ vấn đề nào ở gia đình bác Gia đình bác rất dễ chịu Không quan trọng hóa chuyện gì cả Chỉ mong con cái mình được hạnh phúc thôi Với lại vợ của thằng Việt Cũng đã mất 4 năm nay rồi Nó cũng nên quên đi Và có hạnh phúc mới Chỉ là tình trạng hiện tại của con trai bác Khiến bác lo lắng Là thằng bé Liệu có muốn đến với con nữa không Hay là sau khi con biết được Con còn bằng lòng đến với thằng bé không Liên nghe vậy Cô biết ngay là mình đã đúng chính xác là đã có chuyện gì đó xảy ra với anh nên anh mới thay đổi thái độ hoàn toàn với cô chỉ sau một ngày như vậy. Cô hỏi bà Thúy: "Dạ thưa bác, anh Việt đang gặp phải vấn đề gì? Bác có thể nói cho con biết tình trạng hiện tại của anh ấy được không bác? Có phải là ngày hôm qua sau khi con đi về đã xảy ra chuyện gì với anh ấy không bác? Dù Việt có nói với liên những gì, cô cũng không tin anh của hôm nay vì anh không thích cô nữa nên mới trở nên như vậy. Chuyện tình cảm Đôi khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được cũng chưa chắc đã là sự thật, mà sự thật đôi khi phải dùng trái tim để cảm nhận. Lần này, trái tim của Liên mách bảo với cô là đã có chuyện gì đó xảy ra với anh. Bà Thúy nghe Liên hỏi thì gật đầu, sau đó nặng nề nói, đúng là đã có chuyện xảy ra với thằng Việt nhà bác, mà chuyện xuất phát từ vụ tai nạn kia, cứ nghĩ là việc tỉnh lại sau phẫu thuật thì sẽ không còn vấn đề gì đáng lo nữa thằng bé chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đợi ngày viết mổ bình phục là có thể về nhà vậy mà hôm qua sau khi con đi về rồi bác sĩ đến kiểm tra lại cho thằng việt thì mới phát hiện ra vấn đề sau phẫu thuật thật sự là vụ tai nạn kia đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của con bác sau này bác đã rất buồn khi nghe kết quả của bác sĩ bác sĩ bảo là việt bị thương ở đầu quá nặng tuy phẫu thuật thành công nhưng có một số bộ phận khác vẫn đang tổn thương trong đó có tuyến yên trên đầu thằng bé. Việc tổn thương này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản sau này của Việt. Có thể là tuyến yên của con trai bác sẽ được chữa lành rồi nó hoạt động lại bình thường. Hoặc cũng có thể là đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa. Việt nhà bác sẽ vô sinh. Bà Thúy nói đến đây mà liên ngỡ ngàng. Người yêu cô thực sự bị thương quá nghiêm trọng rồi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này của anh còn bà thúy sau khi nói xong bà không rõ là liên đang có suy nghĩ gì nhưng bà ấy nói tiếp bác đoán là hôm nay khi con đến thăm việt nhà bác nó đã làm chuyện gì đó với con làm con bất mãn nên con mới muốn tìm bác hỏi cho ra vấn đề đúng không không ai hiểu con bằng mẹ bà thúy luôn là người hiểu rõ tính cách của việt bà tin chắc là nếu con bà thật lòng với cô gái này thì con bà sẽ tự động tránh xa cô ấy ra vì không nỡ cản đường tương lai của người ta sau chuyện của ngày hôm qua bà thúy tiếp tục nói thêm chắc là việc nhà bác rất trân trọng con trân trọng mối quan hệ này rất muốn được yêu con nhưng thằng bé phải buộc lòng buông tay con ra khi bác nghe con nói về quá khứ của mình bác hiểu tại sao con trai bác muốn làm như vậy con tuy là đứt gánh giữa đường đã từng có chồng trong quá khứ nhưng con vẫn chưa có con trong tình trạng hiện giờ của con trai bác như vậy còn chưa biết được là sau này có thể chữa trị được không có lẽ nó sợ mình liên lụy đến con làm lỡ dở tương lai của con điều này đủ thấy nó đối với con rất thật lòng tuy có thể nói ra những điều này nhẹ tênh là thế nhưng lòng bà thúy thấy đau đớn lắm nói sao thì con trai bà cũng chỉ mới có một đứa con bà còn muốn con bà có thêm một hai đứa nữa cho vui cửa vui nhà nhưng nếu số phận nghiệt ngã con trai bà phải gánh chịu những chuyện không hay Không thể cãi Thì bà đành chấp nhận Xem như là số phận con không tốt liền lắng nghe tất cả những lời bà Thúy nói Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi Hiểu tại sao Việt lại thay đổi thái độ với mình Cô không còn thấy buồn Không còn giận anh nữa Chỉ thấy thương anh Và qua câu chuyện này Cô càng không muốn buông tay anh Cô muốn được ở bên anh Dù cho sau này có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa Bà Thúy đã nói đến đây mà liên vẫn chưa trả lời bà bất cứ chuyện gì bà không biết cô đang có suy nghĩ gì nhưng bà muốn nhắc lại với cô sau khi bác đã nói rõ mọi chuyện với con rồi còn có suy nghĩ gì thì con cứ từ từ mà suy nghĩ còn bác bác muốn nhắc lại đến vấn đề kia một lần nữa với con đó là bác không có ý kiến gì với việc hai đứa con yêu nhau rồi đến với nhau nhưng bác có một lời khuyên dành cho con là con hãy suy nghĩ thật kỹ nếu con có quyết định muốn đến với con trai bác vì bác là một người mẹ nên bác hiểu với một người phụ nữ thì đứa con quan trọng đến nhường nào. Nhưng con trai của bác hiện tại đang như vậy. Bác không chắc là hai đứa đến với nhau có hạnh phúc hay không hay sẽ xảy ra tranh cãi về vấn đề con cái. Còn hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới quyết định mọi việc. Chứ đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà cố chấp với con trai bác. Sau này sẽ khiến cả hai đứa đều dở dang. Như vậy với con trai bác không tốt mà với con lại càng không tốt hơn bà thúy hiểu được là với những người phụ nữ đã lỡ một lần trong quá khứ như liên thì cô cần gì sau đó nên bà mới đưa ra lời khuyên hữu ích như vậy với cô liên sau khi nghe xong cô rất biết ơn mẹ của anh bà là một người tuyệt vời bây giờ thì cô biết được việc giống ai mà lúc nào anh cũng dịu dàng ấm áp cư xử đúng mực luôn mang lại cho cô một cảm giác tin tưởng như vậy anh giống mẹ mình liên nói với bà thúy Dạ, con rất biết ơn bác vì bác đã khuyên con, con cảm ơn bác nhiều lắm. Và hiện tại thì con đã có đáp án của mình rồi bác ạ." À. Bà Thúy nghe Liên nói vậy thì gật đầu. "Bác tin con sẽ cân nhắc rồi lựa chọn ra được lối đi đúng đắn nhất cho mình." Bà Thúy đã nói rất nhiều với Liên rồi, bây giờ bà ấy không có gì để nói nữa, mọi sự quyết định bây giờ đều nằm ở chỗ cô. Liên nhận thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đã xong, bây giờ đã đến lúc cô cần nói chuyện với anh liên xin phép với bà thúy một tiếng bác ơi con đến phòng bệnh của anh việt để nói mấy lời với anh ấy bà thúy không cần liên nói tiếp cũng hiểu ý cô vậy được hai đứa cứ nói chuyện đi bác sẽ lánh mặt một lúc cho hai đứa dễ nói chuyện với nhau dạ con cảm ơn bác liên quay trở lại phòng bệnh của việt khi cô đã đi về cách đây hai ba tiếng đồng hồ trước mà bây giờ đột nhiên lại quay lại làm anh rất bất ngờ anh rất vui khi nhìn thấy cô nhưng anh phải kìm nén cảm xúc của mình tỏ ra vẻ lạnh nhạt không vui khi cô quay lại phòng bệnh của mình anh hỏi cô bằng chất giọng lạnh lùng sao em lại quay lại em chưa về sao liên bây giờ không còn cảm thấy khó chịu hay đau lòng khi anh dùng giọng điệu này hỏi mình cô chỉ thấy yêu anh thôi cô trả lời câu hỏi của anh em về rồi mới biết mình để quên đồ chỗ anh nên em quay lại lấy việt không biết liên đã để quên gì ở chỗ phòng bệnh của anh anh nói vậy em tìm đi nói xong là anh tỏ vẻ không quan tâm đến việc cô đã để quên cái gì ở chỗ anh nhưng anh đã len lén nhìn xung quanh vì muốn biết cô đã để quên thứ gì liên giả vờ tìm kiếm một lúc rồi quay sang nói với việt em không tìm thấy rõ ràng là em để quên ở đây nhưng bây giờ em không tìm thấy việt lúc này mới lên tiếng em đã để quên cái gì liên trả lời ngay lập tức em để quên trái tim mình ở chỗ anh việt nghe liên nói anh còn tưởng mình nghe nhầm khi anh định hỏi lại một lần nữa thì cô nhắc lại lời mình đã nói với anh em để quên trái tim chỗ anh nhưng bây giờ em không tìm lại được chắc là nó mất rồi anh đền cho em có được không lần này việt mới dám khẳng định là mình không hề nghe nhầm chính xác là liên nói cô để quên trái tim ở đây anh đột nhiên không hiểu cô có ý gì với mình nhưng anh nói em đừng nói đùa nữa đây không phải là lúc để em nói đùa liên nghe vậy thì thôi cười cô nghiêm túc nói những lời chân thành nếu anh không thích nói đùa vậy được em nói thật và nói thẳng với anh là em đã biết tất cả mọi chuyện rồi việt à em biết là hiện tại anh muốn buông tay em ra nhưng em thì không muốn và em quyết định là sẽ không từ bỏ cuộc tình này đâu trừ khi anh thực sự không còn yêu em nữa nếu không dù cho anh có đánh hay có đuổi em cũng không đi việt nghe cô nói vậy ban đầu anh ngạc nhiên nhưng rất nhanh là anh hiểu ra vấn đề anh nặng nề hỏi cô có phải là mẹ anh đã nói cho em biết không liên nghe việt hỏi cô gật đầu việt nhìn thấy mọi chuyện thành ra như thế này đi ngược lại với những gì anh mong muốn nhưng cô lại không chịu rời đi vẫn muốn ở bên cạnh anh làm anh vừa buồn vừa vui anh không biết nên làm thế nào bây giờ cả anh muốn suy nghĩ một chút đến khi anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa anh đành nói thật với cô nếu em đã biết dụng tâm của anh rồi sao em còn không chấp thuận cho anh chúng ta nên tách nhau ra rồi sau này em sẽ được hạnh phúc ở bên anh anh không chắc là mình có mang lại hạnh phúc cho em được không nữa vì biết là em thích có một đứa con của mình đến mức nào mà anh có khi là đã vô sinh rồi ngày hôm qua sau khi làm xong các xét nghiệm nhận về tay mình một kết quả khó tin như vậy việt không thấy buồn cho bản thân anh chỉ buồn khi không biết phải đối diện với người mình thương như thế nào khi mà đoạn tình cảm này của hai người vừa mới chớm nở khó khăn lắm cô mới mở lòng chấp nhận yêu anh vậy mà giờ đây anh buộc lòng phải từ bỏ cô như vậy anh không cam tâm không đành lòng nhưng ngoài việc không đành lòng ra thì anh không thể làm gì khác hơn vì chỉ có làm như vậy mới tốt cho cô của sau này. Anh rất muốn mình sẽ là người chữa lành những vết thương cho cô, là người bù đắp cho cô hết những thiệt thòi của cô trong quá khứ, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sau này, nên khi thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô nữa, anh buộc lòng phải buông tay. Liền nghe anh nói, cô lắc đầu, không đồng ý với những suy nghĩ của anh. Đúng là em rất muốn có một đứa con của mình, nhưng khi em thương anh thì con của anh cũng là con của em trường hợp xấu nhất sau này có thể xảy ra với anh là không thể có con được nữa thì chúng ta đã có quốc an rồi còn gì em sẽ cùng anh nuôi dạy thằng bé thật tốt hơn nữa cơ thể của anh không phải là đã hết hy vọng đây chỉ mới là kết luận ban đầu của bác sĩ đợi một thời gian nữa thăm khám chữa bệnh hẳn hoi rồi mới biết chắc chắn được chính xác khi liên nói ra những lời chân thành này việt thấy rất vui đã có một giây anh muốn làm theo những gì cô đã nói hai người cứ như vậy mà tới với nhau không quan tâm tới vấn đề của anh nhưng rồi anh không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cô anh nói anh không thể làm như vậy anh không thể để em chịu thiệt thòi vì anh việt chưa nói xong liền đã cắt ngang lời anh em không cảm thấy mình chịu thiệt thòi như lời anh nói bởi vì từ lúc quen biết anh đến bây giờ anh chưa từng để em phải chịu thiệt thòi bất cứ lần nào trong khi trước đây Em từng phải trải qua đủ mọi khổ đau rồi Giờ với em Một chút chuyện này không là gì cả Em yêu anh nên muốn cùng anh vượt qua chuyện này Anh có hiểu lòng em không? Ngày đó Em và chồng cũ ly hôn Khi em không phạm bất cứ lỗi lầm gì với anh ta cả Bao lâu nay Việt chỉ biết rằng Liên đã từng ly hôn Chứ anh chưa tìm hiểu kỹ thêm nữa Còn cô thì giấu nhẹm đi chuyện đó cho riêng mình cô không kể nguyên nhân thực sự khiến cô phải ly hôn khởi cho anh nghe mãi đến hôm nay cô mới kể cô mong là sau khi anh biết hết tất cả những chuyện bất hạnh cô đã trải qua anh sẽ thay đổi suy nghĩ sẽ không đẩy cô ra xa nữa lúc liên kể xong chuyện của mình rồi cô nói với anh nếu có thể em không bao giờ muốn kể chuyện này với anh nhưng hôm nay em phải kể cho anh nghe vì em muốn anh thay đổi suy nghĩ sẽ vì những chuyện em đã từng trải qua trong quá khứ mà yêu thương em hơn không bỏ rơi em và em cũng muốn anh hãy nghĩ đến việc nếu anh có tình cảm với em muốn cùng em yêu đương thì đừng vì một vụ tai nạn không ngờ kia mà buông tay em dễ dàng như vậy phải khó khăn như thế nào em mới dám mở lòng mình một lần nữa vậy mà lần này anh nỡ làm tổn thương em nữa sao việt nghe cô hỏi anh vội lắc đầu không có anh không bao giờ muốn làm tổn thương em bất cứ lần nào nữa anh xin lỗi Việt thật sự không biết là quá khứ của Liên đã phải trải qua những điều khủng khiếp như vậy. Chồng cũ của cô thật quá tàn nhẫn, mặc dù giây phút cuối anh ta đã hối hận, đã xin lỗi, nhưng những vết thương trong lòng cô thì khó có thể lành lặn lại. Bảo sao cô đã từng nói với anh là cô không muốn yêu đương hay lập gia đình nữa, cô cảm thấy ám ảnh điều đó. Vậy mà, nhân danh người sẽ chữa lành cho cô, chính anh lại một lần nữa sẽ làm tổn thương cô. Và rồi, sau khi nghe liên kể về cuộc hôn nhân đã rất đen tối của mình việt đột nhiên thay đổi suy nghĩ anh không muốn buông tay cô ra nữa việt nói với cô anh không biết là chỉ vì mình muốn tốt cho em mà lại vô tình tổn thương em như những người khác đã từng bằng một phương thức khác anh không biết điều này anh xin lỗi xin lỗi em rất nhiều điều liên muốn nghe không phải là lời xin lỗi mà cô muốn biết việt sẽ quyết định như thế nào nếu sau khi cô đã nói ra những chuyện đau buồn nhất trong quá khứ của mình cho anh nghe rồi mà anh vẫn còn giữ nguyên quyết định thì cô đành thành toàn cho anh chứ cô không biết phải níu kéo anh thế nào nữa liên hỏi điều em muốn anh nói với em không phải là lời xin lỗi mà em muốn biết quyết định cuối cùng của anh với mối quan hệ của chúng ta anh nói cho em biết đi anh có quyết định như thế nào nghe liên hỏi việt trả lời anh suy nghĩ xong rồi nếu em không ngại cơ thể bị khiếm khuyết này của anh thì chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau được không anh sẽ luôn yêu thương em và bù đắp cho em tất cả việt nói tới đây liên liền đặt một nụ hôn lên môi anh cô nhận được kết quả mình muốn nhận rồi cô chỉ cần anh yêu cô thôi còn lại thì cô không cần anh phải bù đắp bất cứ thứ gì cho cô cả bởi vì những vết thương trong quá khứ của cô đã được anh chữa lành từ rất lâu liên hôn việt anh rất bất ngờ nhưng sau khi kịp suy nghĩ anh cũng hôn lại cô nụ hôn này đáng lý ra phải có từ lâu rồi mới phải chứ không phải đợi đến bây giờ mới có ở giữa phòng bệnh của anh anh thì nằm trên giường bệnh còn cô thì đứng ở gần đó cứ như vậy mà hai người hôn nhau thay những lời yêu dành cho nhau vậy là một vụ tai nạn bất ngờ đó không thể nào ngăn cách được tình yêu của những người có lòng với nhau lần này liên cũng được hạnh phúc một hạnh phúc trọn vẹn sau bao nhiêu đắng cay và nước mắt cuối cùng thì cũng có ngày cô được mỉm cười hạnh phúc kể từ lúc liên và việt yêu nhau tình yêu của hai người không quá nồng cháy và mãnh liệt như tình yêu của những cặp đôi trẻ tuổi mà họ luôn yêu thương và chân thành với nhau một cách yên bình giản dị không sóng gió nhưng ngọn lửa tình yêu trong họ cứ cháy mãi không tàn việt luôn mang lại cho liên cảm giác an toàn cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh và anh thật sự là người yêu người bạn tri kỷ đáng tin cậy của cô. Hai người cứ như vậy mà yêu nhau một khoảng thời gian rất dài, yêu từ khi Liên còn đi học, yêu đến khi Liên tốt nghiệp, họ vẫn còn yêu. Cũng trong khoảng thời gian này, việc tích cực chữa bệnh của mình, tuy Liên đã nói sẽ không để tâm đến vấn đề con cái, nhưng anh vẫn muốn chữa bệnh, muốn được cùng người mình yêu thương sinh thêm một hai đứa nữa. Chừng đó, Quốc An sẽ có thêm bạn, còn Liên cũng được vui, nhà anh càng đông con cháu và ông trời không phụ lòng người sau một khoảng thời gian dài bệnh tình của việt đã có những chuyển biến tốt khi cầm trên tay kết quả rằng tuyến yên của mình đã được phục hồi có thể hoạt động bình thường là lúc việt nghĩ đến chuyện phải cầu hôn với liên chứ hai người yêu nhau cũng đã mấy năm rồi và anh quyết định là sẽ cầu hôn cô vào cái hôm cô làm lễ tốt nghiệp chính thức nhận bằng sau khoảng thời gian dài cố gắng không ngừng nghỉ của cô lúc việt đã cầu hôn cô anh nói chúng ta đã yêu nhau cũng lâu rồi nay em đã tốt nghiệp em đồng ý làm vợ anh được không anh hiện tại không muốn hứa trước với em bất cứ chuyện gì cả mà anh muốn dành tất cả thời gian sau này để chứng minh việc em đã đúng khi mở lòng một lần nữa em đã đúng khi đặt niềm tin ở anh liên không biết việt sẽ cầu hôn mình như vậy nên cô rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc sau khi đã qua mọi điều rồi liên bây giờ không cần phải được cầu hôn lãng mạn hay xa hoa nữa cô chỉ cần được cùng người mình yêu thương về chung một nhà để cả hai có thể yêu thương nương tựa nhau là đủ cô đồng ý với anh nhận lời làm vợ anh em đồng ý làm vợ anh không lâu sau đó có một lễ cưới diễn ra lễ cưới này tuy đơn giản không ồn ào khoa trương không mời mọc bất cứ một vị khách nào chỉ có hai bên gia đình và cô dâu chú rể nhưng nó thật hạnh phúc và ý nghĩa với cả hai khi mà cả hai con người từng đổ vỡ nay tìm được người có thể chắp vá lại trái tim đã có vết thương của mình cưới xong thì liên theo việt về sài gòn về cùng sống với gia đình anh vì nhà anh chỉ có một mình anh là con trai chuyện này thật giống với chuyện đã từng xảy ra trước đây nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trong quá khứ đó là gia đình việt ai ai cũng yêu thương liên khi cô phải về sống cùng họ làm dâu xa nhà mỗi dịp lễ tết ba mẹ chồng còn khuyên hai người nên về ninh thuận thăm ba mẹ của cô Cuộc sống của Liên như vậy được xem là viên mãn rồi. Lấy nhau được một năm thì Liên có tin vui. Thỏa lòng mong đợi của tất cả mọi người. Cô mang thai khiến cả nhà rất vui. Và niềm vui được nhân đôi khi cái thai trong bụng cô là thai đôi. Điều này làm Việt và Liên cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc biết mình có thai đôi, cô nói với anh. Ngày đó thì cứ sợ không thể có con nên mới chia tay. Bây giờ thì có tận hai đứa cho anh, tha hồ mà nuôi nhé việt nghe liên nói vậy anh mỉm cười trong hạnh phúc anh nói với cô để bù cho những ngày tháng anh phải chữa bệnh các bạn vừa lắng nghe bộ truyện độc quyền của tác giả lê phạm kim huệ hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện nhé để lắng nghe những câu chuyện mới nhất các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo xin chào và hẹn gặp lại